chương 2294, vớt, được, có điều trước đó cần phải chuẩn bị một chút đã. Anh Nhi, bảo bọn chúng bắt đầu bố trí đi, tu la thủ tộc mẫu gật đầu, lập tức quay về phía thiếu nữ mặc váy đỏ nhàn nhạt, nhạt nói. Vâng, thưa mẫu thân đại nhân, các ngươi hãy mang những thứ đó ra đây, bắt đầu sửa chữa trận pháp này ngay. Thiếu nữ lên tiếng đáp ứng, liền xoay người hướng những tộc nhân khác cùng đi phân phó một câu. Những tộc nhân tu la thù khác nghe vậy tức thì bay lên trời, hướng bốn phía đài băng pháp trận bay đi. Một vài người ở trên không trung hoặc lấy ra từng cái trận bàn, hoặc lấy ra một cây trận kỳ, thậm chí có người còn xuất ra một ít những pháp khí không rõ tên có kiểu dáng kỳ lạ, nhao nhao quăng về hướng phụ cận đài băng. Những vật này vừa rơi vào bên trong pháp trận, tự động hóa thành những luồng hào quang đặc biệt trực tiếp chui xuống dưới đất không thấy bong dáng. Tiếp đó, những tộc nhân tu la thù này lại bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, một tay bấm niệm pháp quyết hướng về phía trận pháp liên tục cách không điểm chỉ xuống cả tòa trận pháp phát ra âm thanh vù vù không thôi, tất cả linh vân bên trong lập lòe sáng lên rồi bắt đầu chuyển động một cách quỷ dị, không lâu sau lại triệt để biến ảo thành một cái pháp trận cỡ lớn hoàn toàn khác biệt. Pháp trận này vừa hình thành, tòa đài băng hình trụ đang đứng vững ở chính giữa bỗng chuyển ra tiếng gặc. Giòn tan, mặt ngoài nó thoáng cái hiện lên những sợi tơ màu trắng bạc. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, ngay sau đó cả tòa đài băng tức thì vỡ vụn ra thành từng khúc, lập tức hiện ra trước mắt là một cái đầm nước nhỏ rộng khoảng gần 10 trường. Bề mặt đầm nước này tĩnh lặng và trong như gương, nó vừa hiện ra ngay tức thì có một đạo cột sáng màu trắng lớn từ đó phóng thẳng lên trời. Nhưng cột sáng này vừa xông lên tới hơn trăm trượng, bỗng nhiên vang lên tiếng phốc phốc, một tầng màn sáng màu lam nhà thoáng cái hiển hiện ra trên không trung, đem bọn người hàn lập cùng gần một nửa sơn cốc bao phủ toàn bộ vào bên trong. Cột sáng vừa va chạm với màn sáng trên không lập tức vang lên một tiếng trầm đục, rồi nổ tung ra thành những điểm sáng trắng nhỏ tiếp đó một luồng hàn khí trắng xóa tỏa ra không gian bốn phía khắp nơi những nơi hàn khí đi qua trong hư không vang lên những âm thanh xì lạp lớn mơ hồ có từng mảnh hàn băng lăng không mà hiện ra nhanh chóng cuồn cuộn đẻ ép xuống phía bọn người hàn lập nhưng bọn người hàn lập không có chút gì sợ hãi linh quang bên ngoài thân nhao nhao lóe lên liền đem những hàn băng này ép ra ngoài không thể mảy may tiếp cận với cơ thể một chút nào hàn khí nơi đây dường như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng thì phải Thần niệm của Hắc Lân quét qua những hàn khí này, khóe miệng khẽ nhếch lên nói một câu. Vậy sao, đạo hữu có thể thử lại một lần nữa xem. Dị sắc trong mắt tu la thủ tộc mẫu chợt lóe lên, bỗng nhiên một tay hướng về đầm nước đánh ra một chiêu. Ở mấy chỗ mặt ngoài rìa của đầm nước bỗng lóe lên ánh sáng màu đỏ, bốn luồng ánh sáng đỏ từ đó bay ra, xoay quanh một cái liền lơ lửng không nhúc nhích trên không trung không cao lắm phía trên đầm nước. Hiện ra là một cây gậy như ý, một cái gương, một khỏa tinh cầu cùng với một cái vòng hình tròn. Bốn kiện bảo vật này đều tản ra từng luồng khí thức cực nóng, nheo nheo đem những hàn khí gần đó biến thành hư ảo. Mà từ đầm nước trông vô cùng tĩnh lặng kia, sau khi bốn kiện bảo vật vừa bay ra lập tức truyền ra những tiếng vang ủng ục kỳ quái, cột sáng vừa phun ra từ đó liền trở nên đậm đặc hơn, biến thành màu trắng sữa trông như thực thể. Chỉ trong chốc lát, hàn khí từ khắp nơi bên trong màn sáng tỏa ra trở nên mạnh hơn rất nhiều, mức độ lạnh lẽo còn lớn hơn cả chục lần so với lúc trước. Tất cả mọi người dưới sự ép bức của luồng kỳ hàn này, linh quang hộ thể lập tức trở nên không ổn định, bộ dáng như sắp không thể chống đỡ nổi. Trong lòng bọn người huyết nhiên mạc giản ly cả kinh, tức thì hoặc là một tay dơ lên hoặc là trong lòng bấm niệm pháp quyết, từng kiện bảo vật hộ thân vừa bay ra liền hóa thành từng tầng hào quang bay múa xoay quanh trước người mới có thể một lần nữa đem hàn khí bức lui. Của nhiên không hề giống với lúc trước, những vật này là vài món bảo vật thuần dương mà quý tộc trôn giấu phía dưới sao. Thế nhưng nếu mức độ chỉ có như vậy mà nói, với thần thông của đạo hữu cộng thêm dị bảo hộ thân mà muốn trực tiếp tiến vào trong đầm đoạt bảo có lẽ cũng có thể miễn cưỡng làm được đấy. Hàn lập chậm rãi mở miệng, mặc dù không thả ra bảo vật gì hộ thân, nhưng bên ngoài thân đã có một tầng lửa bạc chấp động, tất cả hàn khí vừa mới tiếp xúc với nó đều bị hút vào trong như trâu xuống biển, căn bản là không thể nào tiếp cận tới trong vòng vài trượng quanh thân thể hàn lập. Nếu hàn khí trong đầm chỉ có thế, thiếp thân đương nhiên là sẽ không tiếc mạo hiểm mà thử một lần rồi. Nhưng có điều đạo hữu không biết, cái đầm này mỗi khi xâm nhập vào sâu hơn một trượt, mức độ băng hàn sẽ lại mạnh hơn một phần nữa, ngay cả thiếp thân cho tới bây giờ cũng không thể dò thám tinh tường được nó. Dùng phương pháp này vào đầm lấy bảo vật ra căn bản chỉ là chuyện si tâm vọng tưởng. Nếu không thì nhất tộc chúng ta làm sao có thể lưu bảo vật này ở bên ngoài nhiều năm như vậy? Phu nhân cười lạnh một tiếng nói, tuy nhiên ánh mắt nhìn về phía hàn lập lại chưa phát giác ra đã có một tia ý kiêng kỵ. Thần thông của lão già họ dịch lúc trước không hề tranh lệch so với tu la thủ tộc mẫu một chút nào. Một kích của Hàn Lập có thể hủy diệt thân thể của hắn đồng thời đánh trọng thương Nguyên Anh, thì cũng một kích đó nếu muốn đả thương hay chém giết phu nhân tự nhiên cũng không phải là sự tình gì quá khó khăn. Thì ra là thế, như vậy chư vị có ý định để chúng ta tương trợ như thế nào? Hàn Lập gật đầu, thần sắc không đổi mà hỏi, rất đơn giản, cái pháp trận này là do mấy vị tông sư trận pháp trong tộc của chúng ta tổn hao mấy trăm năm thời gian mới có thể nghĩ ra. Chỉ cần trong nháy mắt có 6 gã tu vi từ đại thừa kỳ trở lên đồng thời đem lực lượng rót vào trong đó thì có thể thúc giục uy năng của nó đem bảo vật ở trong hồ sâu kia trực tiếp bắt lấy. Trước kia, bởi vì bồn tộc căn bản không cách nào tập trung nhiều đại thừa như vậy cho nên chỉ có thể khiến cho kế hoạch này bị mắc lại. Hiện tại đã có chư vị đạo hữu mà nói thì lại là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Thiếu nữ mặc váy đỏ bên cạnh cười khẽ giải thích đôi câu. Đại thừa sao, cho dù thêm cả la đạo hiếu, ở đây chúng ta cũng mới có 5 người thôi ánh mắt hàn lập lóe lên có chút kinh ngạc hỏi điều này không cần mấy người hàn huynh lo lắng tiểu muội có một loại bí thuật có thể đem cảnh giới tu vi tạm thời tăng lên một bậc lúc đó có thể miễn cưỡng xem như là một tu sĩ đại thừa kỳ thiếu nữ cười cười vô cùng kiều mị nói loại bí thuật này của đạo hiếu hẳn là một trong số những loại thần thông thời không thì phải nghe xong lời thiếu nữ nội tâm hàn lập hơi thấy dùng mình hàn đạo hiếu quả nhiên hiểu rất rõ về thời không pháp tắc Vật này đúng là dùng lực thời không làm cơ sở thì mới có thể thi triển được đấy." Thiếu nữ mặc váy đỏ nghe vậy thì khẽ giật mình, liếc nhìn Hàn Lập thật sâu mới chậm rãi trả lời. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, sau đó không tiếp tục truy hỏi điều gì nữa. Nếu như mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì động thủ đi. Nơi đây lạnh lẽo như thế, ta cũng không muốn đợi lâu ở chỗ này đâu." Lúc này Hắc Lân bỗng nói một câu ông ông, bộ dáng người phần mất kiên nhẫn. "Được, thiếp thân cũng chẳng muốn trì hoãn làm gì." các vị cứ dựa theo thỏa thuận lúc nãy, cùng tiến vào pháp trận đi thôi. Hắc hắc, với tạo nghệ về trận pháp của chư vị, tự nhiên liếc mắt là có thể nhận ra pháp trận này đối với mấy vị hoàn toàn vô hại, căn bản không cần lo lắng gì cả. Tu la thủ tộc mẫu mặt không biểu tình đáp ứng một tiếng, một tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết hướng về phía bốn kiện bảo vật thuần dương phía trên không hàn đàm điểm một cái. Oanh một tiếng, bốn kiện bảo vật lập tức lóe lên, sau đó hóa thành một đoàn hỏa cầu cuồn cuộn, bên ngoài phía dưới lửa hồng cuồn cuộn điên cuồng trải rộng ra trong khoảnh khắc liền biến thành bốn vầng mặt trời màu lửa hồng nắng gắt treo trên hư không đồng thời một luồng sóng lửa tỏa ra khắp bốn phương tám hướng hết thảy mọi thứ bị đóng băng trong màn sáng sau khi luồng sóng hồng hiện ra lập tức nhao nhao mà bị hòa tan băng ra cùng một thời gian pháp trận xung quanh hàn đàm nổ vang một hồi từ đó chậm rãi nhô lên sáu cái cột đá cao tới mấy trượng những cột đá này mặt ngoài có hào quang lượn lờ hiện ra các loại linh văn chẳng chịt được minh ấn bên trong trên đỉnh tất cả các cột đá đều có một pháp trận nhỏ màu bạc nhàn nhạt, nhạt các vị đạo hiếu chỉ cần đứng lên những cây cột này chờ ta phân phó một tiếng đem toàn bộ pháp lực rót vào bên trong là được rồi việc thao túng trận pháp cứ giao cho người của bổn tộc là được anh nhi người hãy đi vào trước đi tộc mẫu tu la thù sau khi hít sâu một hơi pháp quyết trên tay tản ra nói nàng để cho thiếu nữ mặc váy đỏ tiến vào pháp trận trước tiên hiển nhiên là có ý để cho mọi người yên tâm hơn có lẽ hành động này thực sự có hiệu quả trông thấy thiếu nữ tự nhiên cười nói rồi bay vào đại trận trước huyết nhiên và hắc lân nhìn nhau một cái liền không do dự gì nữa mà khẽ động thân hình rồi cũng chiếm lấy vị trí hai cột đá khác mạc giản ly trần chờ một chút sau đó cũng đồng dạng bay đi ánh mắt hàn lập nhìn lướt qua bên trên sáu cái cột đá cười nhạt một tiếng sau đó một tay bấm niệm pháp quyết thân hình mơ hồ một cái trực tiếp biến mất ở chỗ cũng không thấy đâu nữa sau một khắc bên trên một cây cột đá chấn động thân ảnh Hàn Lập liền trực tiếp thuấn di mà xuất hiện ở chỗ đó. Phu nhân trông thấy tất cả mọi người tiến vào trong pháp trận, không dám lãnh đạm thêm, cũng lắc lư một cái ngay sau đó đã đứng lên trên cột đá cuối cùng, hơn nữa lại tiếp tục hướng tộc nhân đứng bên ngoài pháp trận phân phó một tiếng. Bắt đầu thi pháp, lần này nhất định phải một lần thành công. Vâng, thưa tộc mẫu đại nhân, một gã nam tử trong bốn tên tu la thù trưởng thành nghiêm nghị đáp ứng một tiếng, tiếp đó hắn vẫy tay một cái, thân hình của những người khác lắc lư rồi nhao nhao đứng ở những nơi rìa pháp trận, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu lầm bẩm trong miệng. Lập tức linh vân của cả tòa pháp trận lại một lần nữa chuyển động một cách quỷ dị, đồng thời những phù văn đặc biệt cũng bắt đầu bốc lên từ khắp nơi rồi từ từ hướng không trung phía trên hàn đàm tụ lại, mơ hồ hình thành một quả cầu phù văn không rõ ràng. Lúc này, những tộc nhân tu la thù hoặc là bắt đầu thúc giục pháp khí, hoặc là một tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu đem một cỗ pháp lực tinh thuần trực tiếp rót vào bên trong pháp trận cả tòa pháp trận vang lên những âm thanh ông ông lớn những linh vân đang lưu chuyển kia đang lập lòe sáng tối bỗng chốc thi nhau trở nên sáng long lanh óng ánh phù văn hiển hiện bên trong thoáng cái tăng vọt hơn một nửa trong thời gian chốc lát quả cầu phù văn phía trên không trung hàn đàm biến thành lớn hơn một trượng, hơn nữa ngày càng trở nên rõ ràng phảng phất như là thực thể vậy tu la thủ tộc mẫu nhìn về phía trên không hàn đàm không chớp mắt sau khi tới thời điểm thể tích quả cầu phù văn lớn đến mức độ nhất định không thể nào tăng lên được nữa mới thần sắc ngưng trọng hướng tới bọn người Hàn Lập phân phó một tiếng. Ngay bây giờ, chư vị đạo hữu hãy bắt đầu rót pháp lực vào đi. Vừa dứt lời, linh quang bên ngoài thân phu nhân chợt hiện lên, chân lực từ thể nội liền dọc theo hai chân hướng tới cột đá dưới thân cuồn cuộn tuôn ra. Năm người còn lại tuy rằng đều có tâm tư riêng khác nhau, nhưng nghe vậy cũng không dám lãnh đạm mà đồng loạt thi pháp. Trong chốc lát, sáu cây cột sáng dưới pháp lực kinh người quán chú xuống, toàn thân bắt đầu hiện lên, những linh vân bên ngoài sáng rõ hơn, đồng thời những phù văn chẳng chịt tuôn ra hướng tới chỗ trên cao mà hội tụ. Tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền đến, thể tích quả cầu phù văn sau khi có nhiều phù văn nhập vào liền nhanh chóng điên cuồng lớn lên. Không lâu sau đã biến thành lớn như một tòa lầu các, đem toàn bộ đầm nước che phủ phía dưới nó. Phu nhân thấy vậy, vẻ vui mừng chợt hiện lên trên khuôn mặt, một tay điểm về hư không phía trên hàn đàm, tiếp đó há miệng phun ra một tấm lưới được kết thành từ những sợi tơ màu xanh. chương 2295, bảo vật bên trong hàn đàm. Những sợi tơ màu xanh lóe lên, tức thì vô thanh vô tức liền chui vào trong quả cầu phù văn không thấy đâu nữa. Tiếp đó trong miệng phụ nhân lẩm bẩm, 10 ngón tay giống như bánh xe hướng tới không trung phía trên hàn đàm điểm ra liên tục. Phốc một tiếng, hào quang trên mặt ngoài quả cầu phù văn tỏa ra rực rỡ, sau đó nó quay tít một vòng rồi bỗng nhiên biến ảo thành một đám mây năm màu có hình dáng như một cái phễu phù văn phía trong đám mây chấp động khí thức biến đổi liên tục mơ hồ như có vật gì đó đang được nhanh chóng ngưng tụ thành sau khi tu la thủ tộc mẫu quát khẽ một tiếng đám mây trở nên mơ hồ đồng thời hào quang từ đó lóe lên năm sợi tơ trong suốt diễm lệ lớn bằng năm ngón tay cái từ đó bay ra cũng hướng tới mặt nước của hàn đàm mà kéo xuống một tiếng xì lạp vang lên, những sợi tơ vừa tiếp xúc với mặt nước của đầm thì một tầng hàn khí màu trắng sữa từ dưới cuốn lên, mặt ngoài của nó liền bị phủ một tầng xương trắng. Lông mày đen nháy của phu nhân khẽ nhảy lên, không nói hai lời lại dùng ngón tay hướng về phía đám mây ngưng trọng điểm xuống. Một tiếng sấm rền vang lên, một luồng hào quang năm màu dọc theo những sợi tơ cuồn cuộn đổ xuống, những hàn khí màu trắng sữa kia vừa tiếp xúc với chúng đã bị tan rã ngay tức thì. Sương trắng phía ngoài sợi tơ lúc này lập tức biến mất không thấy bóng dáng tiếp đó sợi tơ trầm xuống rồi một lần nữa chui vào bên trong hàn đàm. Sắc thái cẩn trọng hiện lên trên khuôn mặt của tộc mẫu Tu La Thù, cánh tay không ngừng biến đổi thủ ấn pháp quyết. Năm sợi tơ tức thì không ngừng chìm xuống dưới sâu trong hàn đàm. Hàn lập đứng phía trên cột đá, ánh mắt chấp động quan sát hết thảy, đồng thời pháp lực từ thể nội cuồn cuộn tỏa ra, hướng tới pháp trận dưới thân mà rót xuống không ngừng. Tuy rằng phu nhân muốn bọn hắn toàn lực ứng phó, nhưng với pháp lực thâm hậu của Hàn lập, chỉ cần vận dụng hơn một nửa là có thể làm ổn thỏa việc này. Ngoài ra hắn còn đang dùng bí thuật lặng lẽ tính toán độ sâu mà những sợi tơ kia đang chìm vào trong hàn đàm. 10 trượng, 30 trượng, 100 trượng, 300 trượng. Theo thời gian từng chút trôi qua, hai mắt hàn lập lúc này đã nhắm lại. Đến lúc này, sợi tơ ở dưới sâu bị lực lượng kỳ hàn ngăn cản khiến cho tốc độ hạ xuống rõ ràng đã trở nên vô cùng chậm chạp. Tới khi đến độ sâu hơn 1.000 trượng, phu nhân không khỏi phải thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ngưng trọng lúc này đây sau thời gian mỗi lần hô hấp sợi tơ chỉ có thể chìm sâu hơn vài tấc mức độ có thể nói là vô cùng ít ỏi năm đó dưới sự ngăn trở của hàn khí vị tu la thù tộc mẫu này dù đã nhờ tới bảo vật cũng nhiều nhất là tới được độ sâu như vậy mà thôi cho nên tiếp tục đi xuống những sợi tơ này lúc nào cũng có khả năng tiếp xúc với đáy của hàn đàm điều này khiến cho phu nhân không dám khinh thường bất cứ thời khắc nào giờ phút này cả thân ảnh của thiếu nữ mặc váy đỏ đang bị một đoàn huyết vụ bao phủ, sau lưng nàng mơ hồ xuất hiện một cái hư ảnh màu xanh như có như không chấp động liên hồi. Tuy rằng không biết nàng ta thi triển loại bí thuật nào, nhưng khí thức từ nàng tỏa ra rõ ràng thực sự không kém gì đại thừa kỳ. Khi trước chuyện nàng nói dùng bí thuật có thể trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới quả nhiên không phải nói khoác. Việc này dẫn tới ánh mắt của bọn người huyết nhiên và mạc giản ly liên tục ngóng nhìn sang. Nửa canh giờ trôi qua, bộ phận đang nằm ngoài mặt nước của sợi tơ mặc dù có hào quang năm màu lưu chuyển bất định nhưng đã một lần nữa bắt đầu ngưng kết một tầng xương lạnh phủ lên tốc độ hạ xuống càng chậm tới mức dùng mắt thường không thể nhận ra được bọn người mặc giản ly dưới thời gian dài như thế không ngừng rót pháp lực vào dù cho vẫn có thể kiên trì nhưng biểu hiện cũng không còn dễ dàng như bản đầu nữa huyết nhiên trao mày xuống lặng lẽ cùng hắc lân truyền âm vài câu không biết đang thương lượng chuyện gì về phần đám tộc nhân tu la thù bên ngoài pháp trận sắc mặt đều trắng bệch dáng vẻ bắt đầu không thể chống đỡ được nữa phu nhân quan sát hết thảy mọi thứ trong mắt trong lòng càng thêm khẩn trương nếu với tình hình thế này mà nàng vẫn không cách nào lấy ra bảo vật bên trong hàn đàm thì chỉ sợ về sau lại càng không có chút khả năng nào lấy được nữa nghĩ tới đây trong nội tâm của vị tu la thù tộc mẫu này âm thầm xoay chuyển bỗng nhiên vỗ một tay xuống đỉnh đầu ánh sáng màu lục nhạt lóe lên một con nhện nhỏ trắng như ngọc dài hơn một thước từ đó bay ra con nhện này toàn thân óng ánh như ngọc bích, hai bên mắt có ngọn lửa màu tím quỷ dị chớp động. Vừa hiện thân liền xông tới trên không hàn đàm há miệng bắn ra một quả cầu sáng màu xanh lớn cỡ nắm tay, bên trong mơ hồ bao lấy một quả tinh thạch màu trắng, chớp động một cái lăng không nhập vào trong đám mây hình phễu không thấy bóng dáng. Bọn người hàn lập nhìn thấy tình hình này, trong nội tâm đều hơi dùng mình. Phu nhân này đem bổn mạng tinh hạch phóng ra, xem ra thực sự có ý liều mạng rồi. Đám mây sau khi khẽ nhập tinh hạch vào, từ bên vang lên những tiếng nổ lớn oanh minh, một vòng sáng bảo vệ trói mắt dọc theo sợi tơ hung hổ cuốn xuống. Sương lạnh ngưng kết bên ngoài sợi tơ lại một lần nữa tan đi, đồng thời tốc độ hạ xuống cũng thoáng một cái nhanh hơn chục lần so với lúc trước, không lâu sau lại xuống được sâu hơn 10 triệu nữa rồi mới một lần nữa bị chậm lại. Phu nhân thấy thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng vào lúc này, từ trong huyết vụ truyền ra tiếng thiếu nữ than nhẹ, sương mù quay cuồng một hồi bỗng nhiên bắn ra một đạo cột sáng mờ mịt, đồng dạng lóe lên liền chui vào bên trong đám mây. Hào quang đang cuốn xuống từ trong đám mây lập tức sáng lên một lần nữa, sợi tơ một lần nữa lại hạ xuống nhanh hơn. Nhưng lúc này, sau khi năm sợi tơ nhập xuống sâu hơn 7-8 trượng nữa lại bỗng khẽ run lên rồi dừng lại một chút. Tốt rồi, chư vị đạo hữu hãy kiên trì một lát, để thiếp thân tìm vị trí chính xác của bảo vật này. Phu nhân thấy vậy, tinh thần chấn động, trong miệng nhanh chóng thúc giục, hai tay biến đổi pháp quyết, hai mắt nhanh chóng nhắm lại lực lượng thần niệm khổng lồ từ nơi lông mi của phu nhân phát ra, dọc theo năm sợi tơ thuận thế đi xuống, lập tức đến đáy hàn đàm, hướng tới mọi nơi nhanh chóng quét qua. Sau một lát thời gian, trên mặt phu nhân tỏ ra vui vẻ, miệng nói một tiếng đã tìm được. Hai mắt lập tức mở trợn ra, đồng thời một ngón tay hướng tới năm sợi tơ cách không điểm xuống, âm thanh chú ngữ trong miệng càng phát ra nhanh hơn. Dường như cùng một thời gian, Hàn Lập bỗng cảm thấy pháp lực từ thể nội như bị siết chặt, tốc độ tiêu hao thoáng nhanh hơn gấp bội so với trước tuôn xuống trụ đá vuông dưới chân hắn nhướng mày đem pháp lực trong thể nội hơi điều chỉnh một chút sau đó nhìn chằm chằm vào mặt nước không động đậy lúc này năm sợi tơ vốn lay động một hồi tiếp đó run rẩy kịch liệt đồng thời phát ra âm thanh ông ông từ từ hướng tới đám mây mà kéo lên một tấc hai thốn nửa xích một thước tốc độ cực kỳ chậm chạp tựa hồ đang kéo đổ vật vô cùng nặng bộ dáng phi thường cố gắng hết sức mà mặt nước vốn đang tĩnh lặng bắt đầu điên cuồng chuyển động, từ tiếng nổ ầm ầm bắt đầu tạo thành một vòng xoáy đen kịt sâu không thấy đáy, tựa như muốn đem hết thảy mọi thứ quấy cho nát bấy. Chỉ có năm sợi tơ vẫn dựng đứng thẳng tắp trong hàn đàm. Từng trận hàn khí mãnh liệt hơn trước mấy lần từ vòng xoáy tuôn ra nhưng đều bị cấm chế ở bốn phía cản trở lại. Động tĩnh lớn như thế khiến cho bọn người huyết nhiên và mạc giản ly đều thấy động dung, nhao nhao nhìn chằm chằm vào đó không nháy mắt nhưng thời gian sợi tơi kéo lên so với khi hạ xuống còn phải chậm hơn vài phần. Không biết bao lâu về sau, từ vòng xoáy vang lên một tiếng trầm đục cực lớn, một hòn đá màu xanh nhạt lớn cỡ đầu người mới bị mạnh mẽ kéo lên, đồng thời một cỗ pháp tác mãnh liệt chấn động từ nó tản ra. Không gian chi lực, Hắc Lân chỉ hơi cảm nhận một chút chấn động ẩn chứa lực lượng pháp tắc này, không khỏi hiện lên vẻ tham lam thì thào một tiếng. Không gian lực mặc dù không thần bí như thời gian lực, nhưng những cường giả muốn chân chính nắm giữ tinh thông pháp tắc này thì vẫn là ít càng thêm ít đại bộ phận tồn tại đại thừa kỳ tuy cũng có thể làm chút chuyện tình như xé rách hư không nhục thân trực tiếp cách không truyền tống nhưng quá nửa là phải mượn nhờ sự cường đại của chân nguyên cùng một ít bảo vật không gian mới có thể làm được tới mức độ như vậy so sánh với chính thức tinh thông không gian pháp tắc mà nói đương nhiên là không thể đánh đồng được mà một kiên bảo vật có thể khiến cho người ta tham mộ được không gian pháp tắc đối với tồn tại đại thừa kỳ mà nói tự nhiên là dị bảo chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu rồi. Hàn lập thấy vậy chỉ mỉm cười chứ không mở miệng nói gì. Bản thân hắn có thể biến ảo thành thiên phượng am hiểu lực lượng không gian, nếu muốn tìm hiểu không gian pháp tắc thì chỉ cần cho hắn đủ thời gian là có thể nắm giữ được ngay, cho nên đối với bảo vật này hắn cũng không thèm để ý. Ánh mắt huyết nhiên nhìn về phía viên đá màu xanh ra trời mơ hồ cũng hiện lên một tia lửa nóng. Ngược lại ánh mắt mạc giản ly nhìn về phía viên đá màu xanh ra trời lại bình tĩnh dị thường, tựa như không hề bị viên đá ẩn chứa thiên địa pháp tắc này ảnh hưởng. Tuy nhiên ngay thời điểm hai người huyết nhiên và hắc lân còn đang trần chờ, thiếu nữ phía trong huyết vụ quát khẽ một tiếng, một tay giơ lên bắn ra một chum những sợi tơ, ánh sáng màu xanh lóe lên liền đem viên đá màu lam nhạt bao lại trong đó. Phanh một tiếng, viên đá giống như tên bắn hướng về phía thiếu nữ mặc váy đỏ. Sắc mặt huyết nhiên tỏ ra âm tình bất định, nhưng cánh tay chưa phát giác ra đã thò vào trong tay áo như định làm gì đó. Nhưng vào lúc này, một ánh mắt lạnh như băng sắc như đao kiếm nhìn chằm chằm qua khiến cho khuôn mặt hắn không khỏi cảm thấy đau nhức huyết nhiên dùng mình không khỏi đảo qua phía ánh mắt này vị tu la thủ tộc mẫu kia đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm không buông rõ ràng là có ý cảnh cáo nội tâm huyết nhiên hơi thấy kinh hãi ánh mắt nhanh chóng quét qua hàn lập mạc giản ly phát hiện cả hai người đều bình tĩnh đứng trên cột đá không chút dị động lúc này tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười ngón tay trong áo buông lỏng ra Hắc Lân ở bên cạnh thấy vậy, nội tâm có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đá màu xanh ra trời chui vào bên trong huyết vụ. Đa tạ mấy vị tương trợ, việc này cuối cùng cũng đại công cáo thành, bảo vật này rốt cuộc cũng đã đến tay bản tộc. Huyết vụ quay cuồng một hồi sau đó tan ra, một lần nữa hiện ra chân dung thiếu nữ, một tay nâng viên đá màu lam nhạt, vui sướng nói. Đồ vật chúng ta đã giúp các người lấy được, số tinh thạch còn lại đâu. Hàn lập từ từ đem pháp lực thể nội thu hồi, đánh giá vật trong tay đối phương rồi nhàn nhạt, nhạt nói: "Việc này thì yên tâm, mấy vị đạo hữu đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiểu muội tự nhiên cũng sẽ không làm trái ước định." Thiếu nữ mặc váy đỏ tự nhiên cười nói, ánh sáng màu lam lóe lên trên tay, viên đã biến mất không thấy đâu nữa, hiện ra là một hộp ngọc màu trắng khác, cũng run lên ném cho Hàn Lập. Bá một phát, toàn bộ ánh mắt bọn người huyết nhiên đều nhìn chằm chằm về phía cái hộp. Thân sắc Hàn Lập không đổi vung tay áo lên, liền đem hộp ngọc nắm vào trong tay rồi đem nắp hộp mở ra. Đúng rồi, quý tộc thật là những người thủ tín. Huyết đạo hữu chúng ta phân phối một chút đi. Ánh mắt Hàn Lập quét qua trong hộp một lượt, khóe miệng mỉm cười nói. Tốt, lấy được số tinh hạch còn lại, chúng ta xem như đã đạt được mục đích, cuối cùng cũng có thể chính thức yên tâm rồi. Huyết nhiên cười ha ha, xoa xoa hai tay nói. Hiển nhiên so với viên đá màu lam nhạt trong tay thiếu nữ, tấm lôi tiêu phù có thể giảm uy lực của lôi kiếp trong suy nghĩ của hắn càng quan trọng hơn một chút đấy. Hắc Lân và Mạc Giản Ly cũng đồng dạng khó che giấu một tia kích động trên khuôn mặt. Hàn Lập mỉm cười, tay áo hướng vào trong hộp nhẹ nhàng run lên, lập tức bốn viên tinh hạch từ đó bay ra, phân biệt bắn tới ba người kia. Chương 2296 trở lại. Huyết nhiên, Hắc Lân cùng với Mạc Giản Ly nhau nhau tiếp nhận tinh hạch, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì tự nhiên quá đỗi vui mừng thu lại. Nếu thù lao đã thanh toán đầy đủ, giao dịch giữa bản tộc cùng chư vị đạo hữu cũng xem như mọi người đều vui rồi. Nhưng không biết chư vị định khi nào mới ly khai giới này, dù sao giới này cũng hơi nhỏ một chút, không cách nào có thể dung nạp được quá nhiều tồn tại đại thừa như chúng ta. Tộc mẫu tu la thù bỗng nhiên chớp chớp mắt hỏi, là đạo hữu yên tâm, nhiều lắm là vài ngày nữa chúng ta sẽ tự động rời khỏi, tuy nhiên những sản vật ở tiểu tu la giới này có chút khác biệt so với linh giới chúng ta cho nên bọn ta có ý muốn thu thập thêm một ít, đạo hữu sẽ không ngăn cản việc này chứ. Hàn lập nhẹ nhàng cười lơ đễnh nói, khanh khách, chỉ là thu thập tài nguyên mà nói, bổn tộc đương nhiên tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chư vị tuy nhiên giới này ngoài nhất tộc chúng ta vẫn còn hai ba tồn tại khó chơi đấy chư vị cũng đừng nên sơ suất quá phu nhân xinh đẹp cười cười thâm ý sâu sắc nói a à hát một trong số những tên mà đạo hữu nói hẳn là có xa khắp tử trăng mạc giản ly nghe vậy thần sắc khẽ động mạc đạo hữu cũng biết sự tồn tại của hung thú này chẳng lẽ đã gặp nó rồi trong lòng phụ nhân hơi thất kinh buột miệng hỏi chính xác là ta đã gặp phải một lần Tên này không hổ là thượng cổ hung thú trong truyền thuyết, lão phu thiếu chút nữa đã rơi vào tay nó đấy. Sắc mặt mạc giản ly biến hóa vài lần mới thở dài một hơi nói. Giới này còn có loại hung thú ấy sao, là đạo hữu có thể cho biết xào huyệt của nó hay không? Huyết nhiên nghe được đối thoại giữa phu nhân và mạc giản ly, chợt trở, trở nên vui vẻ, khuôn mặt hiện lên một tia kích động vội vã hỏi. Sao huyệt của xa khấp tử, thiếp thân đương nhiên biết rõ, chỉ là. Ánh mắt tộc mẫu tu la thù lóe lên, bỗng nhiên tỏ ra hơi trầm ngâm yên tâm, huynh đệ chúng ta sẽ không yêu cầu tin tức không công đâu, chỉ cần la đạo hữu cho biết sẽ cảm tạ trọng hậu. Huyết nhiên vừa thấy biểu hiện của phu nhân lập tức phát giác ra thần sắc của mình có vẻ không ổn, liền thu lại vẻ kích động tỉnh táo nói. Tiếp đó, bàn tay vị đại thừa dị tộc này phất lên, lấy ra một cái túi da nhỏ, rung lên ném đi. Bàn tay ngọc của phu nhân khẽ vẫy, liền đem áo ra bắt lấy, sau đó thần niệm quét qua bên trong lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngẩng đầu liếc nhìn thật sâu huyết nhiên mới từ từ nói. Ở đây ta có một cái địa đồ, trên đó có ghi rõ vị trí xảo huyệt của xa khấp tử, đạo hữu có thể xem qua một chút. Vừa dứt lời, phu nhân khoát tay, một khối ngọc giản màu trắng từ trong tay áo bay ra. Tay áo huyết nhiên cuốn lên liền bắt lấy ngọc giản trên tay, tiếp đó lập tức đưa lên chán ngưng trọng xem xét. Hắc lân ở một bên, thần sắc cũng có chút khác thường, ánh mắt nhìn về phía ngọc giản mơ hồ có một tia kích động. Lúc này thiếu nữ mặc váy đỏ bỗng nhiên hướng tới hàn lập cười nói mấy vị đạo hữu ở bên ngoài chắc cũng là những nhân vật danh chấn một phương, chắc hẳn cũng mang theo không ít bảo vật quý hiếm bên mình. Như vậy đi, tộc của chúng ta mấy năm nay cũng cất giấu một số tài nguyên mà bên ngoài giới này không có, không bằng các vị hãy cùng bản tộc trao đổi một chút, sau đó lại tự mình đi siêu tầm tài liệu, như thế có thể tiết kiệm cho chư vị rất nhiều thời gian đấy. Ý của anh đạo hữu là muốn tạm thời mở một hội giao dịch nhỏ tại chỗ này hay sao? Hàn lập khẽ giật mình, nhưng lập tức cười nói. Đúng vậy, nói thật ra, những tài nguyên tài liệu của giới này, bổn tộc đều có cất chữ không nhiều thì ít đấy, chỉ cần chư vị có thể trả một cái giá hợp lý, bổn tộc tuyệt đối sẽ làm các vị thỏa mãn. Thiếu nữ mặt không đổi sắc nói, tộc mẫu tu la thù nghe được lời nói lần này của thiếu nữ, không hề mở miệng ngăn cản, thái độ mặc nhiên hoàn toàn đồng ý với đề nghị này. Mà bọn người mặc giản ly nghe được lời ấy đều rất đồng tình. Với thời gian còn lại của bọn hắn ở tiểu tu la giới, muốn thu thập số lượng lớn tài liệu hoàn toàn là không có khả năng, nếu có thể từ tay tộc tu la thù đổi được một ít thì cũng là một biện pháp tốt không ảnh hưởng gì được trên người lão phu cũng có một số thứ muốn trao đổi cùng quý tộc đấy mạc giản ly suy nghĩ một chút liền là người đầu tiên một lời đáp ứng huynh đệ ta cũng có chút thân gia cùng trao đổi một chút đi huyết nhiên cùng với hắc lân truyền âm trò chuyện với nhau vài câu đồng dạng đồng ý mấy vị đạo hiếu đều đã tham gia hàn mỗ tự nhiên sẽ không ngoại lệ rồi hàn lập thần sắc không đổi nói một câu Đối với loại chuyện có lợi không hại này, hắn tự nhiên không có lý gì mà không tham gia cả. Tốt, chúng ta hãy bắt đầu giao dịch chính thức trên mặt đất gần đây đi. Thiếu nữ mặc váy đỏ tự nhiên cười nói, thần thái cực kỳ vũ mị. Lúc này, bọn người huyết nhiên đều đồng ý, Hàn Lập cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt lại như có như không nhìn lướt qua phía hàn đàm kia vài lần. Cử đông này che giấu vô cùng kỹ càng, không hề khiến những người khác chú ý một chút nào. Mấy canh giờ sau, tại phía trên một hòn đảo nhỏ khác cách hòn đảo có hàn đàm kia không xa, những người của tộc Tu La Thủ dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ mặc váy đỏ và phu nhân, cưỡi đầu cử u ưng lúc trước rời đi, trên mặt ai nấy đều hiện ra vẻ hài lòng mà dần dần đi xa. Phía trên hòn đảo nhỏ, trong chốc lát chỉ còn lại bọn Hàn Lập, mấy gã đại thừa tới từ bên ngoài lẳng lặng đứng đó. Sau một hồi trao đổi, dù là Hàn Lập, Mạc Giản Ly hay là bọn huyết nhiên, Hắc Lân đều có thu hoạch lớn, đã nhận được rất nhiều tài liệu quý hiếm mà chỉ có tu la giới mới có tuy rằng phải bỏ ra một cái giá lớn xa xỉ nhưng tóm lại là tất cả đều vui vẻ hàn huynh thật sự để cho mấy tên tu la thù này cứ như vậy mà trở về sao nếu hiện tại thay đổi chủ ý vẫn còn chưa muộn đâu huyết nhiên nhìn qua đám tộc nhân tu la thù bỗng nhiên mở miệng nói vì sao phải thay đổi chủ ý nếu nhất tộc này dễ dàng lưu giữ như vậy thì chúng ta cần gì phải cùng đối phương giao dịch gì đó sớm đã trực tiếp giết chết ngay tại hang ổ của chúng rồi hàn lập thần sắc không đổi trả lời Lúc trước là không biết thân gia của những tên tu la thù này lại phong phú như vậy, vừa rồi nói không chừng chúng chỉ lấy ra trao đổi một hai phần mười mà thôi. Chủ yếu hơn là đạo hiếu chẳng lẽ không động tâm với hòn đá ẩn chứa không gian pháp tắc hay sao? Vật ấy ẩn chứa không gian pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, dù là huyết mố cũng là cả đời hiếm thấy, nếu có thể đoạt được nó, chúng ta chỉ cần thay phiên nhau tìm hiểu, đảm bảo trong thời gian ngắn nói không chừng có thể khống chế được không gian pháp tắc chân chính đấy lông mày huyết nhiên nhảy lên lời nói chứa đầy sự hấp dẫn ngay cả mạc giản ly ở bên nghe được thần sắc cũng không khỏi hiện lên một tia khác thường hắc hắc thật đáng tiếc hàn mộ đối với không gian lực không có chút hứng thú cho nên cũng không có ý mạo hiểm hai vị đạo hữu nếu thật sự cảm thấy hứng thú với vật này hoàn toàn có thể cùng tu la thù nhất tộc thương lượng một chút nói không chừng chỉ cần ra một cái giá lớn đối phương có thể trực tiếp đem vật ấy trao đổi với hai vị đấy tuy nhiên việc này cũng không dễ đâu hàn lập cười hắc hắc từ chối cho ý kiến nói huyết nhiên nghe xong lời này sắc mặt hơi đổi nhưng lập tức ngáp một cái nói đạo hữu nói đùa nhìn những tên tu la thù xem trọng vật này như thế chỉ sợ cho dù lấy hết toàn bộ tài sản của hai người bọn ta đối phương cũng sẽ không có chút nào ý muốn trao đổi nếu hàn huynh đã không muốn xuất thủ xem như trước đó huyết mỗ chưa từng nói gì đi huynh đệ tại hạ có chuyện trong người đành phải từ biệt hai vị đạo hữu tại đây rồi Vị đại thừa dị tộc này vừa nói vừa tay ôm quyền phân biệt hướng tới Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly ở bên từ biệt. Hắc Lân bên cạnh thấy vậy, cũng khẽ chắp tay một cái. Hai vị đạo hữu đi đường bình an, Hàn Lập cười khẽ một tiếng, đồng dạng đáp lễ lại một chút. Trên mặt Mạc Giản Ly cũng thoáng hiện ra vẻ tươi cười nói vài câu bảo trọng. Tiếp đó, hai người huyết nhiên và Hắc Lân đều cùng nhau độn quang, phân biệt hóa thành hai đạo cầu vồng phá không rời đi, chốc lát đã biến mất vô ảnh vô tung phía cuối chân trời. Hàn Huynh tiếp theo có tính toán gì không, chuẩn bị đi tìm một ít tài liệu chân quý khác hay sao? Mạc Giản Ly một đường nhìn thẳng độn quang cho tới khi không thấy đâu nữa mới mỉm cười hỏi Hàn Lập một câu. Đúng là như thế, còn vài ngày nữa mới phải rời khỏi giới này, tại hạ có ý định muốn xem xem có thể tìm được cơ duyên nào đó hay không? Hàn Lập mỉm cười trả lời một câu, lần này Mạc Mỗ có thể lấy được ba cái tinh hạch đã xem như cực kỳ may mắn rồi, cho nên không có ý định mạo hiểm nữa. Tiếp đây ta sẽ tìm một chỗ bí ẩn ngồi xuống nghỉ ngơi, yên lặng chờ tới ngày ly khai. Hàn đạo hữu tuy rằng thần thông kinh người, nhưng vài ngày này cũng nên cẩn thận tu la thủ nhất tộc phản công mới được. Mạc giản ly thần sắc nghiêm nghị nói, ân, Mạc huynh làm thế cũng xem như cực kỳ thỏa đáng đấy. Về phần những tên tu la thù kia, một mình ta có lẽ không đánh chết được các nàng, nhưng các nàng muốn đối phó ta lại càng là chuyện không thể nào. Hàn lập cười ha ha, cực kỳ tự tin trả lời. Hàn huynh đã tính toán hết thảy mọi việc, Ta cũng yên tâm rồi. Việc này không nên chậm chế nữa, mạc mỗ đi trước một bước vậy, ta và ngươi đành tạm biệt tại đây, mấy ngày nữa chúng ta hẹn gặp lại ở linh giới. thân sắc mạc giản ly buông lỏng, một lần nữa hiện ra dáng vẻ tươi cười hướng tới Hàn Lập cáo từ. Hàn Lập không có nhiều lời giữ lại đối phương, nói vài câu cung kính. Sau đó chỉ thấy mạc giản ly đưa tay thả ra một cái thuyền nhỏ, lắc lư phía trên rồi cũng hóa thành một đạo cầu vòng phá không rời đi hàn lập lẳng lặng đứng tại chỗ một hồi lâu mới đem ánh mắt từ đằng xa thu lại quay đầu đảo qua hướng cự đảo chỗ hàn đàm trước kia nhìn một cái trên mặt bóng hiện lên vẻ khác thường tay áo hắn run lên lập tức cả người hóa thành một tia sáng màu xanh phá không mà đi bay vụt theo hướng cự đảo chỉ sau khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm hàn lập lại một lần nữa xuất hiện ở trên không sơn cốc chỗ ngọn núi trước kia hắn lơ lửng trên hư không nhàn nhạt hướng xuống nhìn lướt qua chỗ hàn đàm chỉ thấy hàn khí ở cả quả núi so với trước kia dường như yếu hơn một chút. Nhưng bốn phía hư không của Hàn Đàm, bởi vì nguyên nhân pháp trận gần đó bị triệt hồi nên lại bị đông lạnh trở thành một tầng huyền băng óng ánh, một lần nữa đem toàn bộ cửa vào Hàn Đàm đóng băng lại phía trong. Ánh mắt Hàn Lập yên lặng nhìn chăm chú vào khối băng cực lớn phái dưới trong chốc lát, mới bỗng nhiên há miệng bắn ra một đoàn lửa màu bạc, lắc lư một cái liền biến thành một con hỏa điểu màu bạc. Hàn Lập lẩm bẩm trong miệng, một tay bấm niệm pháp quyết điểm về phía hỏa điểu trong hư không một cái lập tức một tiếng phốc vang lên, hỏa điều màu bạc ngửa đầu kêu một tiếng thánh thoát, bên ngoài thân lửa bạc thiêu đốt, thân hình nhanh chóng lớn lên. Chỉ trong thời gian chốc lát, hỏa điều màu bạc đã biến thành lớn tới vài chục trượt, bên ngoài thân là tầng lửa bạc lưu chuyển rào rạt bất định, chỉ là bộ dáng thần thái rõ ràng có chút huệ hoài. Hiển nhiên là sau trận chiến với tử sắc khổng tước được triệu hồi ra từ ngọn cổ đăng cũng bị tổn thương không nhỏ. Hàn lập thấy vậy nhướng mày, nhưng lập tức mặt không biểu tình há miệng ra, mấy đoàn tinh khí màu xanh nhạt bắn ra, chấp động mấy cái đã chui toàn bộ vào thân hình cực lớn của hỏa điểu không thấy bóng dáng. chương 2297, kiện thánh vật thứ hai Hai cái ngân sắc hỏa điểu run lên, thân hình một lần nữa cuồng trướng, biến lớn tới mấy trăm trượng linh vũ toàn thân cuồn cuộn hỏa diễm, cơ hồ đem hơn nửa bầu trời sơn cốc chìm vào ngân quang sáng lòa. Hàn lập thấy vậy, trong mắt chợt lóe tinh quang, tay bấm quyết, miệng thốt một tiếng nhanh, vệ linh hỏa điểu lập tức cúi đầu, há miệng phun xuống một luồng ngân diễm cuồn cuộn, Bao phủ toàn bộ Huyền Băng phụ cận Hàn Đàm. Toàn bộ Huyền Băng liền tan ra với tốc độ kinh người, từ trong băng cũng có từng điểm ngân quang bay ra, nhanh chóng dung nhập vào ngân diễm. Chỉ sau thời gian mấy lần hô hấp, toàn bộ Huyền Băng đều biến mất vô ảnh vô tung, cửa Hàn Đàm lại lần nữa lộ ra. Ngân diễm thuận thế cuồn cuộn phủ xuống mặt nước Hàn Đàm. Giữa hỏa diễm điên cuồng, toàn bộ hàn khí từ Hàn Đàm tỏa ra đều biến thành ngân hà, bị ngân diễm dễ dàng cắn nuốt dung hợp, thanh thế hỏa diễm nhờ vậy mà càng ngày càng thịnh. Phệ linh chân hỏa nguyên bản chính là một loại hỏa diễm biến dị hợp nhất âm dương, lại được Hàn Lập mấy lần mượn ngoại vật luyện hóa qua, càng trở thành một loại tồn tại quỷ dị trong thiên địa, nay nếu luyện hóa dung nhập thêm vật chí Hàn chí dương thì uy lực của nó có thể tiến thêm một bước nữa. Lúc trước đám người tu La thủ tộc vừa mới hé mở phong ấn Hàn Đàm, phệ linh chân hỏa trong thể nội của Hàn Lập liền trở nên cuồng bạo vô cùng, dường như cực kỳ khát vọng cắn nuốt Hàn khí nơi này. Điều này khiến Hàn Lập lúc ấy vừa mừng vừa sợ, vì đã nhiều năm như vậy trôi qua, hắn chưa từng thấy phệ linh chân hỏa có phản ứng mãnh liệt đến thế. Trước kia hắn du lịch mấy vùng đất kỳ hàn ở linh giới, lúc gặp mấy loại hàn khí có thể cắn nuốt, chân hỏa này cũng không có phản ứng đến thế. Hơn nữa hàn lập tự đánh giá rằng, đối với loại kỳ hàn nơi đây khiến cả đám tu la thù thúc thủ vô sách thì chỉ bằng năng lực quỷ dị của phệ linh chân hỏa liền có thể dễ dàng thôn phệ sạch sẽ. Chẳng qua là năng lực thôn phệ hàn khí của phệ linh chân hỏa, hắn tất nhiên không thể nào chủ động nói ra, lại càng không thể để lộ trước mặt người khác cho nên hắn mới mặc cho đám người tu la thù tộc mẫu dùng phương pháp mượn lực pháp trận để trục vớt bảo vật. Lúc này Hàn Lập đang bay lơ lửng trên bầu trời sơn cốc, lặng lặng nhìn hết thảy phía dưới, trên mặt mơ hồ có vẻ mong đợi. Một chút thời gian nữa trôi qua, khi hàn khí từ trong đàm sông ra cũng đã yếu đi, không khác biệt lắm lớp hàn khí phía trên đã bị phệ linh chân hỏa thôn phệ, Hàn Lập nhướng mày, ngón tay hướng hỏa điều trong hư không khẽ điểm. Thân ảnh hỏa điều lưu chuyển, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc huyễn hóa còn một trượng dài, thanh minh một tiếng, liền hóa thành một viên hỏa cầu bắn nhanh xuống. Phốc suy một tiếng, đầu hỏa điểu trong nháy mắt nhập vào ngân diễm phía dưới, toàn bộ ngân diễm như bị một cơn lốc cuốn qua, đều lặn nhập vào trong thân thể hỏa điểu. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, hỏa điểu liền chúi đầu lặn nhập vào mặt nước bên dưới, biến mất không thấy. Từ trong chỗ sâu hàn đàm chỉ thấy mơ hồ truyền ra trận trận tiếng sấm, cũng có ngân quang nhẹ nhẹ chớp động không ngừng. Hàn lập hai mắt khép hờ, tay vẫn bắt quyết, miệng dùng thanh âm cực thấp niệm một loại thần chú không biết tên. Lúc này hàn khí từ trong hàn đàm toát ra tan biến mất với tốc độ còn nhanh hơn. Một lúc lâu sau, khi ngân sắc hỏa điều ré dài một tiếng nữa từ chỗ sâu trong hàn đàm, toàn bộ hàn khí đều biến mất, không còn chút lạnh lẽo nào tỏa ra nữa. Hàn đàm lúc này đã trở thành một đầm nước bình thường. Hàn lập hai mắt hé mở, ngắm nhìn vệ linh hỏa điều tràn đầy tia vui vẻ. Chỉ thấy hỏa điều trước mắt, mặc dù toàn thân ngân diễm cuồn cuộn, nhưng trong hỏa diễm niên cuồng bao trùm, lại hiện ra một bộ dạng trong suốt dường như đã trở thành thực thể hiển nhiên hỏa điều sau khi thôn vệ hàn khí kinh người của hàn đàm rốt cục một lần nữa sinh ra dị biến dĩ nhiên loại biến hóa này vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi hàn khí của hàn đàm khiến ngay cả tồn tại đại thừa bình thường cũng không dám dễ dàng xâm nhập thì trình độ kỳ hàn có thể thấy được đến mức nào vệ linh hỏa điều mặc dù bản thân hết sức huyền diệu cũng không thể trong chốc lát luyện hóa toàn bộ hàn khí ở trình độ đó chẳng qua là trước hết mạnh mẽ hút vào trong cơ thể, rồi sau này mới từ từ luyện hóa. Hàn lập hít nhẹ một hơi, trong tay pháp quyết hơi đổi, định thu hồi phệ linh hỏa điều. Nhưng vào lúc này, hỏa điều trước mắt cất lên một tiếng rồi phun ra một đoàn bạch quan, nhằm hàn lập bắn tới. Hàn lập ngẩn ra, theo bản năng liền cua tay bắt lấy quang đoàn. Hắn cúi đầu nhìn thì là một viên cầu lớn bằng quả trứng gà, thoạt nhìn trong suốt, nhưng kỳ hàn vô cùng. Nếu không phải linh quang hộ thể của hàn lập ngưng tụ đủ dày, cộng thêm nhục thân cũng mạnh mẽ vô cùng thì sợ rằng bàn tay hắn vừa tiếp xúc viên châu này trong nháy mắt sẽ bị thương thú vị thật cái này là người tìm được ở dưới đó hàn lập có chút kinh ngạc quét mắt nhìn vệ linh hỏa điều hỏi nhưng vệ linh hỏa điều chỉ lẳng lặng trôi lơ lửng trước người hắn một chút phản ứng đều không có ta hồ đồ mất rồi người mới có bằng này linh tính làm sao có thể trả lời cái gì hàn lập đầu tiên ngẩn ra sau lập tức cười cười một tiếng hắn coi lại tinh cầu trong bàn tay thần niệm ngưng trọng, liền quét qua bên trong tinh cầu. Nhưng sau một khắc, Hàn Lập mặt biến sắc, trong miệng nhẹ di một tiếng. Thần niệm vừa tiếp xúc mặt ngoài tinh cầu liền trượt qua bên cạnh, phảng phất như trong tay trống trơn không có vật gì. Hàn Lập kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi một ngón tay đột nhiên hướng chỗ hai lông mày, nhất thời suy một tiếng, một sợi tinh ti từ trong chợt bắn ra, lóe lên rồi biến mất, liền lặn nhập vào trong tinh cầu. Chính là thần niệm của hắn tinh hóa, thì ra là như vậy sắc mặt hàn lập lần nữa lại đổi, sau một chút do so dự, chợt đem tinh cầu ném xuống, một ngón tay ngưng trọng điểm ra. Một tiếng sét đánh, một đạo kim hồ từ đầu ngón tay bắn ra, chấp động một cái, liền đánh trúng tinh cầu trong không trung. Tinh châu lúc này quay cuồng không dứt, bên ngoài thân trải rộng vô số tia điện, cuối cùng phát ra tiếng thanh thúy, tắc tắc mặt ngoài vỡ vụn mà mở. Sau khi một lớp hàn khí kinh người tán đi, một vật màu lam nhạt phát ra trận trận ba động hiển lộ trước mặt hàn lập thì gia tinh cầu kỳ hàn lại bao bọc bên trong một viên châu lớn chừng ngón tay cái. Ba động truyền ra từ viên châu này rõ ràng hàm chứa lực không gian hết sức mãnh liệt. Tâm niệm Hàn Lập trở động, liền mơ hồ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thánh vật của Không Ngư tộc giấu trong trong Hàn Đàm, hẳn không phải chỉ có một món, mà là hai món một to một nhỏ. Món lớn dĩ nhiên là khối đá màu lam nhạt đã bị phụ nhân mang đi. Còn lại món nhỏ chính là viên tinh châu này. Hoặc nhìn thì ba động không gian pháp tắc do hai món đồ này phát ra tựa hồ không sai biệt lắm. Nhưng món sau nếu đã phải dùng những bảo vật khác cố ý che giấu, thậm chí có thể lừa gạt được thần niệm của tồn tại đại thừa, thì hẳn là ban đầu trong mắt của không ngư tộc phải trọng yếu hơn món trước. Nguyên do cụ thể thì có lẽ chỉ có người của không ngư tộc mới biết chân chính tột cùng. Hàn Lập trầm ngâm một hồi, rồi một tay cuốn ra một cái hộp ngọc, thoáng một cái hút tinh châu vào bên trong, đậy nắp hộp lại rồi dán lên trên một tờ phù lục cấm chế nhất thời trong hộp ngọc ba động truyền ra, nhưng hoàn toàn bị cản lại. Hàn lập thu lại hộp ngọc rồi một lần nữa bấm quyết thúc dục vệ linh hỏa điểu. Ngân sắc hỏa điểu ngửa đầu cất lên một tiếng thanh minh, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng hóa thành một đoàn ngân diễm bắn tới, chập động một cái, chui đầu vào ống tay áo của Hàn lập rồi biến mất. Hàn lập dẫm chân một cái nữa, bên ngoài linh quang đại phóng, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay lên cao, quanh quẩn một chút rồi nhầm một hướng khác bắn đi phương hướng đó chính là càn hỏa điện nơi ở của không ngư tộc cũng trong lúc đó đang đứng trên lưng con chim ưng khổng lồ bay về hướng thạch thành tu la thủ tộc mẫu có chút bận tâm nói với thiếu nữ bây giờ còn lưu lại không ngư tộc ở bên ngoài không biết có vấn đề gì không dù sao bọn người ngoài đã biết về sự tồn tại của tộc này hơn nữa cái thánh vật của không ngư tộc lúc trước bị chúng ta lấy được e rằng sẽ khiến bọn họ liên tưởng đến cái gì đó mẫu thần đại nhân chẳng phải đã phái người giám thị động tính của tộc này rồi sao cứ mặc cho không ngư tộc tự sinh tự diệt đi tinh hạch của tộc này mặc dù có thể để luyện lực không gian nhưng chẳng qua là loại đã thoái hóa cho dù của thể trưởng thành cũng khó khăn lắm mới tới cảnh giới luyện hư mà thôi không cách nào để luyện ra không gian pháp tắc chân chính được lúc trước chúng ta cần tinh hạch của bọn chúng chẳng qua là hy vọng thông qua thôn vệ lực lượng trong đó để mình cũng có thể có năng lực thao túng lực không gian nhưng trải qua nhiều năm thử nghiệm nữ nhi phát hiện phương pháp đó căn bản không có nhiều hiệu quả còn có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc Thực tế cũng không phải dùng phương pháp này, mà lại là đi theo một đường hoàn toàn khác, nếu không hơn phân nửa bây giờ còn không cách nào lĩnh ngộ được thời không pháp tắc." Huyết Hy Thiếu nữ lại thản nhiên nói. "Một con đường khác?" Tu La Thù tộc mẫu nghe vậy, có chút giật mình. "Không sai, bây giờ có thánh vật của Không Ngư tộc rồi, loại phương pháp này cũng không cần quá nhiều tinh hạch của Không Ngư tộc nữa. Số lượng tinh hạch chúng ta đã thu chữ lúc trước cũng đủ rồi." Chúng ta không cần phải ở lại nơi này cùng những người ngoại lai kia phát sinh xung đột gì nữa. Sau khi trở về, nữ nhi trước hết bế quan luyện hóa nguyên anh của lão già kia, sau đó tìm hiểu sâu thêm một tầng thời không pháp tắc. Chờ con sau khi xuất quan, liền có thể tách ra một tia mầm mống thời không pháp tắc giao cho mẫu thân đại nhân. Như thế mẹ con ta đều nắm trong tay khả năng vận dụng loại lực đứng đầu trong các lực pháp tắc rồi. Sau này nhất tộc chúng ta chẳng phải sẽ mặc sức tung hoành chư giới không gì cản được sao? huyết y thiếu nữ thản nhiên cười nói không sai lấy tu vi của con bây giờ có lực thời không phụ trợ liền có thể địch được tồn tại đại thừa nếu người tiến cấp lên cảnh giới đại thừa không chừng liền có thể bước vào hàng cấp chân linh tồn tại tột cùng trừ chân long thiên phượng chúng ta chẳng còn loài nào xứng là địch thủ nữa tu la thù tộc mẫu nghe vậy cũng vô cùng mừng rỡ thiếu nữ cười khúc khích miệng không nói gì nữa nhưng từ nhìn thần sắc có thể thấy rõ ràng là tán đồng với lời của phụ nhân phốc một tiếng trong tầng trên cùng của đất dưới lòng hồ dung nham hoàng quang thu lại hàn lập bỗng xuất hiện ở đó sau khi đảo mắt bốn phía chân mày không khỏi hơi nhíu lại chương 2298, không ngư tộc trường chỉ thấy trên bờ hồ dung nham có mấy cỗ tàn thi của quái thú giống lang mà không phải lang lẳng lặng nằm đó đều bị phân thành bảy tám đoạn rõ ràng đã bị vật gì sắc như đao chặt chém ra như vậy kim đồng hàn lập sau khi thu lại ánh mắt nhàn nhạt kêu một tiếng phốc suy một tiếng không gian chung quanh ba động lập tức hiện ra một tử kim tiểu nhân cao vài tấc, hướng Hàn Lập khom người thi lễ, đồng thời phát ra thanh âm hoa hoa, tựa hồ nói gì đó. Hàn Lập thần sắc ngưng trọng, lại có vẻ nghe hiểu được. Thì ra là sau khi ta rời đi không lâu, những kẻ này liền xuất hiện. Xem ra là do bọn tu la thủ kia phái đến, may mà ta đã lưu ngươi lại tại nơi này, nếu không còn không biết nhất tộc này còn có mưu đồ như vậy. Kim Đồng, Người trở lại đi. Hàn Lập sau khi nghe xong lộ ra thần sắc hài lòng, kêu tiểu nhân một tiếng, phất tay áo về phía nó. Cái tên kim đồng này là do Hàn Lập ban đầu thuận miệng đặt cho phệ kim trùng vương, tất nhiên chỉ có vài phần chuẩn xác. Tiểu nhân vừa nghe Hàn Lập gọi tên nó, liền hóa thành một đoàn kim quang, chấp động một cái liền chui vào tay áo của hắn biến mất. Hàn Lập lúc này mới nhất chỉ bắn ra mấy viên hỏa cầu đỏ ngầu nhầm về phía các tàn thi, hỏa diễm bùng lên điên cuồng rồi đem hết thảy biến thành cho bụi. Hàn Lập thu lại ánh mắt, ngắm hồ dung nham một lần nữa, khóe miệng chợt lộ ra một tia cười khẽ trong lòng bàn tay hắn chợt hiện ra cái hộp ngọc bên trong phòng ấn viên lam tinh châu lúc trước hàn lập phất hai ngón tay một cái phù lục trên mặt hộp liền rơi xuống nắp hộp tự động mở lộ ra tinh châu tinh châu vừa hiển lộ lập tức truyền ra một cỗ ba động pháp tác mãnh liệt dưới sự thúc giục của hàn lập phần lớn ba động bắn tới hướng dung nham trong hồ hàn lập lúc mới thấy viên đá màu lam và tinh châu này tại hàn đàm liền phát hiện chúng đều ẩn chứa ngoài lực pháp tác mãnh liệt còn lẫn một tia khí tức có chút quen thuộc hắn suy nghĩ kỹ mới phát hiện khí thức này giống hệt của mấy kẻ không ngư tộc đã thấy lúc trước chẳng qua là loại khí thức này ở hai kiện bảo vật cực kỳ yếu ớt cơ hồ như không có nếu không phải là hắn mới gặp không ngư tộc nhân trước đó chỉ vài ngày sợ rằng cũng không cách nào phát giác loại khí thức này tồn tại hàn lập không biết bảo vật lấy được trong hàn đàm gọi là thánh vật của không ngư tộc nhưng cũng đoán được hẳn là có quan hệ với tộc này hơn nữa mặc dù không có bằng chứng rõ ràng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy món bảo vật trong tay này hẳn còn ẩn giấu bí mật gì đó cho nên hắn vừa lấy được tinh châu liền không chút do dự chạy thẳng tới càn hỏa địa. Tinh châu màu lam nhạt trong hộp ngọc quay cuồng ngày càng nhanh, phát ra ba động pháp tác càng ngày càng thịnh, khiến lư không phụ cận cũng bắt đầu truyền ra tiếng ông ông trầm thấp. Từng cái quang mang mơ hồ ẩn hiện trong không khí cũng cuồng vũ không ngừng. Toàn bộ động quật dưới đất cũng theo quang mang vũ động mà không khỏi bắt đầu run rẩy ùng ùng, vô số đá vụn từ phía trên cuồn cuộn rơi xuống. Nếu là một người bình thường bị nhiều đá cuồng nện như vậy sợ rằng không chết tại đương trường thì cũng nhất định không tránh khỏi sứt đầu mẻ chán nhưng hết thảy đối với tu sĩ đại thừa như hàn lập lại căn bản không đáng nhắc tới tất cả đất đá rơi vào đầu hắn chỉ thấy thanh quang nhàn nhạt đảo qua liền biến thành hư ảo phanh mấy tiếng muộn hưởng dung nham phía dưới cuộn lên từ trong bay ra mấy đạo nhân ảnh mập có gầy có nửa người nửa cá cầm trong tay các loại binh khí chính là mấy tên nam nữ không ngư tộc bọn họ nhanh chóng vây quanh hàn lập tất cả đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn người xa lạ trước mặt. Giữa những người này, có một tên tráng hán, chính là tên thủ lĩnh không ngư tộc mấy ngày trước đã xuất hiện tại chỗ này. Cũng chỉ có hắn mới gắt gao nhìn chằm chằm hộp ngọc trong tay Hàn Lập, trong nét kinh nghi còn mang theo một tia kích động khó tả. Hàn Lập chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn đám quái ngư mà không có ý chủ động lên tiếng. Tiền bối là ai, vì sao ở chỗ này thi triển đại thần thông, chẳng lẽ tới đây là để tìm nhất tộc chúng ta sao? Quái ngư trong bộ dạng tráng hán cuối cùng mở miệng, nhưng trong lời nói tràn đầy ý kiêng kỵ Hàn Lập. Điều này cũng khó trách, mặc dù trong đám không ngư tộc nhân này hắn có tu vi cao nhất nhưng cũng chỉ mới vừa tiến vào cảnh giới luyện hư, căn bản không thể nhìn ra cảnh giới cụ thể của đối phương, tự nhiên trong lòng vô cùng thấp thỏm. Ta muốn gặp người làm chủ nhất tộc các ngươi, đi trước dẫn đường đi. Hàn Lập trong tay bạch quang chợt lóe, hộp ngọc và tinh châu bên trong liền biến mất không tiếng động, rồi mới nhàn nhạt, nhạt nói một câu trong giọng nói tràn đầy ý tứ không thể phản kháng vâng vãn bối xin dẫn đường để tiền bối đi gặp tộc trưởng tráng hán nghe vậy mặt liền biến sắc một hồi lâu sau mới tươi cười thốt ra lời đáp ứng hiển nhiên hắn rất rõ ràng đối phương cường đại căn bản không cho hắn cự tuyệt mặc dù vậy tráng hán cũng trước tiên đưa mắt nhìn hai tên đồng tộc một nam một nữ bên cạnh vô thanh truyền âm đôi câu rồi mới cúi đầu cung thỉnh hàn lập hai tên không ngư tộc nhân kia hiển nhiên hiểu ý tráng hán trên người hồng quang chợt lóe đi trước một bước lặn nhập vào trong dung nham. Hàn lập coi như không thấy hết thảy hành động của mấy quái ngư, cũng bình thản hạ xuống mặt hồ dung nham. Trong nháy mắt thân hình hàn lập vừa tiếp xúc dung nham cuồn cuộn liền giống như thủy triều rẽ ra hai bên mà khai, lộ ra một cái thông lộ cực lớn, chiều rộng tới mấy trượng, bên trong hồng quang chấp động, sâu không lường được, tựa hồ nối thẳng tới đáy hồ. Tị hỏa thuật, tráng hán thấy một màn này, lần nữa giật mình kinh hãi. Tị hỏa thuật này danh tiếng không lớn, căn bản chỉ cần là người hiểu được cách tu luyện thì đều biết đây là một loại tiểu thuật mà thôi. Nhưng chỉ dựa vào một loại pháp quyết đơn giản như vậy lại có thể hiện ra cảnh tượng kinh người đến thế này thì không khỏi khiến tráng hán quá hoảng sợ. Tráng hán chấn định tâm thần rồi cũng chỉ có thể nhắm mắt dẫn những người khác cũng đi vào theo. Phiến hồ dung nham này phía trên thoạt nhìn cũng không quá lớn, nhưng khi đi xuống lại sâu vô cùng, khiến người ta bất ngờ ngoài dữ liệu. Dọc theo thông đạo được tách ra, Hàn Lập cước bộ chìm sâu tới ba bốn trăm trượng mới bắt đầu thấy một màn sáng màu lam biếc xuất hiện ở phía dưới. Hàn Lập thần sắc khẽ động, thân hình chấp động một cái, liền trực tiếp xuyên qua màn sáng rồi xuất hiện trong một phiến không gian nhỏ khác. Nhưng ngay khi hắn vừa tiến vào, bốn bề liền nổi lên thanh âm nhọn sắc. Mười mấy tên không ngư tộc nhân tuần tra gần đó lập tức kinh nộ lao tới bao vây Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày, đang thầm nghĩ có cần cho những kẻ này thấy một chút lợi hại hay không thì sau lưng hắn giấy lên ba độc thân ảnh tráng hán chợt lóe cũng xuất hiện ở bên trong màn sáng, liền cuống quyết lớn tiếng trách mắng những người kia. Các ngươi lui ra, vị tiền bối này là khách quý của bồn tộc, đặc ý tới gặp tộc trưởng đại nhân. Sao, muốn gặp tộc trưởng đại nhân, việc này không ổn, những vệ sĩ kia nghe tráng hán nói liền ngẩn ra, rồi giết hiển lộ ý trần chờ Tộc trưởng đại nhân có lệnh, cung thỉnh khách quý đến thiên vực sảnh tương kiến, những người khác không được ngăn trở Cơ hồ cùng lúc, một đoàn hồng quang bắn tới, sau một cái chấp động, liền hiện ra một nữ nhân không ngư tộc, tay dơ cao một món tín vật giống như lệnh bài. Nếu là tộc trưởng đại nhân tự mình có lệnh, vậy thì là chuyện khác rồi. Những tên vệ sĩ kia mặt tuy còn kinh nghi nhưng đều dối rít thối lui. Hàn lập cười hắc hắc, lúc này mới cẩn thận quét mắt qua không gian nơi đây một lần. Nơi này cũng không coi là rộng, nhiều nhất chừng mười mấy dặm vuông, hơn nữa cũng chỉ xây dựng chưa tới trăm tòa kiến trúc hình tam giác cái cao cái thấp. Mặt ngoài những kiến trúc này in một loại văn tự hình vòng cung quanh có khúc khuỷu, thoạt nhìn hết sức nguyên thủy đơn giản, nhưng cẩn thận xem xét lại cho người ta một loại cảm giác dị thường huyền diệu. Mặc dù không biết có bao nhiêu không ngư tộc nhân ở trong những kiến trúc này, nhưng đếm số người hoạt động bên ngoài, cũng không quá 200 người, hơn nữa hơn nửa đều là người già, phụ nữ và trẻ con, thanh niên trai tráng chỉ chiếm một hai phần người mà thôi. Xem ra tính cả một ít tộc nhân còn chưa ra khỏi các tòa nhà, toàn bộ tộc quần nhiều lắm là 5-600 người, vô luận thế nào cũng không thể nói là một tộc hưng vượng. Xin mời tiền bối, để vãn bối dẫn đường cho đại nhân. Tráng hán nhìn Hàn Lập tự mình quan sát bốn phía hết thảy, trong lòng có chút lo sợ bất an, tiến lên một bước nói. Được, người đi trước đi, Hàn Lập mắt quét tráng hán một cái rồi nói, mời tiền bối theo tôi. Tráng hán không người rồi bay về hướng nơi xa, Hàn Lập vừa nhấc chân, liền thoáng một cái xuất hiện ngoài vài chục trượng, không nhanh không chậm theo sát độn quang của tráng hán. Chỉ sau mấy chấp động, hai người đã hạ xuống trước một tòa kiến trúc nhìn không có gì đặc biệt nơi cửa kiến trúc này trống trơn, không có bóng thủ vệ nào. Tiền bối, tộc trưởng đang ở bên trong rồi, vãn bối không tiện vào, xin đợi ở đây thôi. Tráng hán dừng bước tại cửa, cũng xoay người cung kính nói với Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu một cái, liền ngang nhiên đi vào. Vừa qua đại môn, phía sau là một phòng khách rộng chừng 10 trượng, trừ một ít bàn ghế đơn giản thì không bài thiết thêm bất kỳ thứ gì khác. Nhưng trên một cái ghế ở cuối đại sảnh, có một lão giả tóc muối tiêu, mặt gầy nhom, hình dạng nửa thân bên dưới lại không phải là cá mà tựa hồ như nhân tộc bình thường không mấy khác biệt hàn lập thần niệm đảo qua liền nhận ra tu vi của lão giả cố gắng lắm mới có thể tạm coi là đạt tới cấp hợp thể sơ kỳ ngươi chính là tộc trưởng của không ngư tộc hàn lập nhìn lão giả bình tĩnh hỏi một câu lão giả vừa thấy hàn lập tiến vào cũng đã từ trên ghế đứng lên sau khi ánh mắt cẩn thận đảo qua hàn lập sắc mặt hơi đổi lập tức cung kính trả lời vãn bối lưu thước đích xác là người đứng đầu không ngư tộc xin hỏi tiền bối từ nơi nào tới, mà còn là cao nhân đại thừa kỳ. Lão giả trong bộ dạng cung kính mơ hồ còn mang có một tia kích động khác thường. Nhãn lực của người vậy mà không tệ, ta từ ngoại giới tới, cũng đích xác là một đại thừa tu sĩ. Hàn lập cười khẽ một tiếng, mới từ tốn trả lời. Thật tốt quá, bổn tộc rốt cuộc cũng đợi được đến ngày cường giả ngoại giới như tiền bối giá lâm. Xin tiền bối nhất định phải cứu nhất tộc vãn bối, chỉ cần có thể giúp bọn ta thoát khỏi ma trảo của tu la thù nhất tộc, bổn tộc nguyện phụng tiền bối làm chủ, hơn nữa con cháu đời sau cũng đời đời hầu hạ lão nhân ra người. Phốc thông một tiếng, lão giả liền quỳ lại tại chỗ làm đại lễ trước mặt Hàn Lập, cũng vừa dập đầu vừa bi hỉ nói. chương 2299, Sơn Hải Châu. Nhận ta làm chủ, đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa. Quý tộc hôm nay chỉ mới lần đầu tiên gặp ta, ngay cả lai lịch của Hàn Mỗ ra sao, tính tình thế nào đều không hiểu rõ, mà đã tính nhận ta làm chủ, không sợ ta là một người bạo ngược sao mặc dù hàn lập là người luôn trầm tính tỉnh táo nghe lão giả nói vậy cũng ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ra phần nào mà khẽ cười ít ngày trước một số thám tử của tu la thù xuất hiện ở bên ngoài hẳn là do tiền bối xuất thủ giải quyết lão giả cũng không đứng dậy mà chỉ ngẩng đầu lên hỏi một câu mặc dù không phải ta tự mình xuất thủ nhưng cũng không khác lắm hàn lập trả lời không phủ nhận nhưng cũng không nói rõ nói như vậy thì hẳn tiền bối đã hiểu rõ mấy phần về tình cảnh của tộc ta bây giờ lão già ngưng trọng nói đúng là biết một chút nhưng loại chuyện tương tự của quý tộc như vậy bây giờ quá nhiều ở trăm ngàn giới diện đối với đẳng cấp tồn tại như ta thì không phải là lý do xuất thủ lại nói hàn mỗ chưa nhìn ra được nếu thu nhận các ngươi có thể có chỗ nào tốt vì sao phải mạo hiểm đắc tội với tồn tại cùng cấp đây hàn lập cười nhạt nói tiền bối đã xuất thủ với những thám tử kia hơn nữa tự mình đại giá quang lâm nơi này thì nhất định là có chuyện gì có thể cần bổn tộc ra sức chỉ cần tiền bối đồng ý thu nhận không ngư tộc chúng ta, vô luận là chuyện gì, bổn tộc nhất định gắng sức làm hài lòng lão nhân ra người. Không ngư tộc chúng ta có chút tâm đắc đối với việc thao túng lực không gian, có lẽ không giúp được tiền bối tiến công cường địch, nhưng việc quản lý động phủ, mở ra không gian loại nhỏ, chúng ta tự thấy có thể ra sức vì tiền bối. Lão giả hết sức thành khẩn nói, hắc hắc, người đã nói ra không ít lý do, cũng rất thông minh. Ta đến chỗ các ngươi, đúng là có một việc muốn làm. Như vậy đi, chuyện nhận chủ để lại nói sau, người trước xem vật này một chút đã. Hàn lập nhàn nhạt nói mấy câu, lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền hiện ra viên tinh châu màu lam nhạt. Viên châu vừa hiện ra trước mặt lão giả liền phát ra âm thanh ông ông, đồng thời phát sinh một loại dấu hiệu cực kỳ quỷ dị như có cảm ứng với lão giả. Sơn Hải Châu, quả nhiên là thánh vật của bồn tộc thật sự rơi vào tay tiền bối. Hoàn toàn ngoài dữ liệu của Hàn Lập, lão giả vừa nhìn thấy tinh châu trong tay Hàn Lập, không biểu lộ kinh dị chút nào mà ngược lại thở dài một hơi tựa hồ như vừa cất đi được một gánh nặng trong lòng sơn hải châu thánh vật của nhất tộc các ngươi người tựa hồ đã biết bảo vật ở trong tay ta hàn lập hít mắt hỏi đúng là trước đây một chút vãn bối đã biết mời tiền bối xem lão giả nhấc một cánh tay lộ ra một dấu hiệu quỷ dị nơi cổ tay dấu hiệu này giống hệt dấu hiệu hiện ra trên tinh châu trong tay hàn lập đồng thời chất động lam quang nhàn nhạt, nhạt tựa hồ đang được kích hoạt cái thánh ngấn này chỉ không ngư tộc lịch đại tộc trưởng chúng ta mới có ngoài tỏ rõ thân phận tác dụng trọng yếu nhất của nó là cảm ứng việc sử dụng thánh vật trong tộc với tu vi của ta bây giờ chỉ cần sơn hải châu xuất hiện trong phạm vi trăm dặm ta liền có thể cảm ứng chính xác vị trí của nó đây cũng là một trong những lý do tại sao chúng ta vừa thấy mặt tiền bối liền lập tức nguyện ý phụng lão nhân ra người làm chủ vãn bối tin tưởng đây là trời cao điểm báo cho bổn tộc nếu không làm sao thánh vật dễ dàng rơi vào tay ngoại nhân được Lão giả nghiêm nghị nói, thú vị đó, người đứng lên nói chuyện đi, ta cũng là vô tình lấy được vật này. Vật này vốn là thánh vật của nhất tộc các người, ngoài ẩn chứa lực pháp tắc, hẳn còn có sử dụng trọng yếu khác nữa. Hàn lập rốt cục lộ ra một tia thần sắc hứng thú. Tiền bối minh giám, Sơn Hải Châu này đúng là còn có một công dụng kinh người, chính là bản thân biệt dụng động thiên, là một món động thiên chi bảo cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên, khi xuất hiện điềm báo bổn tộc bị suy yếu nhiều năm trước, đại năng tu sĩ của tộc liền dụng bí thuật gia cố phong ấn bảo vật này. Đối với vãn bối thì nó chỉ có tác dụng là vật truyền tin mà thôi. Lão giả nghe lời hàn lập mà đứng dậy, cung kính nói. Động thiên chi bảo, bảo vật không gian đến đẳng cấp đó ư. Người biết bảo vệ này bị phong ấn trong hàn đàm. Hàn lập nghe vậy dùng mình, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đúng là vãn bối biết, nhưng ban đầu tổ tiên tộc ta phải làm như thế, chính là vì sợ rằng nếu lưu lại Sơn Hải Châu trong tay hậu nhân bọn ta, sẽ không phải là phúc mà là họa. Dù sao trọng bảo như thế nếu không đủ sức bảo vệ, căn bản là việc tự rước hỏa vào mình. Cho nên lịch đại tổ tiên tộc ta cũng lưu lại di huấn, chừng nào trong tộc còn chưa có tu sĩ cường đại thì chừng đó thánh vật này còn chưa thể hiển lộ. Nhưng thật là xấu hổ, đến tận bây giờ mà nhất tộc chúng ta không những không thể hưng thịnh trở lại, mà ngay cả huyết mạch cũng sớm không cách nào truyền thừa tiếp được nữa. Cũng vì thế, mặc dù là thánh vật, bổn tộc cũng chẳng còn có thể hưởng dụng được lão giả mặt đầy vẻ bất đắc dĩ giải thích thêm, bây giờ nhìn lại, tổ tiên các ngươi quả là đã quyết định sáng suốt. Nếu không trọng bảo đến mức này lưu lại trong tay các ngươi, sợ rằng đã sớm bị tu la thù tộc kia đoạt mất. Nhưng chính mắt ta thấy tu la thù tộc mẫu cũng lấy được một hòn đá ẩn chứa không gian pháp tắc từ trong hàn đàm, vậy vật đó là món đồ gì? Hàn lập gật đầu một cái, lại nghĩ tới gì đó mà hỏi thêm một câu. Hồi bẩm tiền bối, vật người nói hẳn là một kiện linh thạch khác dùng để khắc tạo thánh vật vật đó ngoài tác dụng giúp tồn tại cường đại tìm hiểu về lực không gian thì không còn tác dụng gì khác nữa. Thì ra là như vậy, Hàn Lập cúi đầu nhìn tinh châu trong tay, không khỏi trầm ngâm. Tiền bối, chỉ cần lão nhân ra người đồng ý thu nhận nhất tộc vãn bối, bổn tộc nguyện ý cống hiến tinh huyết giúp tiền bối xóa đi ấn ký của tổ tiên tộc ta lưu lại châu này, để tiền bối có thể chân chính luyện hóa nó mà sử dụng. Thánh vật này vì bị đại năng tu sĩ trong tộc từ những đời đầu tiên luyện hóa qua, nên nếu ngoại nhân dùng phương pháp tế luyện bình thường thì căn bản không cách nào được bảo vật nhận làm chủ. Vãn bối còn biết pháp quyết đặc biệt tế luyện bảo vật này, có thể giúp tiền bối dễ dàng làm chủ bảo vật này. Dĩ nhiên tiền đề để, để làm được hết thảy những việc đó vẫn là bản thân tiền bối nhất định phải là cường giả cấp độ đại thừa mới được. Nếu không sẽ rất khó chân áp lực cắn trả của châu này. Về phần tu la thù nhất tộc, vì nguyên nhân đặc thù nào đó nên không có cách nào dễ dàng rời khỏi giới diện này tiền bối cũng không cần lo lắng chuyện sẽ đắc tội với bọn họ lão giả thấy hàn lập có vẻ do dự liền dứt khoát cắn răng một cái đem tính toán trong lòng trực tiếp nói ra ừm hàn mỗ đúng là cảm thấy rất hứng thú với cái động thiên chi bảo này nhưng để đổi lấy việc thu nhận nhất tộc các ngươi thì có chút khó làm phương pháp ta tiến vào giới này có chút đặc thù lúc rời đi rất khó mang theo nhiều người như vậy cùng xuyên giới trở về ta cũng không thể hạ thần niệm biến toàn bộ bọn người thành linh sủng để thu vào linh thú hoàn được về phần những kẻ tu la thù kia thì ta còn không coi vào đâu. Kể cả các nàng ấy có định tìm tới cửa, ta cũng sẽ tự đuổi đi được." Hàn Lập Thần sắc vừa động, lại thở dài nói, "Thì ra Tiền Bối lo nghĩ chuyện đó, nếu là như vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Chỉ cần lão nhân gia luyện hóa xong cái động thiên chi bảo này, tất cả mọi người bọn ta liền có thể trốn vào trong đó, theo Tiền Bối dễ dàng rời khỏi nơi đây." Lão giả nghe vậy liền hớn hở nói, "Đây cũng là một phương pháp nhưng cái động thiên ẩn bên trong Sơn Hải Châu có thể chứa được nhiều tộc nhân các ngươi như vậy sao? Luyện hóa cần thời gian bao lâu? Thời gian ta có thể lưu lại giới này chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi thôi. Hàn Lập suy nghĩ một chút, cảm thấy có mấy phần khả thi. Tiền bối yên tâm, bảo vật này cứ như tên mà luận, nghe nói có thể chứa được cả cự sơn đại hải, độ rộng diện tích bên trong cho dù trong số các loại động thiên chi bảo đứng đầu cũng tuyệt đối bài danh hàng đầu. Về phần thời gian, chỉ cần vãn bối động viên sức toàn tộc, chỉ cần 2-3 ngày liền có thể giúp tiền bối luyện hóa thành công. Lão giả không cần suy nghĩ nói, không gian bên trong lớn như thế thì thật là việc mừng ngoài dữ liệu rồi. Nếu chỉ 2-3 ngày thì ta cũng chờ được, được rồi, vậy thì ước định thế này, chỉ cần hàn mỗ có thể luyện hóa cái động thiên chi bảo này, chừng nào ta còn sống sẽ vĩnh viễn che chở không ngư nhất tộc các ngươi. Hàn lập ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề lớn gì khác, rốt cuộc nhoẻn miệng cười rồi gật đầu. Đối với hắn, mang theo một nhánh dị tộc nhỏ yếu như vậy về nhân tộc đúng là không phải chuyện gì khó khăn. Đa tạ đại ân của tiền bối, việc này không nên chậm trễ, vãn bối lập tức đi động viên tộc nhân chuẩn bị hết thảy. Xin tiền bối đợi một chút, lão giả nghe vậy mừng như điên, lần nữa quỳ xuống thi lễ nói. Đối với vị tộc trưởng của không ngư tộc này mà nói, mặc dù không biết sau khi rời khỏi đây hàn lập đối đãi với nhất tộc bọn họ như thế nào, nhưng nhìn chung so với bao lâu nay dưới ma chảo của tu la thù tộc, hàng thì sống chống thì chết, mối nguy hiểm huyết mạch bị cắt đứt chẳng biết lúc nào, thì tự nhiên là tốt hơn vô số lần. Người đi trước chuẩn bị đi, ta ở đây nghiên cứu bảo vệ này một lúc nữa. Hàn lập khoát khoát tay phân phó nói, vâng, vãn bối cáo lui trước, lão giả đứng dậy, cung kính quay người rời khỏi đại điện. Mấy canh giờ sau, trên một mảnh đất trống ở giữa mười mấy tòa kiến trúc tam giác, vô số không ngư tộc nhân đang bận rộn từ từ bố trí thành một tòa pháp trận ngân quang lè lè. Phía bên kia tại ranh giới của pháp trận, trên một cái đài cao mới xây, từng tên không ngư tộc nhân xếp hàng đi lên đài, dùng lưỡi dao sắc bén cứa cổ tay rồi nặn ra dòng dòng tinh huyết tích tụ vào một cự đỉnh đồng xanh cao cỡ nửa thân người. Từ đỉnh mùi máu tanh sông lên nực mũi, tinh huyết đã choán gần nửa lòng đỉnh. Ở giữa khối tinh huyết đỏ tươi, một viên tinh châu màu lam nhạt đang trôi nổi bập bình, cũng chấp động linh quang nhàn nhạt, nhạt, Hàn lập lúc này đang trôi lơ lửng ở phía trên tòa đại phát trận, tuy khoanh tay nhưng ánh mắt không ngừng quan sát hết thảy phía dưới những không ngư tộc nhân này động tác thật nhanh, các công tác chuẩn bị hết sức phức tạp như vậy mà bây giờ đã hoàn thành tới 7-8 phần. Xem ra việc luyện hóa cái sơn hải châu này thật đúng là không phải mất quá 3 ngày. Trong lòng hắn, tự nhiên hết sức mong đợi muốn biết không gian bên trong kiện động thiên tri bảo đầu tiên mà hắn sắp có rốt cục hình dạng đến mức nào. Linh giới, huyết thiên đại lục, một tòa thượng cổ tế đàn bị vùi lấp dưới đất, sau một tiếng oanh minh, một cỗ ba động không gian quỷ dị hiện ra, đem tất cả bùn đất đá vụn bắn tung ra bốn phía mà lộ ra. Tiếp đó, quang hà ngũ sắc chợt lóe, một tòa quang trận ngũ sắc hiện ra trên không trung, rồi mơ hồ hiển lộ một đạo thân ảnh trong suốt. Cuối cùng cũng xuống đến nơi, linh khí thật loáng, quả nhiên căn bản không thể so với tiên giới. Bóng người này quan sát bốn phía một cái, liền thở dài một tiếng lẩm bẩm nói. Chương 2300, tộc hệ bóng người khẽ phất tay áo, một tiếng ầm vang lên, quang trận đột nhiên hóa thành vô số phù văn màu vàng kim rồi tan biến, dần dần nhìn rõ người đứng phía trong. Một gã thanh niên mặc trường bào màu đen, hai tay chắp sau lưng hiện ra rõ ràng. Người thanh niên này có làn da trắng nõn dị thường, cộng thêm trang phục màu đen tối tăm làm cho người khác nhìn vào có cảm tưởng rất quái dị. Y liếc đôi mắt đen tuyền sâu thẳm quan sát một vòng xung quanh rồi khẽ nhíu mày, không nói lời nào búng tay lên trên. Mấy tiếng sẹt sẹt vang lên, hơn 10 phù văn màu bạc bắn ra như chớp, chốc lát đã biến mất trong bóng đêm không còn bóng dáng. Ngay sau đó bỗng nhiên tiếng ầm ầm vang lên khắp bốn phía, toàn bộ đất đá như sống dậy cuồn cuộn rẽ sang hai bên tạo thành một khe hở đâm thẳng lên mặt đất. Làm xong mọi chuyến hắn ngắm nghía lại một chút, thấy tầng tầng bạch quang liên miên chảy xuống thì mới tỏ vẻ hài lòng. Không thấy hắn có hành động gì thêm nhưng vòng sáng dưới chân lại chậm rãi vươn lên đỉnh đầu rồi vững vàng bay đi. Một lát sau ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, gã thanh niên chui ra khỏi lòng đất, bay cao lên hơn ngàn trượng thân hình mới dừng lại. Hắn trầm ngâm nhìn trời đất đánh giá tình hình, nơi này là một vùng đất màu đen hoang vắng, trên mặt đất ngoài trừ một ít cỏ dại thấp bé ra thì không có một bóng cây lớn nào, hơn nữa bốn phía đều tĩnh lặng đến giận người, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng tuyệt nhiên không có. Chẳng khác nào một vùng đất chết, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ suy nghĩ một chút rồi bấm niệm pháp quyết. Ngay lập tức hàng loạt tiếng phạn truyền đi khắp bầu trời, những điểm linh quang chấp động hiện ra rồi tụ lại thành một con mãnh thú dài hơn trăm trượng. Con quái thú có đầu sư tử mình kỳ lân, nửa thân trên có màu đỏ như máu cuồn cuộn lưu chuyển, nửa thân dưới lại có màu bạc sáng chói mắt, dưới chân lại có những tầng sáng mở lượn lờ xung quanh, căn bản không rõ đây là loại linh thú nào. Nhưng không hiểu sao sắc mặt của hắn đột ngột trở nên tái nhợt, miệng lẩm bẩm một tràng tối ngữ. Liên đó hình ảnh của con thú khổng lồ bị tản ra không thể tiếp tục ngưng tụ thành hình nữa, mà chỉ còn lại một cái bóng lờ mờ. Hừ, lại bị áp chế pháp lực tới mức như thế này, lần này xuống hạ giới quả nhiên không có chuyện gì tốt cả, chẳng trách quan trung hội lại phái ta đi. Y hừ một tiếng rồi lẩm bẩm tức giận, mà đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu, điều này chứng tỏ mấy lão gia hỏa kia cũng không có cách nào can dự vào bất cứ hành động nào của ta. Ha ha, bảo vật kia thiếu chút hỏa hầu mới được luyện chế hoàn toàn, tiện thể ta lấy nó huyết tế lần nữa cũng tốt. Tuy ở giới diện thấp kém này sinh linh không có huyết khí đủ mức tinh khiết nhưng nếu có số lượng lớn thì chắc cũng bù đắp được. Còn chuyện tên phản đồ kia cũng chưa cần phải vội, cho dù ta chưa làm xong thì đã sao chứ, mấy lão gia hỏa kia dù khó chịu cũng chỉ có thể ngồi nhìn mà thôi. Hắn nhắm hai mắt lại suy tính, sau khi thông suốt mọi chuyện bỗng nhiên cười một chàng dài lạnh lẽo rồi lấy ra một ống màu vàng rực rỡ, bên trong có cắm đầy thẻ trúc màu xanh biếc. Trên bề mặt của đám thẻ trúc có vô số ngân văn đủ màu sắc lượn lờ nhìn rất đẹp mắt, chắc hẳn đây không phải là bảo vật tầm thường. Hắn ném ống tròn lên trời, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết. Uyên, một tiếng nổ lớn quét ngang bầu trời, giữa hàng vạn tia sáng màu vàng chói lóa ống tròn hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, tiếp đó nó chuyển động tạo thành một hư ảnh bát quái. Lên, y ngừng niệm chú, quát khẽ một tiếng, một ngón tay chỉ thẳng lên trời. Tiếng xé gió vang lên, một mũi nhọn xanh biếc bắn thẳng vào hư ảnh bát quái rồi nhanh chóng bay về hướng khác. Tốt lắm, ở hướng kia có nhiều hơi thở của sinh linh nhất, trước tiên qua đó một chút xem sao. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, tay áo run lên, cả người hóa thành một đường cầu vồng màu vàng kim rạch trời bay đi. Đây là hình dáng nguyên bản của Sơn Hải Châu sao? Hàn Lập nhìn viên châu rực rỡ trong tay lẩm bẩm kinh ngạc. Viên tinh châu màu lam nhạt đã nhỏ đi hơn một nửa, bây giờ nó chỉ lớn bằng cỡ một hạt đậu. Nhưng bây giờ mặt ngoài của nó đã trở nên bóng loáng dị thường, có tới năm màu đan xen đã thế lại còn có một sợi khí trắng như mây lởn vởn xung quanh, nhìn vô cùng thần bí. Vâng thưa tiền bối, dấu vết bên trong viên châu này đã hoàn toàn bị xóa sạch, vết tích mà các triều đại tổ tiên của bổn tộc ngày trước lưu lại để che giấu cũng theo đó mà biến mất. Bây giờ tiền bối có thể thoải mái luyện hóa bảo vật này rồi. Không ngư tộc trưởng đứng một bên cung kính nói, nhưng vẻ mặt hắn bây giờ đã trở nên tái nhợt. Chắc hắn cũng tốn không ít máu huyết trong cơ thể mới có thể tế luyện viên châu trở về hình dạng như thế. Tốt lắm, Người mau đi sắp xếp mọi việc của tộc nhân đi, chờ ta luyện hóa xong viên châu này sẽ lập tức mang các người rời khỏi tu la giới. Hàn lập thu lại ánh mắt vui thích rồi không trần trừ chút nào phân phó lão tộc trưởng. Đa tạ đại ân của tiền bối, vãn bối lập tức đi làm ngay. Đúng rồi, tiền bối chắc chắn cần một chỗ tĩnh lặng để luyện hóa viên châu này, hay là đến mật thất của vãn bối đi. Không ngư tộc trưởng nghe được mấy lời của Hàn Lập vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Vậy cũng được, người dẫn đường đi hàn lập cũng không từ chối lời mời của hắn gật đầu đồng ý một lát sau dưới sự dẫn đường của lão tộc trưởng hàn lập đi tới một tòa kiến trúc hình tam giác mà phía trước là một cánh cổng lớn làm bằng đá xanh tiền bối mời ngài lão tộc trưởng khẽ đẩy cánh cửa đá rồi đứng một bên thủ lễ mời hắn hàn lập đi vào bên trong ánh mắt đảo qua bất chợt trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn chỉ thấy trong gian mật thất của lão tộc trưởng ngoài một ít vật dùng bài trí thông thường ra còn có một giá gỗ màu đen trên giá có một ít thẻ tre và hộp ngọc và vài bình đựng thứ gì đó ngoài ra cũng có một lò luyện đan màu đỏ đậm cao vài thước ngươi cũng hiểu biết về thuật luyện đan sao hàn lập trầm ngâm một chút rồi chậm rãi hỏi bẩm tiền bối vãn bối không hiểu nhiều về luyện đan lò luyện đan kia là vật của cháu gái vãn bối nhà đầu này cũng coi như có chút thiên phú về thuật luyện đan dựa vào số lượng ít ỏi linh dược của giới diện này cũng có thể luyện chế ra một số linh đan rượu dược lão tộc trưởng khẽ khom người vội vàng giải thích nhưng trong giọng nói của lão không giấu được vẻ tự hào về cháu gái mình. Ha ha, nếu thật sự nàng ta có thiên phú về luyện đan thì sau này trở về ta cũng có thể chiếu cố bồi dưỡng một chút. Hàn lập khẽ cười, nếu thật sự có thể được tiền bối chỉ điểm thì đó là tạo hóa trời ban cho cháu gái của vãn bối rồi. Lão tộc trường vui mừng khôn xiết cung kính thi lễ thật sâu. Tốt, bây giờ ngươi đi ra ngoài trước đi, những chuyện này sau khi rời khỏi chỗ này hắn nói. Còn bây giờ ta muốn toàn tâm toàn ý luyện hóa Sơn Hải Châu. Hàn lập khoát tay chặn lại rồi nói, lão tộc trưởng tất nhiên nào dám trái ý, vội vàng cáo lỗi một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi mật thất. Hán lập vung tay áo phất về phía cánh cửa đá, lập tức một luồng ánh sáng mở chợt lóe lên, cửa đá liền phát ra một tiếng ầm rồi tự đóng lại, tiếp đó vô số phù văn lóe lên khảm nhập lên bề mặt cửa, nhanh chóng vẽ nên một tầng cấm chế mờ ảo. Lúc này hắn mới yên tâm ngồi lên một chiếc bồ đoàn trong mật thất, tay phải vừa lật một khối ngọc giản màu vang hiện ra trong ngọc giản này ghi lại phương pháp tế luyện của không ngư tộc gìn giữ lâu nay lúc trước lão tộc trưởng đã tự mình dâng lên hàn lập đưa ngọc giản lên chán, một luồng thần niệm quét qua thân sắc của hắn hơi đổi thuật tế luyện bảo vật này quả nhiên có chút khác biệt so với những gì hắn biết trước đây phần nửa chắc là do tổ tiên của không ngư tộc vì bảo vật sơn hải châu này mà sáng tạo nên nhưng với tu vi của hắn bây giờ cũng chỉ cần yên lặng tĩnh tâm suy nghĩ mấy lần là cũng đã lĩnh ngộ gần hết tinh túy của thuật này rồi chậm rãi thu lại ngọc giản hàn lập lại lấy sơn hải châu một cỗ lực vô hình lao lên viên châu lặng lặng đứng giữa không trung hai mắt hàn lập ngắm nghía viên châu đang bay lơ lửng rồi hít sâu một hơi miệng hé mở từng đoàn tinh khí nóng bỏng tuôn ra tiếp sau đó tay bấm niệm pháp quyết sau lưng ánh sáng vàng chợt lóe phạm thánh pháp tướng ba đầu sáu tay hiện lên rực rỡ đồng thời con mắt thứ ba cũng mở lớn một tiếng xé gió vang lên thần niệm hóa thành tinh ti từ trong mắt bắn nhanh về phía trước chẳng mấy chốc không gian trong mật thất hiện lên những tia ba động khác thường, tiếng ông ông. Thanh minh từ viên châu vang lên, ước chừng hai ngày hai đêm sau, dưới ánh mắt lo lắng của tộc trưởng không ngư đang chờ đợi ở bên ngoài, cánh cửa đá chậm rãi mở. Hàn lập bước ra nhưng thần sắc có vẻ mệt mỏi, tiền bối, người đã, lão tộc trưởng mừng rỡ tiến lên chào, nhưng trong lòng có chút không yên vội vàng hỏi. Yên tâm, ta đã luyện hóa xong Sơn Hải Châu rồi, người đi gọi hết tộc nhân đi, nhưng phải nhanh lên, ta đã cảm thấy lực bài xích của giới diện này cũng không còn ở đây được lâu nữa đâu. Hàn lập nhanh chóng nói, tốt rồi, vãn bối lập tức đi ngay. Lão tộc trưởng vui mừng như điên, cúi đầu đáp một tiếng rồi vội vàng bay vọt đi. Lúc này Hàn lập mới mỉm cười, thân hình khẽ động phiêu giật bay về phía trước. Sau thời gian tầm một nén nhang, ở quảng trường mấy trăm tên tộc nhân của không ngư tộc đã tập hợp đầy đủ, người nào cũng mang vẻ mặt kích động không thể giấu giếm, nhưng tất cả đều đứng im nghiêm trang không có lấy một tiếng động nhỏ lão tộc trưởng đứng phía trước chờ hàn lập bay ra rồi vội vàng cúi đầu cung kính lớn tiếng hô vang. Đa tạ chủ nhân đã ra ân cứu giúp, bồn tộc gồm 501 người lúc này hạ huyết thệ. Từ ngày hôm nay toàn tộc một lòng phụng dưỡng chủ nhân, đời đời không thay đổi. Nếu vi phạm lời thế toàn tộc chịu hình phạt của trời đất, huyết mạch đoạn tuyệt, trên thế gian này không còn không ngư tộc nữa. Lão tộc trưởng nói xong lời này, tay vung lên không chung, một con dao găm hiện lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên rồi nhanh chóng cắm sâu vào ngực mấy tắc, máu tươi tuôn ra. Những tộc nhân của không ngư tộc đứng đằng sau cung kính cẩn cúi lại hàn lập, rồi cũng như tộc trưởng, dùng các loại dao găm sắc bén cắm sâu vào thân thể, miệng lầm bầm phát ra lời huyết thệ, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trang không nói nên lời. Dường như chịu tác động của lời thề, trên bầu trời huyết khí hòa lẫn vào nhau, tụ lại tạo nên một cái phù văn màu đỏ tươi lớn gần một mẫu trầm rãi hiện ra, rồi đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Tất cả đứng lên đi, toàn tộc các ngươi đã dùng máu tạo nên huyết thệ, qua đó có thể thấy được thật tâm theo ta. Ta thu nhận các ngươi cũng sẽ không bạc đái, sẽ cho các ngươi không ít chỗ tốt sau này. Thân hình hàn lập lóe lên rồi bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống phía dưới rồi khẽ thở dài một hơi nói. chương 2301, gặp lại Linh Vương. Vừa dứt lời, hắn cũng không đợi đám người không ngư tộc nói thêm gì nữa, liền há miệng phun ra viên sơn Hải Châu. Viên Châu này vừa mới bay ra, lập tức đón gió quay tròn chuyển động không ngừng một vầng hào quang diễm lệ từ phía trên hư không nhanh chóng cuộn xuống phía dưới những nơi mà hào quang đi qua toàn bộ đám người không ngư tộc đều lần lượt biến mất vào trong hư không chỉ qua thời gian vài lần hô hấp trên quảng trường chỉ còn một mảnh trống không không còn lưu lại một bóng người nào trên thân thể hàn lập phát ra từng hồi chấn động quỷ dị sau đó trở nên mơ hồ rồi cũng biến mất không thấy bóng dáng trong một không gian rộng lớn thần bí hàn lập sau một cái chớp động Vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện, không gian nơi đây hơn một nửa đều là mặt nước xanh biếc rộng mênh mông. ở trung tâm nơi này còn xuất hiện thêm ba hòn đảo lớn và bốn hòn đảo nhỏ hình thành nên một quần đảo. Hàn Lập vừa vặn xuất hiện ở trên không trung một hòn đảo lớn, ánh mắt hướng xuống bên dưới đảo qua một vòng, liền dễ dàng tìm được đám người không ngư tộc lúc trước đã bị cuốn vào không gian này. Những tộc nhân không ngư tộc tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng pha lẫn sợ hãi đứng trên một mảnh đồng cỏ rộng mênh mông đang hết nhìn đông ngó tây đánh giá cảnh vật bốn phía xung quanh. nơi này chính là sơn hải châu nội động thiên. các ngươi trước tiên xây dựng một ít phòng ốc ở trong này tạm thời định cư một thời gian ngắn nữa. chờ sau khi ta trở lại trong tộc tìm được nơi thích hợp để an bài chỗ ở cho các ngươi, khi đó sẽ mang các ngươi ra ngoài. hàn lập dùng ngữ khí chân thật đáng tin cậy phân phó một tiếng. vâng, chúng ta nhất định tuân theo phân phó của chủ nhân mà làm. không ngư tộc trưởng hướng không chung thi lễ thật sâu, không chút do dự trả lời những không ngư tộc nhân còn lại cũng đồng ý rồi đồng loạt quỳ xuống ha ha không cần đa lễ như vậy các ngươi tự giải quyết mọi việc cho tốt đi hàn lập mỉm cười tay áo run lên bước về phía trước một bước rồi cả người lắc lư ngư rời khỏi không gian này lão giả thấy vậy mới áp chế kích động trong lòng rồi đứng dậy nói chuyện với những tộc nhân của mình sau đó tại trên quần đảo này suy nghĩ tìm những bước đi thích hợp tiếp theo cùng thời gian đó hàn lập lại một lần nữa hiện ra ở thế giới bên ngoài sau đó từ từ bay xuống phía dưới hắn tùy tiện chọn một nơi nào đó rồi nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống hắn cảm ứng được rất rõ ràng quanh quẩn quanh thân hắn đã xuất hiện những sợi lực bài xích vô hình gây cho hàn lập một cảm giác không thoải mái thời gian chậm rãi trôi qua không biết đã trải qua bao lâu không chung trên đỉnh đầu hắn tản mát ra từng đợt chấn động khác thường đồng thời từng đám từng đám mây đen cũng theo đó hiện ra truyền ra từng hồi âm thanh vù vù hàn lập ngồi xếp bằng một chỗ không khí xung quanh lập tức trở nên vạn vẹo mơ hồ làm cho người ta trong lúc nhất thời không thể nào nhìn rõ. đột nhiên hàn lập hai mắt mở ra, tay áo khẽ động, trong tay lóe lên xuất ra vật gì đó rồi lập tức nổ bung ra. oanh một tiếng sét đánh vang lên giữa trời, một đạo điện hồ thô to từ không trung đánh thẳng xuống, thân ảnh hàn lập chợt lóe lên ở bên trong điện quang rồi biến mất không thấy bóng dáng. tại linh giới, trên đỉnh một ngọn núi đá hoang vu vang lên tiếng nổ lớn ầm ầm, một vết nứt không gian chợt hiện ra từ trong đó bay ra một quầng ánh sáng ngũ sắc. Sau đó quầng sáng quay tít một vòng rối biến ảo thành một quang trận khổng lồ lớn vài chục trường. Sau một khắc, trong quang trận vang lên tiếng sấm ỉ đùng, một cỗ dao động không gian chấn động mang theo vô số điện quang lượn lờ, đồng thời một bóng người cũng loạn trọng hiện ra. Đúng là Hàn Lập, đã trở về từ tiểu tu la giới. Đầu vai hắn hơi run lên, mới một lần nữa đứng vững được thân hình. Vết nứt không gian phía trên cùng quang trận phía dưới vang lên một âm thanh trầm đục, cùng lúc tan biến vào trong hư không. Trên đỉnh núi tất cả mọi thứ đều khôi phục như bình thường, ngoại trừ sự xuất hiện của Hàn Lập ra, phảng phất ở nơi đây tựa hồ như chưa từng phát sinh chuyện gì. Hàn Lập ngẩng đầu đánh giá bốn phía một lượt, chợt nhướng mày, một ngón tay bỗng nhiên hướng hai đầu lông mày điểm tới. Phốc suy một tiếng, một cỗ thần niệm khổng lập tức hướng ra bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Tốt lắm, cũng không quá xa tỏa độ thiết lập trước khi đi. Việc này xem như cực kỳ thành công. Một lát sau, Hàn lập thở vào một hơi, ngón tay thu lại thì thào tự nói. Nhưng hắn cũng không định lập tức rời khỏi nơi này, mà suy nghĩ một lát, sau đó tìm một khối đá sạch sẽ ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Lúc này trong ống tay áo hắn, một kiện pháp khí đang chấp lóe không ngừng. Khoảng ba canh giờ sau, từ phía chân trời vang lên một tiếng xé gió, một đạo bạch hồng bay nhanh đến, sau mấy cái chấp động liền bay tới không trung phía trên đỉnh núi. Sau khi lượn một vòng, độn quang thu vào, thân ảnh mạc giản ly nhanh chóng hiện ra. Hàn hiền đệ, người cũng đã trở về an toàn, thật sự là chuyện quá tốt rồi, vì huynh biết người sẽ không ở quá xa khu vực này. Mạc giản ly mừng dỡ hạ xuống nói, ha ha, đây là việc đương nhiên, nếu như tọa độ bố trí quá xa, khác nào đem chuyện này vẽ rắn thêm chân. Bây giờ Mạc huynh đã đến rồi chúng ta hãy đi tìm Linh Vương thôi. Vạn nhất số lượng lôi tiêu phù không đủ bị hai người huyết nhiên tới trước đổi lấy thì thật không ổn. Hàn lập khẽ cười đứng dậy, không chút hoang mang trả lời. Hàn Hiền đệ nói rất đúng, cũng nên đề phòng chuyện này một chút. Ta và đệ phải nhanh chóng tới Phục Linh Sơn thôi. Mạc Giản Ly trong trong lòng khẽ dùng mình, vẻ mặt cũng hiện lên vài phần ngưng trọng. Hàn Lập gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân độn quang bùng lên, hóa thành một vầng cầu vồng màu xanh bay thẳng lên trời, lượn quanh một vòng nhận định phương hướng rồi phóng nhanh đi. Mạc Giản Ly đầu vai nhoáng lên, cũng khống chế độn quang theo sát Hàn Lập bay đi. Hai người một trước một sau, Thanh âm xé gió vang lên, trong khoảnh khắc liền biến mất ở cuối chân trời. Không bao lâu sau, hai người liền bay tới gần Thánh Sơn là nơi ở của Linh Vương, sau đó cũng không chút do dự bay thẳng lên đỉnh núi. Hư không phía trước vang lên một tiếng trầm đục, bỗng nhiên từng tầng cấm chế chấn động hiện ra, hào quang nhiều màu cuồn cuộn cuốn tới, ngăn cản đường đi của hai người. Hàn Lập nhướng mày, trong tay áo ngón tay khẽ động, muốn mạnh mẽ phá vỡ những cấm chế này, nhưng đúng vào lúc này bên trong hào quang bỗng nhiên vang lên âm thanh của một nam tử bái kiến hai vị tiền bối linh vương đại nhân đã sớm có phân phó tiếp kiến hai vị vãn bối là người phụ trách dẫn đường vừa dứt lời quầng hào quang tách ra một gã nam tử đầu chọc xuất hiện hướng đến hai người hàn lập cung kính thi lễ đúng là tên linh tộc thánh linh được gọi là linh dẫn thì ra là ngươi vậy thì đi trước dẫn đường đi hàn lập hai mắt nhíu lại không do dự lên tiếng phân phó tiền bối mời linh dẫn khom người sau đó xoay người tiến lên phía trước dẫn đường những nơi hắn đi qua tất cả cấm chế đều lần lượt biến mất hàn lập cùng mạc giản ly cũng không khách khí đi qua sau thời gian uống cạn tuần trà hai người hàn lập đã được dẫn tới tòa đại điện đã từng đến trước đây hai người vừa bước vào trong cửa điện lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc hai người huyết nhiên và hắc lân đang ngồi trên ghế ở một bên đại điện bọn họ đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì đó vừa thấy hai người hàn lập bước vào liền ngậm miệng lại ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía hai người Mạc giản ly đồng tử không khỏi co rụt lại, nhưng lập tức ngáp một cái cười ha hả. Cứ tưởng là hai người bọn ta tới không chậm, không ngờ so với huyết huynh cùng hắc huynh vẫn là tới muộn hơn rất nhiều. Không biết hai vị đạo hữu đã tới được bao lâu rồi. Hẳn là đã cùng linh huynh giao dịch thành công rồi. Mạc đạo hữu hiểu, hiểu lầm rồi. Hai người bọn ta cũng chỉ đến sớm hơn hai vị một lúc mà thôi, vẫn còn chưa gặp được linh huynh. Huyết nhiên sắc mặt hơi đổi, nhưng ánh mắt sau khi tiếp xúc với hàn lập ở bên cạnh, trong nội tâm không khỏi dùng mình lúc này phải cố nặn ra vẻ tươi cười giải thích hai câu như vậy hai người bọn ta không tính là tới muộn rồi nhưng không biết linh vương huynh khi nào có thể ra gặp chúng ta mạc giản ly vừa nghe đối phương trả lời nội tâm cũng buông lỏng trên mặt vẫn tươi cười hỏi tiếp chắc là sẽ nhanh thôi vừa rồi nghe bọn họ nói linh vương mấy hôm nay đang bế quan muốn xuất quan cũng phải trì hoãn một chút thời gian huyết nhiên bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng không cười nói thì ra là thế Vậy thì lão phu cũng an tâm, Mạc Giản Ly nở một nụ cười, quay sang bắt chuyện với Hàn Lập một tiếng rồi cùng ngồi xuống một bên khác trong đại điện. Trong suốt quá trình, Hàn Lập tuy rằng không nói một lời, nhưng nét mặt lại thủy chung lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Với tâm trí của hắn, dĩ nhiên nhìn ra hai người huyết nhiên đối với mình có ý kiêng kỵ. Xem ra mấy ngày trước trong trận đại chiến ở tiểu tu la giới, mình đã lưu lại trong lòng họ ấn tượng rất lớn. Đúng rồi, hai vị đạo hữu tới xào huyệt của xa khắp tử, có tìm được mãnh thú này không? Hàn Lập chuyển động ánh mắt, hướng hai người đối diện chợt hỏi một câu. Đương nhiên là gặp được, nhưng xa khắp tử giảo hoạt dị thường, mới chỉ giao thủ có một lần liền vứt bỏ sao huyệt bỏ chạy mất. Đáng tiếc chúng ta ở tiểu tu la giới không thể nào lưu lại lâu được, nếu không mặc dù con thú này hung hãn, cũng không thể tránh được thủ đoạn của huynh đệ bọn ta. Huyết nhiên nhướng mày trả lời, trong lời nói rõ ràng có ý tiếc hận. Vậy thì thật là đáng tiếc, Hàn Lập cười hắc hắc, cũng không biết lời nói vừa rồi của hắn là thật lòng hay châm trọng. Huyết nhiên ánh mắt lóe lên, vừa muốn hỏi thăm Hàn Lập một ít sự tình, bên ngoài cửa điện đột nhiên truyền tới một âm thanh già nua lộ vẻ vui mừng. Ha ha, mấy vị đạo hữu cuối cùng bình yên quay trở về. Làm bổn vương chờ đợi thật là khổ sở, bước chân vừa vang lên, thân ảnh lão giả áo bào trắng lóe lên hiện ra ngoài cửa điện, sau đó hướng mấy người bọn họ đi nhanh tới. Linh vương huynh, người cuối cùng cũng chịu ra rồi, người muốn tinh hạch của tu la nhiệt, bọn ta đã đúng theo ước hẹn mà lấy được rồi. Hắc lân vừa thấy lão giả áo bào trắng liền mừng rỡ, vội vàng đứng dậy lên tiếng nói trước. Thật sao, có thể cho lão phu xem trước được không? Linh vương nét mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói. Việc này đương nhiên, Hắc lân cười ha hả, cổ tay run lên liền lấy ra một cái vòng màu xanh biết ném ra, một chút trần chờ cũng không có. Linh vương một tay chụp vào hư không, liền đem vòng tròn một bắt vào tay, nắp một bung ra, thần niệm hướng trong hộp khẽ quét qua không tồi không tồi đúng là tinh hạch của tu la nhện trưởng thành bên trong ẩn chứa không ít lực thời gian hẳn là cũng đủ để luyện ra một tia quang âm lực không bao lâu sau lão giả áo bào trắng liền lộ ra vẻ hài lòng nói còn vật tại hạ muốn lúc này hắc lân ngược lại có vẻ khẩn trương hỏi vội ha ha yên tâm hắc đạo hiếu đón lấy này lão giả áo bào trắng ngừng nụ cười sau đó thu lại cái vòng đang cầm trong tay tay áo hướng hắc lân phất lên một hộp ngọc được dán vài tấm phủ lục bay ra. Hắc Lân vui mừng quá đỗi, há miệng một phun ra một luồng hắc quang đem hộp ngọc cuốn vào bên trong, sau đó xoay quanh một vòng rồi bay ngược trở về. Huyết Nhiên ngồi ở bên cạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Giản Ly cùng Hàn Lập, bộ dáng có vài phần khẩn trương. Chương 2302, Nguyên hồn đăng. Mạc Giản Ly hơi động thần sắc, ánh mắt nhìn hộp ngọc như bốc hỏa. Nhưng Hàn Lập chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn, không lộ ra chút nào khác thường huyết nhiên thấy thế mới thầm thờ phào nhẹ nhõm lúc này hắc lân đã nhiếp hộp ngọc vào tay bóc phù lục và mở nắp hộp ra một tiếng sấm vang lớn từ trong hộp liền bay ra một khối ngọc bài trong suốt dài nửa thước mặt ngoài ngọc bài điện hồ lượn quanh vô số kim văn như ẩn như hiện tản ra lực lôi điện hết sức kinh người đây chính là tam thanh lôi tiêu phù hắc lân lẩm bẩm một tiếng trên mặt khó nén vẻ mừng rõ như điên linh huynh tại hạ cũng mang tới ba viên tinh hạch tu la thù huynh có thể nhìn qua một chút hay không lần này, mạc giản ly không chờ huyết nhiên nói, liền đi trước cất lời. huyết nhiên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cũng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lúc này lão giả áo bào trắng liền khoát tay chặn lại, cười ha ha một tiếng trả lời. mấy vị yên tâm, lôi tiêu phù trong tay tại hạ mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để đổi tinh hạch trong tay chư vị, không cần lo lắng. nếu vậy thì mạc mỗ an tâm rồi. mạc giản ly ngáp một cái, nhưng một tay giương lên, vẫn ném hộp gỗ xanh biết qua huyết nhiên hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế nên cũng lấy từ vòng chữ vật ra một cái hộp tương tự rồi ném nhanh qua. Chỉ riêng Hàn Lập còn ngồi yên, tựa hồ không lo ngại chút nào về khả năng xuất hiện tình cảnh không đủ lôi tiêu phù. Lão giả áo bào trắng nhìn sâu Hàn Lập một cái, tay áo run lên, thu lại tinh hạch do huyết nhiên và mạc giản ly chuyển qua, hơi kiểm tra một chút, rồi cũng ném ra hai hộp ngọc gián phù lục khác. Mạc giản ly cùng huyết nhiên tinh thần đều rung lên, một trào bắt gọn hộp ngọc, gỡ phù lục và mở nắp hộp ra, rồi đều khó nén được biểu lộ hết sức hưng phấn. Hàn Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn đổi lấy Lôi Tiêu phù, lần này lại trở về tay không ư? Linh Vương nháy mắt một cái, mỉm cười hỏi Hàn Lập. Tất nhiên là không thể trở về tay không, nhưng tại hạ muốn hỏi trước, trong tay Linh huynh còn mấy tấm Lôi Tiêu phù? Hàn Lập khẽ cười, bất động thanh sắc hỏi ngược một câu. Mấy tấm ư? Chẳng lẽ Đạo hữu lần này lấy được rất nhiều tinh hạch tu la thù? Lão giả áo bào trắng rốt cục sắc mặt có chút khác thường. Hàn Lập chỉ cười hắc hắc, cũng không giải thích gì thêm. Đám người huyết nhiên mặc giản ly thấy vậy, cũng không khỏi lộ ra chút vẻ khác thường. Vì rằng, khi đám người bọn họ lấy được tinh hạch từ tu la thù tộc, rõ ràng mỗi người được vừa vặn ba viên, làm sao khẩu khí của Hàn Lập bây giờ tựa hồ trong tay hắn không chỉ có vậy. Lão giả áo bào trắng thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy, trầm ngâm một lúc lâu, rồi nét mặt mới lần nữa giãn ra nói. Không nói dối đạo hiếu, tam thanh lôi tiêu phù này còn được coi là chi bảo trấn tộc của linh tộc chúng ta, trong tay tại hạ cũng không có nhiều, trừ ba tấm đã đổi cho ba người huyết huynh, chỉ còn dư lại hai tấm. Nếu đạo hữu thật sự có nhiều tinh hạch tu la thù thì ta sẽ đem tất cả còn lại ra đổi. Được, vậy hàn mỗ liền đổi lấy hai tấm đó đi. Hàn lập híp hai mắt một cái, miệng không chút do dự nói. Liền đó hắn lộn đảo bàn tay, linh quang chợt lẽ, rồi xuất hiện một hộp ngọc cùng một thanh tiểu kiếm trong suốt dài chừng một thước. Hàn lập cổ tay run lên, hai vật liền hóa thành hai luồng bạch quang bay ra lão giả áo bào trắng theo bản năng khoát tay bắt lấy hai vật không vội mở hộp ngọc mà lại tò mò đảo qua tinh kiếm trước đây là chỉ một lát sau linh vương thốt ra một tiếng di nhẹ ánh mắt nhìn tinh kiếm chợt lóe ha ha đạo hữu đã nhìn ra rồi cây phi kiếm này là ta đoạt được từ một tên cường địch tại tiểu tu la giới dùng tài liệu chính là tinh hạch tu la thù thêm nữa phải hơn ba bốn viên vốn là tổng cộng có năm cây nhưng bốn cây đã vỡ tan tành trong kịch chiến chỉ còn dư lại một cây này coi như còn hoàn chỉnh hàn lập từ tốn nói vừa nghe lời này đám người huyết nhiên chợt hiểu ra mấy phần cây phi kiếm này chính là một trong năm cây tinh kiếm lão giả họ dịch dùng để thúc giục lực thời gian lúc đó bốn cây mặc dù bị hàn lập hủy diệt tại chỗ nhưng cây cuối cùng này lại bị mất khống chế mà rơi xuống mặt đất sau đó bị hàn lập lặng lẽ thu lấy xem lão giả họ dịch vì tu la thủ tộc mà nhiệt tình chiến đấu như vậy chuyện lão lấy được nhiều tinh hạch để luyện chế phi kiếm cũng không phải là không thể nhưng trực tiếp dùng tinh hạch luyện chế phi kiếm thật đúng là một ý tưởng hết sức kỳ diệu. Về phần hộp ngọc hàn lập ném ra, dĩ nhiên là trong đó có 3 viên tinh hạch tu la thủ rồi. Lão giả áo bào trắng sau khi nhất nhất kiểm tra không có sai sót gì, sắc mặt lộ vẻ cực kỳ vui mừng, hết sức thống khoái lấy ra hai tấm lôi tiêu phù, cũng giao cho hàn lập. Đối với lão, tất nhiên nếu có thể luyện hóa ra quang âm chi ti càng nhiều thì càng tốt. Như vậy là chuyến đi linh tộc lần này đã có kết quả là tất cả mọi người đều hoan hỉ. Mấy người đạt được nguyện vọng rồi đều không còn việc gì phải lưu lại núi Phục Linh này, cùng lần lượt cáo từ Linh Vương ra về. Lão giả áo bào trắng khách khí đôi câu rồi cũng không giữ khách lại nữa. Vì vậy bốn người chia làm hai nhóm, trước sau rời đại điện, bay khỏi thánh sơn của linh tộc. Hàn lập cùng Mạc Giản Ly sau khi vừa rời đi liền chạy thẳng tới chỗ ngân nguyệt ẩn núp mà dừng mặc linh thánh chu lại. Nửa ngày sau, hai người hạ xuống một tòa sơn cốc bí ẩn. Không bao lâu sau, từ trong sơn cốc vang lên âm thanh vù vù, một chiếc thuyền lớn đen nhánh như mực nhất thời từ trong vụt ra, nhằm thẳng hướng nhân tộc mà vun vút bay về. Trong một mật thất ở tầng dưới cùng của cửa thuyền, Hàn Lập khoanh chân ngồi ở chính giữa phòng. Nhưng ở trước người hắn, có mấy đồ vật lẳng lặng trôi lơ lửng bất động. Đó là một ngọn cổ đăng, hai tấm ngọc bài chấp động vô số điện hồ, một viên châu ngũ sắc, cùng một bình nhỏ màu trắng như sữa. Những đồ vật này dĩ nhiên là toàn bộ những gì hắn đoạt được trong chuyến đi này, không thể nói là thu hoạch nhỏ được. Hàn Lập nhìn mấy món đồ một hồi, mi mắt chợt giật một cái, một ngón tay điểm về phía một tấm ngọc bài. Xì lập một tiếng, mặt ngoài ngọc bài hiện lên vô số kim văn, đồng thời một đạo điện hồ từ trên đó chợt lóe, đánh đúng vào đầu ngón tay, tức thì hóa thành vô số tơ điện bắn ra tung tóe. Hắn chỉ cảm thấy ngón tay hơi tê, cả bàn tay bỗng mất cảm giác, đồng thời mặt ngoài bàn tay hơi bị nám đen. Hàn Lập trong lòng dùng mình, chân nguyên lực trong thể nội đột nhiên dội lên, cuồn cuộn pháp lực liền trào tới bàn tay bàn tay vừa mất cảm giác liền khôi phục như thường, mặt ngoài da vừa bị nám đen cũng lập tức biến hóa phát ra kim quang chói mắt. Không hổ là tiên gia mật phù như lời đồn, hy vọng thật có thể hữu dụng trong lúc chống đỡ thiên kiếp. Hàn lập lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lúc này mới lật bàn tay lấy ra hai hộp ngọc, thu hai tấm ngọc bài vào đó, một cái chợt lóe rồi biến mất. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, một tay phất về hướng ngọn cổ đăng. Phốc một tiếng, món bảo vật này đung đưa một chút, bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hàn lập hai mắt híp lại, cẩn thận quan sát cổ đăng. Món bảo vật này lại có thể gọi ra hóa thân khổng tước tương tự mộ lan thánh cầm, hơn phân nửa là có chút lai lịch. Suy nghĩ thêm một chút, lão giả họ dịch kia thân là ngũ quang tộc nhân, bản thể cũng là thân khổng tước, lại có quan hệ với con khổng tước do bảo vật này biến ảo ra, càng khiến cho người ta muốn tìm hiểu. Nhưng cái cổ đăng này không chỉ mặt ngoài trang trí linh văn mà còn được làm bằng những loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy, cho dù Hàn Lập kiến thức rộng cũng không làm cách nào nhận ra hết được, chỉ biết rằng mấy loại tài liệu hắn nhận ra đều là chân quý dị thường, ngay cả hắn cũng thầm giật mình kinh ngạc. Hàn Lập trong lòng tự định giá một hồi, tựa hồ có quyết định, một tay bấm quyết, giữa hai lông mày linh quang chợt lóe, một tia tinh ti bắn ra, liền lặn nhập vào trong cổ đăng. Hắn từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu tìm hiểu huyền cơ của món bảo vật này. Thời gian từng chút trôi qua, sau ước chừng một ngày đêm, tia tinh ti kia mới run lên, đột nhiên bị cuốn trở lại. Đồng thời thần sắc Hàn Lập vừa động, mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt. Nguyên hồn đăng, thì ra bảo vật này có tên như vậy, thật là xảo hợp, không trách từ bảo vật này có thể gọi ra linh cầm khổng tước đồng dạng, thì ra căn bản là một tia tinh hồn của nó hóa thành thực thể. Hàn Lập mừng rỡ nhìn lên, cái bảo vật này gọi là Nguyên hồn đăng, căn bản là một món kỳ bảo dùng để thu nạp rồi phóng đại phân hồn. Một số pháp khí bảo vật khác, mặc dù cũng có thể lưu giữ một luồng tinh hồn, nhưng nếu rời bản thể quá lâu, luồng phân hồn này trừ phi hoàn toàn chuyển hóa thành tồn tại độc lập nếu không sẽ không tránh khỏi kết cục bị suy yếu mà tiêu tán nhưng với cái nguyên hồn đăng này đem bỏ vào đó một luồng phân hồn chẳng những không phải lo ngại như thế mà bảo vật này sẽ còn làm cho phân hồn cường đại hơn lũ phân hồn này nếu lại dùng một ít bí thuật đặc thù tế luyện thì thậm chí có thể trở thành hóa thân nguyên hồn tương tự thân ngoại hóa thân hơn nữa cho dù hóa thân này có cường đại đến đâu bởi vì có nguyên hồn đăng trong tay cũng không lo bị hóa thân cắn trả nếu có điều kiện chủ nhân của bảo vật này hoàn toàn có thể bồi dưỡng hóa thân nguyên hồn còn cường đại hơn cả bản thể hàn lập hít sâu một hơi ánh mắt có chút bốc hỏa nhìn về phía cổ đăng kể từ sau khi nguyên anh thứ hai mất tích hắn đã sớm có ý định lần nữa bồi dưỡng hóa thân thứ hai món bảo vật này xuất hiện vừa đúng lúc hắn cần chẳng qua là hắn cẩn thận kiểm tra cổ đăng một lần nữa xác định hiệu quả dưỡng hồn của bảo vật này là thật hơn nữa không có ẩn chứa nguy hiểm gì rồi mới thận trọng đem một luồng tinh hồn lưu lại trong cái đèn đợi lũ phân hồn này cường đại rồi làm thế nào bồi dưỡng thành hóa thân nguyên hồn hắn cũng cần thêm thời gian suy nghĩ cho kỹ hàn lập tay áo run lên một luồng sáng mở cuốn ra liền cẩn thận thu nguyên hồn đăng về tiếp đó ánh mắt của hắn mới chợt lóe nhìn tới cái bình nhỏ cái bình nhỏ này chính là đựng một ít chân huyết huyền vũ chỉ cần nuốt chân huyết này lại dùng kinh chập quyết gia tăng luyện hóa đủ giúp thần thông kinh chập biến của hắn tiến thêm một bước dài nhắc tới chuyện này cũng có chút buồn cười Hắn vốn cho rằng 12 loại chân huyết mà kinh chập quyết đòi hỏi căn bản không thể có người nào thu thập được đầy đủ để có thể nắm giữ cả 12 loại biến hóa thần thông. Nhưng tính đến nay, hắn đã lẳng lặng tu thành Chân Long, Thiên Phượng, Lôi Bằng, Thanh Loan, Ngũ Sắc Khổng Tước, Sơn Nhạc Cự Viên, một nửa số biến hóa đó. Nếu lại tu thành biến hóa Huyền Vũ nữa thì mấy loại biến hóa còn lại cũng không phải là vọng tưởng nữa rồi. Thật không biết sau khi tu thành đủ 12 loại kinh chập biến hóa, thân thể chân linh biến ảo ra sẽ cường đại đến mức nghịch thiên như thế nào nữa. Dù sao thì mỗi lần tu thành thêm một loại biến hóa của kinh chập quyết này, uy lực của những loại biến thân khác cũng đã tăng lên một bậc không phải bàn cãi rồi. Hàn Lập lặng yên suy nghĩ, rồi giơ tay bắt lấy bình nhỏ, mở nắp ngửa đầu nuốt một hớp. Chương 2303: Tâm đắc về pháp tắc. Mấy ngày sau, thời điểm mà Hàn Lập ở trong mật thất mở hai mắt ra một lần nữa thì huyền vũ chân huyết đã được luyện hóa hoàn toàn hắn lặng yên tự đánh giá một lần pháp quyết biến hóa, một tay kết pháp ấn, lúc này hang vạn luồng ánh sáng mở bên ngoài thân tỏa ra, biến ảo thành một con rùa lớn toàn thân ngăm đen. Con rùa này cao khoảng 5-6 trượng, dường như đã chiếm hết không gian của cả gian mật thất, trên từng cục giáp sắc đen xì ở trên thân mơ hồ có vô số tinh văn lưu chuyển không ngừng phát ra một tầng màn sáng bao phủ phía trên đó, nhìn qua trông vô cùng thần bí. Không tồi, không tồi. Có lẽ Huyền Vũ biến thân này so về tổng hợp các loại năng lực thì kém xa mấy loại biến thân khác của hắn như Cự Viên, nhưng riêng về năng lực phòng ngự thì tuyệt đối mạnh nhất trong các loại biến thân. Hàn Lập chỉ kiểm tra một chút biến thân Huyền Vũ thì tức thì trong lòng đã có ngay kết luận. Đối với việc này hắn cũng không hề cảm thấy quá ngoài ý. Dù sao chân linh Huyền Vũ trong số tất cả các chân linh từ thượng cổ vốn là nổi danh nhờ ra thô thịt dày. Ánh sáng chợt lóe lên, tiếp đó cửa quy ở trong mật thất biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Lập một lần nữa khôi phục hình người xuất hiện, hơi thở của hắn bình ổn, chân nguyên ở bên trong thể nội vì nguyên do mới thi triển biến thân mà hơi chấn động một chút, tiếp đó tay áo hắn rung lên phất một cái về phía hư không. Hạt châu vốn đang lơ lửng ở một góc mật thất lại một lần nữa bay tới trước mặt hắn. Hạt châu phát ra một loại không gian lực nào đó, mặt ngoài có ánh sáng mở năm màu chấp động liên hồi, chính là viên sơn hải châu kia. Hàn Lập quan sát cái động tiên dị bảo này một lần, không nói hai lời mà lẩm bấm pháp quyết, đầu vai hơi nhoáng lên đã biến mất khỏi mật thất sau một khắc ở trong động thiên sơn hải châu thân ảnh hàn lập một lần nữa mơ hồ hiện ra ở bên dưới là một hòn đảo lớn ánh mắt hàn lập đảo qua bốn phía không thấy bất kỳ bong người nào lúc này mới đem thần niệm quét qua toàn bộ đảo một lần kết quả khiến cho chân mày hắn hơi nhíu lại trên đảo này không thấy bóng dáng một tên tộc nhân không ngư tộc nào chẳng lẽ bọn họ ánh mắt hàn lập chợt lóe miệng lẩm bẩm một câu nhưng sau một khắc một ngón tay hắn điểm xuống giữa hai lông mày một cái, thần niệm lực vừa thả ra lập tức lớn thêm mấy lần. Thần niệm cực lớn khuếch tán ra, trong nhất thời bao trùm khu vực cả mấy đảo nhỏ xung quanh. Lần này, thần sắc hắn khẽ động, rốt cuộc đã phát hiện ra gì đó, lập tức độn quang hóa thành một đảo thanh hồng phá không bay đi. Chỉ trong thời gian chốc lát, không trung phía trên một đảo nhỏ khác chấn động, hàn lập thoáng cái rừng thuấn di lại mà hiện ra, ánh mắt đảo qua phía dưới đảo, trên mặt thản nhiên nở một nụ cười. Chỉ thấy hòn đảo vốn là đảo hoang, giờ phút này đã trải rộng vài kiến trúc mới tinh, mặc dù cao thấp khác nhau nhưng toàn bộ đều có hình tam giác, ngoài ra còn có một vài thân ảnh nửa người nửa cá đi ra đi vào từ bên trong. Chính là người của không ngư tộc, trong nháy mắt khi Hàn Lập vừa xuất hiện, một vài người có tu vi không kém của không ngư tộc ở phía dưới đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn trên không trung sau một tiếng thét kinh hãi lập tức quỳ xuống bái lại. Sau tiếng thét đầu tiên đó, những người khác tự nhiên cũng đều phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập, dưới sự kinh hãi đều cùng nhau dối giết hành đại lễ Một lát thời gian sau Tất cả người của không ngư tộc đều tụ tập dưới mặt đất nơi Hàn Lập đang đứng Và cũng chắp tay đứng thẳng một cách rất cung kính Chủ nhân, lão nhân ra người cuối cùng cũng đã vào động thiên Tên tộc trưởng không ngư tộc kia bay tới giữa không trung ngay dưới Hàn Lập liền vui mừng nói Thế nào, không hoan nghênh ta tới sao? Hàn Lập khẽ mỉm cười nói Chủ nhân nói đùa Bọn tiểu nhân sao dám nghĩ như vậy không ngư tộc trưởng nghe vậy sợ hết hồn vội vàng cười nói ha ha ngươi không cần để ý quá ta chỉ nói đùa một chút mà thôi nhưng mà bên kia rõ ràng còn có hòn đảo lớn hơn hơn nữa còn có mấy cái đảo khác vì sao chỉ để nhất tộc các ngươi toàn bộ tập trung ở chỗ này hàn lập cười một tiếng tiếp đó lại hỏi một câu sơn hải châu này đã được chủ nhân luyện hóa tự nhiên cũng là vật tư hữu của chủ nhân nhất tộc chúng ta được cho phép tiến vào không gian này đã là phúc lớn bằng trời làm sao còn dám lộn xộn nữa vạn nhất làm ra sai lầm gì đó ảnh hưởng tới động thiên thì thật là chết không hết tội. Không ngư tộc trưởng kính cần nói, yên tâm, không cần cẩn thận quá mức như thế, động thiên này nếu là dễ dàng bị hư hại như vậy, thì căn bản không thể xem là trí bảo gì cả. Như vậy đi, trừ hòn đảo lớn nhất kia lưu lại trước ta còn có thể dùng tới, những tiểu đảo khác các ngươi hoàn toàn có thể sinh hoạt ở đấy hàn lập không thèm để ý nói. Đa tạ chủ nhân đại lược, như vậy đi, tộc chúng ta đối với trồng trọt linh dược xem như hơi có chút tâm đắc, tiểu nhân trước hết trồng trọt mấy mẫu linh điền ở trong động thiên của chủ nhân được không? Trên mặt không ngư tộc trưởng tỏ ra vui mừng, vui vẻ cảm ơn mấy tiếng, sau đó lại từ từ nói. Dược điền, cũng tốt, trước tiên ngươi cứ trồng thử một khối xem thế nào đã. Đúng rồi, lần trước ngươi nói cháu gái ngươi tinh thông thuật luyện đan, không biết là vị nào. Hàn lập gật đầu, chợt nhớ tới cái gì lại hướng lão giả hỏi một câu. Lan dược, mau ra đây bái kiến chủ nhân. Tộc trưởng không ngư tộc vừa nghe thế thì không hề suy nghĩ gì thêm mà quay người hướng phía dưới kêu một tiếng Lam Dược, bái kiến chủ nhân. Trong đám không ngư tộc nhân phía dưới, một thiếu nữ có diện mục thanh tú ngẩn ra, nhưng lập tức bay lên trời cung kính hướng Hàn lập thi lễ. Ngươi là Lam Dược, nghe lệnh tổ nói người đối với luyện đan thuật có chút thiên phú, có đúng hay không? Hàn lập quan sát cô gái mấy lần rồi hỏi. Ra tổ nói như vậy là quá lời rồi. Vãn bối chẳng qua hơi chút hứng thú với thuật luyện đan chứ không dám xưng là có thiên phú gì cả. Thiếu nữ dường như cũng ít khi cùng người xa lạ nói chuyện, trả lời hơi có chút ngượng ngùng. "A, à, không cần khiêm tốn quá mức như thế, ta đã xem qua lò luyện đan cùng một ít nguyên liệu mà ngươi dùng để luyện đan, nếu không phải tạo nghệ ở luyện đan đạo có chút cao thâm thì sợ rằng không có cách nào sử dụng được những thứ này đâu. Như vậy đi, ta có một ít vấn đề liên quan đến luyện đan cần hỏi ngươi một chút, ngươi có thể trả lời bao nhiêu thì nói bấy nhiêu đi." Thân sắc Hàn Lập vẫn như thường nói, vãn bối sẽ cố gắng hết sức thiếu nữ không ngư nhu thuận trả lời. Hàn Lập gơ đầu, lúc này đợi cho những người khác của tộc không ngư rời đi lập tức mở miệng hỏi thăm thiếu nữ. Với thành tựu gần như là luyện đan tông sư của Hàn Lập, mặc dù hỏi cũng không có gì thâm sâu, nhưng mỗi vấn đề đều là đặc thù khác thường, không phải là những luyện đan sư bình thường có thể trả lời được. Nhưng sau khi thiếu nữ nghe xong, không kể là suy nghĩ bao lâu thì cũng đều có thể trả lời được ít nhiều. Không quá nửa canh giờ sau, Hàn lập đối với ngộ tính luyện đan của thiếu nữ cũng cảm thấy giật mình, cuối cùng cũng lộ ra thần sắc hết sức hài lòng. Rất tốt, với ngộ tính của ngươi, chỉ cần tu vi có thể tăng lên, trên con đường đan đạo sau này không chừng còn có thể đi xa hơn ta một chút. Như vậy đi, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy hay không? Trừ những lúc tu luyện bình thường ta có thể giúp đỡ ngươi hết thảy thứ cần thiết bên ngoài ra, ở luyện đan thuật ta còn có thể đặc biệt chỉ điểm cho ngươi vài điểm đặc thù giúp người sau này có thể chân chính trở thành một đời đan đạo tông sư hàn lập chỉ hơi trầm ngâm một chút chợt nói ra khiến cho lão giả cùng thiếu nữ đều giật mình. Cái gì, chủ nhân nguyện ý thu làm đồ đệ, thật tốt quá, điều này đúng là thiên đại tạo hóa của nàng, dược nhi, người còn không mau bái kiến sư phụ. Tộc trưởng không ngư tộc nghe vậy dường như không dám tin vào lỗ tai của mình, mừng như điên nói. Dược nhi bái kiến sư phó, thiếu nữ không ngư không do dự gì lập tức hướng tới hàn lập cúi người bái lạy Ha ha, đứng lên đi, nếu đã bái ta làm thầy, lễ vật ra mắt tự nhiên sẽ có, chỗ này ta có một ít đan được cùng một ít tâm đắc tu luyện, người có thể xem qua một chút, trước tiên hãy đem tu vi của mình tăng lên tới cảnh giới luyện hư rồi hãy nói, chờ khi ngươi đạt tới cảnh giới này, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi về luyện đan đạo hàn lập nở nụ cười, sau đó phất tay về phía hư không, bảy tám bình thuốc cùng hai cái ngọc giản chợt lóe lên mà hiện ra, đồng thời bay về phía thiếu nữ. Đa tạ sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ hết sức cố gắng. Lam Dược tiếp lấy bình thuốc và ngọc giản, mừng rỡ nói. Ừ, trước tiên ngươi cứ ở trong động thiên tu luyện thật tốt đi, chờ ta trở lại trong tộc tự nhiên sẽ đưa các ngươi ra, để cho ngươi gặp những sư huynh sư tỷ khác một lần, tốt rồi, ta cũng nên rời đi thôi. Hàn Lập mỉm cười nói hai câu, lại hướng lão giả gật đầu một cái, sau đó tay bấm pháp quyết, đang muốn rời khỏi không gian động thiên này. Chủ nhân chờ đã, tiểu lão nhi ở đây còn có đồ vật khác muốn ra mắt chủ nhân. Đúng lúc này, tộc trưởng không ngư cao hứng không biết nghĩ tới điều gì, chợt tiến lên một bước lên tiếng giữ lại. Có đồ vật ra mắt, là vật gì, hàn lập nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc, tiền bối mời xem lão giả hơi chần chờ một chút liền từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngâm đen, hai tay nâng lên đưa tới. Ánh mắt hàn lập chợt lóe lên mấy cái, tay áo rung lên, từ khoảng cách mấy trượng cách không đem cái hộp bắt qua. Một ngón tay bắn ra, nắp hộp lập tức tự động mở ra. Bên trong rõ ràng có chứa mười mấy thứ đồ vật lớn nhỏ khác nhau, nào là thạch phiến, ngọc giản, quyển trục. Những thứ này là, Hàn Lập cũng không lập tức lấy những đồ vật này mà hướng tới lão giả hỏi một câu. Hồi bẩm chủ nhân, những vật này là do những đại năng chi sĩ của không ngư tộc các thời kỳ trước kia lưu lại một chút tâm đắc về tìm hiểu tu luyện không gian pháp tắc, vốn là chỉ có tộc trưởng các thời kỳ mới có tư cách xem, nhưng ta tu vi vốn thấp nên căn bản không dùng tới những vật này, vì vậy nguyện ý tặng cho chủ nhân có thể ngài tham khảo một chút. Lão giả cung kính nói, Nga, xem ra người cũng đã nhìn ra thân thể ta cũng có chứa không gian lực. Hàn lập nửa nhìn lão giả nửa nhìn vật trong hộp, không khỏi khẽ nở nụ cười nói. Vãn bối ở trong không ngư tộc, cảm ứng đối với không gian lực mạnh hơn những tộc nhân bình thường rất nhiều, không gian lực bên trong thể nội của chủ nhân mặc dù không tính là quá mạnh mẽ nhưng vẫn có thể cảm ứng được một chút. Không ngư tộc trưởng thần sắc không đổi nói, nếu ngươi đã có tâm ý, những vật này cũng hữu dụng với ta, trước hết ta sẽ nhận lấy. Tốt lắm, lần này ra thật sự phải đi rồi hàn lập thâm ý sâu sắc gật đầu đem cái hộp thu lại sau đó cả người hơi động một cái biến mất vào hư không không thấy bóng dáng đi xuống đi dược nhi lần này ngươi thật là phúc khí không nhỏ xem ra hy vọng của toàn bộ tộc quần hơn nửa là phải đặt vào ngươi rồi sau này tài nguyên trong tộc cũng sẽ tận dụng cho ngươi tranh thủ để ngươi sớm ngày tiến vào cảnh giới cao hơn không ngư tộc trưởng vừa thấy hàn lập rời khỏi động thiên mới đứng lên nhìn lam dược một cái thở nhẹ một hơi nói mấy tháng sau một đường bình yên vô sự, mặc linh thánh thuyền chở đám người Hàn Lập cuối cùng cũng trở lại nhân tộc. Mà vừa mới trở lại nhân tộc, bọn hắn lập tức nhận được một tin tức khiến cho mọi người đều kinh hãi. chương 2304, Ngao Khiếu qua đời. Cái gì, tổ phụ của ta 7 ngày sau sẽ độ kiếp? Tại sao lại đến nhanh như vậy, chẳng phải còn một đoạn thời gian nữa mới đến sao chứ? Ngân Nguyệt cực kỳ kinh sợ hét lớn trước mặt một gã tu sĩ của Thiên nguyên Thành. Lúc này bọn họ đang đứng ở trong đại điện truyền tống trận, trước mặt là một gã trưởng lão của Thiên Huyên Thành. Đám người Hàn Lập vừa mới từ miệng vị trưởng lão hợp thể kỳ này biết được cái tin tức kinh người kia. Linh lung tiên tử, hình như ngao khiếu tiền bối trong lúc bế quan xảy ra sai sót cho nên mới phải độ thiên kiếp sớm như vậy. Ngay cả cố gắng kéo dài thêm một ngày cũng là không thể, chính vì vậy thánh đảo còn hướng đến thiên uyên thành muốn mượn dùng một số bảo vật và pháp khí, nếu không bổn thành cũng không thể biết được tin tức này. Tên yêu tộc trưởng lão xa lạ cười khổ nhìn Ngân Nguyệt nói nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Giản Ly và Hàn Lập lại cực kỳ cung kính. Theo như lời mà nói 7 ngày thì quả thật cho dù chúng ta có tận lực dùng truyền tống trận thì cũng sợ là đến không kịp, căn bản là không cách nào đem lôi tiêu phù đến kịp trong ngày thứ bảy. Nhưng nếu như Ngao Huynh trong khi thiên kiếp giáng xuống có thể kiên trì được mấy ngày thì không chừng cũng còn có cơ hội. Sau khi sắc mặt Mạc Giản Ly khẽ biến thì cất tiếng nói. Nếu như vậy thì còn chờ cái gì nữa, lập tức quay về thánh đảo thôi, hy vọng còn có thể đến kịp lúc. Ngay lập tức truyền tống chúng ta đến thành trì gần Thánh đảo nhất đi." Hàn Lập sắc mặt thâm trầm cũng không suy nghĩ thêm gì nữa, nhìn tên trưởng lão yêu tộc ra lệnh. "Dạ được, vãn bối sẽ sắp xếp ngay lập tức." Tên trưởng lão yêu tộc sau khi nghe bọn người Hàn Lập nói chuyện cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì, khẽ dùng mình, khom người đáp ứng nói. Hắn lập tức ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ trông coi truyền tống trận mở cấm chế của một tòa truyền tống trận ra rồi nhanh chóng gắn vào một ít linh thạch. Những việc này vừa xong thì Ngân Nguyệt ngay tức thì tiến vào trong truyền tống trận đám người hàn lập cũng tiến vào ngay sau đó linh quang chợt lóe đám người hàn lập liến biến mất không thấy bóng dáng chín ngày sau tại phụ cận thánh đảo của hai tộc phía chân trời vang lên tiếng xé gió một chiếc thuyền lớn đen như mực hiện ra đồng thời phát ra âm thanh suy suy trực tiếp hướng thánh đảo bay nhanh mà đến những tên vệ sĩ thánh đảo vừa thấy như vậy liền vội bay nhanh đến nhưng ngay sau đó bọn hắn thấy rõ một ít cổ văn lớn ở trên cự thuyền thì nhất thời cả kinh tất cả đều dừng lại trên mặt hiện lên vẻ cung kính hướng cự thuyền thi lễ Ngao Khiếu hiện tại có ở trên đảo Độ Thiên Kiếp hay không? Cự thuyền chưa bay đến nhưng một tiếng quát chói tai từ trong thuyền truyền ra đến trước mặt những tên vệ sĩ này. Tiếp theo phía trên cự thuyền một nhân ảnh chợt lóe lên hiện ra, đúng là vị đại thừa của nhân tộc Mạc Giản Ly. Bái kiến tiền bối, Ngao Khiếu đại nhân hiện không ở trên thánh đảo mà đang ở Hồng Vân cốc cách nơi đây 10 vạn dặm độ kiếp. Tất cả các trưởng lão ở thánh đảo đều đang ở đó hộ pháp cho Ngao Khiếu đại nhân. Một gã vệ sĩ cấp bậc luyện hư tiến lên trả lời. Hồng Vân Cốc, Mạc Giản Ly nao nao thì thầm một câu, mà cơ hồ trong lúc nhất thời, cự thuyền màu đen run lên một cái sau đó lấy tốc độ không thể tin được vượt qua đám vệ sĩ rồi chuyển một phương hướng khác bay vút mà đi. Đám vệ sĩ Thánh Đảo thấy vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa canh giờ sau, cự thuyền màu đen đang ở trên không hàng vạn trượng bay nhanh mà đi. Nhưng giờ phút này phía trước cự thuyền ngoại trừ Mạc Giản Ly thì đám người Hàn Lập và Ngân Nguyệt đều xuất hiện ở đó. Tất cả đều sắc mặt trầm trọng nhìn về phía trước. Thần sắc trên khuôn mặt Ngân Nguyệt lại càng cực kỳ lo âu. Hàn Lập lần này từ trong tay Linh Vương lấy được hai tấm Lôi Tiêu phù, lúc vừa trở về gặp nàng liền nói rõ sẽ đưa cho Ngao Khiếu lão tổ một tấm để giúp tăng thêm vài phần nắm chắc độ qua thiên kiếp. Điều này làm nàng rất vui sướng, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến, vừa về tới trong tộc liền nghe tin tức Ngao Khiếu lão tổ đột nhiên phải độ thiên kiếp trước thời điểm, điều này khiến cho trong lòng Ngân Nguyệt vô cùng không yên. Phanh trong người Ngân Nguyệt bỗng nhiên truyền ra một âm thanh trầm đục giống như bạo liệt từ trong cơ thể vang ra. Ngân Nguyệt sắc mặt sầm lại, chợt trở, trở nên tái nhợt không còn chút máu. "Nguyệt Nhi, đã xảy ra chuyện gì?" Thoáng cái, Hàn Lập đã phát hiện sự khác thường của Ngân Nguyệt, trong lòng trầm xuống, không khỏi dâng lên một dự cảm xấu. Ngân Nguyệt đôi mắt đỏ lên, cũng không trả lời Hàn Lập mà hé miệng phun ra một khối ngọc bài đỏ thắm trong suốt. Khối ngọc bài này lớn cỡ bàn tay, phía mặt ngoài có in hình một nam tử trông rất sống động hàn lập ánh mắt sau khi đảo qua liền phát hiện hình ảnh nam tử này rất quen thuộc rõ ràng đây chính là một bức vẽ ngao khiếu lão tổ nhưng giờ phút này trên ngọc bài lại chẳng chịt vết dạn hơn nữa lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang lan nhanh của nó sau vài cái hô hấp cả khối ngọc bài liền hóa thành bụi phấn xuyên qua ngón tay rơi xuống bay mất ngân nguyệt ngơ ngẩn nhìn một màn này vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích đến lúc này hàn lập sao còn không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi thở dài một hơi Hắn lặng lặng đứng ở một bên vỗ về, nhưng cũng không mở miệng nói một cái gì. Mạc Giản Ly thấy vậy thì khóe mắt chợt giật mấy cái rồi sau đó ngẩng đầu nhìn trời cũng không nói một lời nào. Chu Quả Nhi, Hoa Thạch lão tổ mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái cũng không dám thở mạnh một tiếng. Mạc Linh Thánh thuyền vẫn lấy tốc độ kinh người bay nhanh đi qua tiếp nửa canh giờ sau phía trước linh quang chợt lóe, hơn 10 đạo độn quang hướng trước mặt bay đến. Hàn Lập thấy vậy thì nhướng mày, chân khẽ đạp nhẹ một cái trên cự thuyền sau một tiếng vù vù cự thuyền liền dừng lại ở trong không trung. Lúc này hơn 10 đạo độn quang phía trước sau vài cái chấp động thì đều xuất hiện ở phụ cận của cự thuyền, sau khi hào quang chợt tắt thì đều hiện ra thân ảnh. Đúng là những tên trưởng lão của thánh đảo, bái kiến hàn tiền bối, mạc tiền bối. Tu sĩ hai tộc vừa thấy Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly trên cự thuyền thì đầu tiên là vui vẻ nhưng sau đó lại hiện lên vẻ bi thống, hướng hai người khom người thi lễ. Ngao khiếu thật không vượt qua thiên kiếp sao, gương mặt Mạc Giản Ly âm trầm gặng hỏi hồi bẩm tiền bối ngao đại nhân vừa mới ngã xuống tại trong thiên kiếp chỉ để lại hai kiện bảo vật hộ thân không trọn vẹn cùng một quả linh hạch một lão giả cầm đầu cung kính trả lời linh hạch tổ phụ của ta ở trong tay ai giao cho ta đi ngân nguyệt bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng nói thì gia linh lung đạo hữu cũng ở tại nơi này dựa theo di trúc của ngao khiếu tiền bối linh hạch của lão nhân ra ngài nguyên bản phải giao cho tiên tử lão giả vừa thấy ngân nguyệt mở miệng thì thần sắc nghiêm túc trả lời tiếp theo tay áo hắn rung lên bay ra một cái hộp gỗ màu vàng nhạt, hai tay bưng lấy bay lên cự thuyền đưa cho Ngân Nguyệt. Thân hình Ngân Nguyệt khẽ run, nhưng sau khi cắn răng một cái thì cũng mở chiếc hộp ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy một viên tinh hạch màu trắng nhạt to cỡ nắm tay tản ra hơi thở quen thuộc nằm ở trong hộp. Ở bên cạnh tinh hạch còn có nửa thanh tiểu kiếm màu trắng nhạt cùng với một cái chuông nhỏ màu vàng. Ngân Nguyệt lấy tay vuốt nhẹ nhàng tinh hạch một cái sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Lập nói. Ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi cho thật tốt trong thời gian này đừng cho người đến quấy giày ta. Vừa dứt lời Ngân Nguyệt cũng không để ý tới ai khác nữa mà quay người lại đi vào trong khoang của cự thuyền. Hàn Lập yên lặng nhìn hình ảnh của Ngân Nguyệt cũng không có cản lại, một hồi lâu sau, hắn mới quay lại nói với đám người trưởng lão thánh đảo phân phó một tiếng. Các ngươi cũng lên trên thánh thuyền đi, chi tiết về quá trình nào khiếu đạo hữu độ kiếp hãy giảng thuật lại cho ta cùng mạc đạo hữu một lần, nhưng chi tiết quan trọng cũng không cần nói. Được, ta nhất định giảng thuật thật rõ ràng cho hai vị đại nhân lão giả thần sắc nghiêm túc không chút do dự khom người trả lời. Hàn lập gật gật đầu, cũng kêu những trưởng lão khác của thánh đảo tiến lên trên cự thuyền. nửa năm sau, trên đỉnh một tòa linh sơn không lớn lắm ở thánh đảo, Hàn lập hai tay để sau lưng, đứng ở dưới gốc một cây tùng xanh biếc, yên lặng nhìn một cái cốc nhỏ xa xa bị xương mờ bao phủ, mặt không chút thay đổi không biết trong lòng đang nghĩ đến cái gì. bỗng nhiên sau lưng hắn không khí chợt dao động, một bóng người màu vàng nhạt không tiếng động xuất hiện sau khi thi lễ với hàn lập liền cung kính đứng một bên nguyệt thiên đã tìm được tân động phủ thích hợp hay chưa một hồi lâu sau hàn lập cũng không quay đầu lại hỏi một câu bóng người này đúng là hải đại thiếu một trong những gã chân truyền đệ tử của hàn lập hồi bẩm sư phụ đệ tử dựa theo yêu cầu của người tự mình thăm dò hơn phân nửa lãnh địa của hai tộc rốt cuộc cũng tìm được một địa phương thích hợp chúng đệ tử đã chuẩn bị xong lúc nào cũng có thể chuyển đi hải đại thiếu cung kính nói a à, Tân động phủ là địa phương như thế nào? Hàn lập thần sắc khẽ động quay người lại hỏi. Hồi bẩm sư phụ, Tân động phủ ở trên một hòn đảo nhỏ ở sâu trong biển. Biển này tuy ở nơi hẻo lánh của hai tộc nhân yêu, nhưng linh khí cực kỳ tinh thuần. Hơn nữa phần nửa hải vực đều bị lưỡng nghi lực từ trời sinh bao phủ. Nếu được thêm tu sửa thì có thể trở thành một cấm chế bảo vệ động phủ lợi hại. Hải đại thiếu thành thật trả lời. Nếu đã tốt như vậy thì hãy chọn nơi đây đi. Các ngươi hãy đi thu thập một chút. Mấy ngày sau chúng ta sẽ rời đi khỏi thánh đảo hàn lập gật gật đầu nói dạ sư phụ nhưng ngân nguyệt sư cô không có chuyện tình gì chứ sư cô đến giờ vẫn chưa có đi ra khỏi chỗ bế quan sao hải đại thiếu sau khi trần chờ một chút thì hỏi ngân nguyệt tuy rằng còn chưa xuất quan nhưng ta có một dự cảm hẳn là vài ngày nữa thôi nàng sẽ xuất quan hàn lập lại lần nữa liếc mắt nhìn về phía sơn cốc xa xa thần sắc không thay đổi trả lời thì ra là thế vậy đệ tử lập tức đi đốc thúc môn hạ đệ tử chuẩn bị cho việc di rời động phủ hải đại thiếu rất tin tưởng không hề nghi ngờ lời nói của hàn lập lúc này sau khi cung kính thi lễ thì lùi lại vài bước rồi bay khỏi núi nhỏ hàn lập lúc này vẫn đứng ở dưới gốc cây tùng lẳng lặng nhìn nơi xa xa không biết qua bao lâu sau bỗng nhiên sương mù phía trước sơn cốc cuộn một vòng một đạo thân ảnh trắng hồng sau vài cái chớp động liền xuất hiện phía trên không của hàn lập hàn huynh ta đã không có việc gì rồi chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này đi một nữ tứ xinh đẹp mặc bộ đồ màu bạc bỗng nhiên hiện thân mà ra nhìn hàn lập thản nhiên cười nói Tốt, đi thôi, ta đã tìm được một địa phương không tệ làm động phủ, về sau chúng ta có thể an ổn tu luyện một đoạn thời gian. Hàn Lập cũng mỉm cười trả lời, "Động phủ của chính chúng ta sao? Thật tốt quá, thật muốn mau mau tận mắt nhìn thấy xem nó thế nào." Ngân Nguyệt hai mắt sáng ngời nói. Chương 2305, Vô Nhai Hải cùng Nguyên Hợp Đảo. Trên một vùng biển rộng mênh mông nằm giữa nhân yêu nhị tộc hiện ra một quần đảo lớn hình thành từ hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ xung quanh một hòn đảo khổng chu vi hàng vạn dặm các loại độn quang lên xuống liên tục, hàng ngàn tu sĩ cấp thấp ở các nơi trên đảo bận rộn không ngừng. Lấy ngọn núi cao nhất trên đảo làm trung tâm từng tòa lâu đài điện vũ nguy nga lộng lấy hiện lên ở phụ cận Sơn Mạch. Đồng thời từng thanh trận kỳ, từng khối trận bàn tức thì được những tu sĩ này bố trí khắp nơi trên đảo, từng vòng ba động của cấm chế dần dần hiện ra. Trong lòng núi trên ngọn núi cao nhất, Hàn Lập đem một khối hắc bạch viên thạch lớn khoảng đầu người đặt vào trung tâm một tòa pháp trận khổng lồ lớn vài mẫu. Sau khi khối đá được đặt vào, trong nháy mắt cả tòa pháp trận vang lên thanh âm vù vù, vô số kim ngân phủ văn từ khắp nơi tuôn ra. Mà mặt ngoài khối hắc bạch viên thạch chợt lóe lên hào quang màu hắc bạch rồi một luồng sóng dao động khác thường từ bên trong quét ra sau đó tiêu tán trong hư không. Cái pháp trận này thật sự có thể thúc giục lưỡng nghi từ quang ngăn địch ở ngoài đảo sao. Ngân Nguyệt vẫn đứng sau lưng Hàn Lập chăm chú quan sát tất cả, đến lúc này nhịn không được chợt hỏi một câu. Ha ha, nàng yên tâm, Lưỡng nghi vạn dẫn đại trận này là ta tham khảo một loại thượng cổ pháp trận mới có thể bố trí ra. Bởi vì phía dưới của hòn đảo này trôn giấu vài địa mạch từ quang rất lớn, khi toàn lực thúc giục pháp trận chẳng những có khả năng ngăn địch bên ngoài đảo thậm chí còn có thể đem phạm vi của pháp trận mở rộng ra ngoài gấp 10 lần. Hàn lập sờ sờ cầm sau đó bình tĩnh nói, nếu như mà như vậy thì tòa nguyên hợp đảo này xem như bình yên không lo. Uy lực của lưỡng nghi từ quang muội đã từng kiến thức qua, chỉ cần từ mạch phía dưới không tổn hao gì thì cho dù là tồn tại đại thừa mà vô ý bị nhốt vào trong đó cũng có thể vây khốn một thời gian ngắn. Ngân Nguyệt khẽ nở nụ cười, không chỉ có vậy, ta phát hiện cả từ mạch của vô nhai hải dường như đều tập trung tất cả ở quần đảo này. Bên dưới những hòn đảo khác đồng dạng cũng có từ mạch tồn tại, mặc dù không lớn bằng nguyên hợp đảo nhưng cũng đủ để bố trí một tòa lưỡng nghi vạn dẫn trận đơn giản. Như vậy mà nói, những pháp trận này cùng bổn đảo có khả năng với nhau hô ứng với nhau, đủ khả năng đem uy lực của lưỡng nghi từ quang thăng lên một nửa, phạm vi của cấm chế được mở rộng thêm đến mức cực kỳ kinh người. Hàn Lập nhìn trận nhãn của đại trận đã được phát động rồi có chút tự đắc nói. Nếu thật sự có thể như vậy thì cả vô nhai hải đều xem như được phòng thủ kiên cố, Hàn Huynh cũng coi như có một mảnh cơ nghiệp thực sự rồi. Ngân Nguyệt dõi mắt nhìn xung quanh, giọng nói mang phần cảm khái. Ha ha, thế nào, nàng hâm mộ ư, ta nhớ không lầm lang tộc bên kia hình như lại phái người tới đây, nàng thực sự không muốn đi gặp một chút sao nếu như chịu trở về thì cái chức lang vương nhất định không có ai khác ngoài nàng hàn lập quay đầu lại mỉm cười nói muội thật sự không để ý tới chức vị này vị trí lang vương cứ để mấy lão gia hỏa đó tự mình chọn đi hiện tại muội chỉ muốn tu vi nhanh chóng tiến thêm một bước để có thể có cơ hội tiến vào cảnh giới đại thừa có như vậy mới không bị huynh bỏ quá xa ngân nguyệt nghe vậy liền liếc mắt nói nếu nguyệt nhi không muốn đảm nhiệm vị trí lang vương thì cũng không cần phải quay về về phần nàng tu luyện vong tình quyết ta đã kiểm tra rất nhiều điển tịch, rốt cục phát hiện có lẽ cũng không phải giống như ngao khiếu tiền bối nói là không thể nghịch chuyển trở lại. Hàn lập gật đầu, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng vài phần nói. Cái gì, huynh nói vong tình quyết còn có biện pháp nghịch chuyển trở lại. Chính tổ phụ lão nhân ra rõ ràng đã nói qua, trừ khi muội nguyện ý đem tu vi một lần nữa đánh rất xuống cảnh giới luyện hư, nếu không căn bản vô phương loại bỏ pháp quyết này. Mà nếu không tu luyện pháp quyết này tu vi sau này của muội cũng khó tiến thêm được nữa. Ngân Nguyệt vừa nghe xong liền vui mừng nhưng lập tức lại lộ ra vẻ không thể tin được. Đem vong tình quyết hoàn toàn bỏ đi thật sự là không có khả năng. Nhưng mà đem nó đơn độc tách ra khỏi cơ thể không phải là không thể làm được. Hàn Lập hai mắt híp lại chậm rãi trả lời, "Đơn độc tách ra, lời này của huynh là có ý gì?" Ngân Nguyệt không hiểu hỏi lại, "Nói thì đơn giản nhưng trên thực tế khi thực hiện lại có chút phiền toái." Ta nói ngắn gọn chính là nàng cần luyện chế ra một cái hóa thân, sau đó đem toàn bộ chân nguyên do tu luyện vong tình quyết có được chuyển rời đến cái hóa thân này. Như vậy thì những mặt trái tình cảm sẽ có cơ hội rất lớn cùng nhau từ thể nội thoát ra theo. Hàn Lập Thần sắc nghiêm nghị giảng giải, làm như vậy là có thể thoát khỏi vong tình quyết, Ngân Nguyệt bộ dáng vẫn còn có chút khó tin. Hóa thân bình thường đương nhiên không được, hơn nữa chân nguyên của vong tình quyết sau khi bị chia lìa thì tu vi của nàng cũng đồng dạng rơi xuống cảnh giới luyện hư. Chỗ tốt duy nhất là sẽ không còn tình trạng tu vi khó có thể tiến thêm nữa, hơn nữa khi tu luyện lên cảnh giới hợp thể cũng sẽ không gặp phải bình cảnh. Vấn đề duy nhất chính là nàng phải phí nhiều thời gian tu luyện lại mà thôi. Hàn Lập nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, chỉ là tốn nhiều hơn một khoảng thời gian mà lại có thể giải quyết vấn đề vong tình quyết thì thật không đáng kể chút nào. Nhưng mà theo Như huynh suy đoán thì đại khái có mấy phần nắm chắc. Ngân Nguyệt còn có vài phần do dự liền hỏi, ta có thể nắm chắc 7, 8 phần? nhưng muốn đem vong tình quyết từ trong cơ thể tách ra thì chỉ dựa vào bản thân nàng khẳng định không được, phải có một người cho dù tu vi hay thần niệm đều viễn siêu hơn nàng phụ trợ mới có có thể làm được. Nếu nàng thực sự hạ quyết tâm thì ta sẽ tự mình xuất thủ tương trợ. Hàn lập tránh sắc nói đạo, bảy tám phần, nhiều như vậy là đủ rồi, nhưng bồi dưỡng một cái hóa thân không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa nghe khẩu khí của huynh thì hóa thân bình thường cũng không dùng được. Ngân Nguyệt cắn răng một cái nói. Yên tâm đi, nếu như thất bại nàng cũng không phải lo lắng tính mạng gặp nguy hiểm. Còn hóa thân ta đã giúp nàng tìm xong rồi. Hàn lập nghe vậy khẽ cười một tiếng, tay áo rung lên, bên cạnh thân lục quang chợt lóe rồi một thân ảnh màu lục liền hiện ra. Gì, đây không phải là linh khu của huynh sao, chẳng lẽ muốn đem nó dùng làm hóa thân? Ngân Nguyệt nhận ra lục ảnh liền thất kinh nói, lục ảnh này rõ ràng đúng là chi tiên linh khu của Hàn Lập. Nàng đoán đúng rồi, cái linh khu này vốn không giống với những hóa thân khác, bản thân nó không có linh tính chỉ là một cái thể xác trống không mà thôi, bình thường ta thao túng chỉ là nhờ khúc nhi hoặc là một tia thần niệm ký phụ vào trong đó. Hiện tại tu vi ta tiến nhanh linh khu hợp thể kỳ này đã không còn tác dụng lớn nữa vừa lúc thích hợp để nàng dùng. Bởi vì nó là thể xác do chi tiên biến thành cho nên bản thân cực kỳ tinh khiết, có khả năng dễ dàng dung nhập các loại chân nguyên, cộng thêm tu vi đã tiến lên hợp thể hậu kỳ đại thành dung nạp chân nguyên vong tình quyết hoàn toàn không thành vấn đề, mà càng không cần lo lắng về vấn đề bị cắn trả. Hàn Lập vừa nói xong, một tay kết quyết hướng linh khu điểm vào hư không một cái. Lập tức linh khu toàn thân lục quang bùng lên, sau một hồi mơ hồ chẳng những thân hình biến thành thon thả thướt tha, mặt mũi ngũ quan lại càng trở nên tinh xảo cùng ngân nguyệt giống nhau như đúc, chỉ là da thịt vẫn là màu lục nhạt. Ngân nguyệt gặp tình hình này chỉ biết trợn mắt há mồm. Hàn Lập nhìn linh khu vài lần, trong lòng cũng không nén được đôi phần cảm khái. Hắn vốn còn hy vọng linh khu sau khi được thần bí lục dịch nuôi dưỡng tu vi có thể tiếp tục tăng tiến không ngừng, nhưng đáng tiếc là không biết vì nguyên nhân gì mà linh khu sau khi tiến lên hợp thể hậu kỳ đại viên mãn thì cho dù có vận dụng bao nhiêu lục dịch cũng không thể đột phá thủy trung vô phương tiến vào cảnh giới đại thừa ở vào tình hình này không bằng đưa cho ngân nguyệt dùng để giải quyết vấn đề vong tình quyết còn hơn nếu hàn huynh đã chân tâm đem hóa thân linh khu tặng cho muội nguyệt nhi cũng không khách khí nhận lấy có cái hóa thân này muội đối với lần giải quyết chi pháp này lại càng có lòng tin việc này không nên chậm trễ Tiểu muội bây giờ liền trở về tế luyện cái linh khu này. Đợi trăm ngày sau chắc là có thể bắt đầu giải quyết vấn đề vong tình quyết. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng thở một hơi, mang vài phần khác thường hướng Hàn Lập nói. "Như vậy cũng tốt, nàng sớm một ngày đem vấn đề vong tình quyết giải quyết, cũng sớm một ngày chút được mối lo." Trong lúc nàng bế quan ta sẽ đốc thúc Môn Hạ đem động phủ cùng tất cả pháp trận hoàn toàn xây dựng xong. Đến lúc đó sẽ toàn lực trợ giúp nàng chia tách chân nguyên trong cơ thể. Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười gật đầu. Ngân Nguyệt hướng Hàn Lập thản nhiên mỉm cười sau đó một tay kết quyết, cả người liền hóa thành một đoàn hư ảnh rồi chợt lóe lên không thấy đâu nữa. Hàn Lập thấy vậy lúc này mới không chút hoang mang quay người lại rồi bắt đầu kiểm tra pháp trận trước trước mắt. Sở dĩ hắn vội vã giải quyết vấn đề vong tình quyết của Ngân Nguyệt vì sau đó không lâu hắn phải chuẩn bị đi xa. Bởi vì lần này hắn muốn đi đại lục khác, dọc đường đi không biết sẽ gặp biết bao phiền toái cho nên Hàn Lập không muốn mạo hiểm mang Ngân Nguyệt đi cùng. Dù sao thì linh giới không hề nhỏ, hắn mặc dù tự phụ gặp phải nguy hiểm lớn tự bảo vệ mình tuyệt đối không vấn đề gì nhưng đối với người bên cạnh thì khó mà có thể đảm bảo kế hoạch của hàn lập mấy năm sau là hành trình tới đại lục khác chứ chu quả nhi phải mang theo bên người còn phải tính toán mang theo hoa thạch lão tổ làm vì tùng phải mang theo chu quả nhi là bởi vì do xét thông đạo tới tiểu linh thiên cần mượn thần niệm lực của nàng nên không thể không mang theo trên người hoa thạch cũng là bởi hắn tinh thông thần thông thủy thuộc tính nếu như đi đại lục khác tám chín phần là sẽ cần dùng đến Nghĩ tới đây, một bóng hình xinh đẹp chợt hiện lên trong thâm tâm hắn, nhưng sau khi hít sâu một hơi lại bị hắn tạm thời đặt ở chỗ sâu trong tận đáy lòng. Nếu chuyến hành trình này thuận lợi, sau đó không lâu hắn lại có thể thấy được dung nhan xinh đẹp của nàng. Hiện tại việc hắn phải làm là trước hết đem tòa lưỡng nghi vạn dẫn đại trận bố trí xong hoàn toàn, không lưu lại bất cứ sơ hở nào. Ba năm thời gian trôi qua rất nhanh, nguyên hợp đảo bây giờ so với ba năm trước đây đã hoàn toàn bất đồng giờ phút này trên đảo chẳng những linh khí so với trước kia càng thêm giạt rào giữa những đỉnh núi lớn nhỏ còn có rất nhiều linh cầm dị thú hoặc lượn quanh bay múa hoặc thản nhiên đi lại giữa những tòa lâu đài điện vũ những khôi lỗi võ hạng nặng dọc theo những lộ tuyến cố định mặt không chút thay đổi qua lại dò xét cảnh vật tựa như một bức tranh nơi tiên cảnh nhưng lại mang vài phần lạnh lẽo sát khí đột nhiên trên ngọn núi lớn nhất chuyển đến mấy tiếng chuông du dương trầm bổng trong kiến trúc ở các đỉnh núi phụ cận vô số độn quang nhanh chóng phóng lên cao, tất cả đều thẳng hướng đỉnh núi cao nhất bay đi. Bái kiến tổ sư, chúc mừng tổ sư xuất quan, mấy ngàn trung cao dài tu sĩ đều hiện thân trên đỉnh núi, tất cả đều hướng tới một tòa cung điện màu bạc trước mặt cúi người hành lễ. chương 2306, Hoàng Nguyên Tử, trong số những tu sĩ này, quá nửa là số đệ tử mà bọn người khí linh tử đã thu nhận trước kia, Số ít còn lại là do bọn người Hải Đại thiếu đi khắp nơi ở hai tộc nhân yêu tuyển chọn trong 3 năm qua. Theo kế hoạch của Hàn Lập thì không chỉ riêng 3 năm này, mà về sau cứ khoảng 10 năm đều tiến hành mở rộng số lượng môn hạ đệ tử. Từ đó tin tưởng rằng chỉ mấy trăm năm số lượng môn hạ bình thường có thể đạt tới quy mô lớn, tiếp tục cẩn thận phát triển khoảng hơn ngàn năm chắc chắn số lượng đệ tử đẳng cấp hóa thần, luyện hư sẽ không ít, một số đệ tử có tiềm lực lớn dù là đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ cũng không phải là không thể. Lúc này Hàn Lập đem chính cung điện mà mình ở đặt tên là Thanh Nguyên Cung. Tin tưởng rằng không bao lâu nữa, tên tuổi của Thanh Nguyên Cung trên nguyên hợp đảo sẽ vang vọng toàn bộ phong nguyên đại lục. Lúc này, dưới cái nhìn chăm chú của mấy ngàn đệ tử Thanh Nguyên Cung, Hàn Lập mang theo ngân nguyên, chu của nhi cùng hải đại thiếu và vài tên đệ tử thân truyền đi ra từ cung điện màu bạc. Tất cả đều đứng dậy đi, ta sắp phải rời khỏi đảo đi xa một chuyến, sau này hết thảy tạp vụ sự tình bên ngoài đều do Nguyệt Thiên phụ trách, còn những việc bên trong thanh nguyên cung đã có ngân nguyệt sư cô của các người xử lý, các người có ý kiến gì khác không? Hàn lập quay người lại hướng tới mấy người sau lưng nhàn nhát nói. Đệ tử cần tuân mệnh lệnh của sư tôn, bất kể là hải đại thiếu hay là đệ tử mới thu gần đây như Lam Dược tất cả đều không người trả lời. Ngươi thực sự không có ý định mang ta theo ư, tuy rằng ta đã rớt xuống cảnh giới luyện hư, nhưng một thân thần thông vẫn còn, hơn nữa còn có linh khu hóa thân tu vi hợp thể kỳ, dù là gặp phải tồn tại đại thừa kỳ cũng có khả năng bảo vệ mình đấy. Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, chậm rãi nói. Không được, linh khu hóa thân của ngươi vừa mới di chuyển hết chân nguyên lực, phải mất gần 10 năm củng cố mới có thể chính thức đại thành, lúc này đây ngươi phải ở trong thanh nguyên cung ta mới có thể yên tâm được. Hàn Lập lắc đầu, cự tuyệt không chút do dự, nếu Hàn Huynh đã quyết tâm, tiểu muội cũng không nói thêm gì nữa, mong Huynh đi đường cẩn thận. Áng sáng trong mắt Ngân Nguyệt lóe lên một chút mới thở dài một hơi nói yên tâm, nếu như thuận lợi không chừng chỉ trong vòng hơn trăm năm là ta có thể trở về rồi đấy. Có lẽ sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Hoa thạch, chu của Nhi, lên đường thôi. Thân sắc của Hàn Lập hơi ngừng lại một chút, chợt lộ vẻ tươi cười nói, tiếp đó quay về phía chu của Nhi và hoa thạch lão tổ phân phó một tiếng. Một khắc sau, nơi cung điện màu bạc chợt chấn động, một chiếc thuyền lớn màu sơn đen như mực lập tức hiển hiện ra. Thân hình Hàn Lập khẽ động, sau đó mơ hồ một cái liền xuất hiện trên thuyền. Chu của Nhi, Hoa thạch lúc này cung kính đáp ứng một lời rồi mỗi người cũng hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía cự thuyền. Sau thời gian chốc lát, trong tiếng lễ bái một lần nữa của quần tu, mặc linh thánh chu vù vù một tiếng rồi lập tức phá không mà đi. Chỉ nghe thấy vài âm thanh suy suy, chiếc thuyền lớn đã hoàn toàn biến mất phía cuối chân trời. Trên một vùng thảo nguyên xanh biếc, có một đàn thú lớn lên tới hàng ngàn con có hình dáng đầu bò thân ngựa đang cuồn cuộn dốc sức liều mạng bỏ chạy như điên. Phần lớn loại thú này là dã thú bình thường, căn bản ngay cả linh trí cũng chưa mở ra, chỉ có một số ít đạt tới trình độ của yêu thú cấp thấp, một trong số chúng hoặc là mọc ra hai cánh sau lưng trực tiếp phi hành hoặc là toàn thân nổi lên từng luồng quái phong cuồn cuộn bay đi. Bỗng nhiên một tiếng rít sung trời từ phía sau truyền đến, theo đó là hào quang màu đỏ hồng cuốn lên, ba cái đầu lớn như ba ngọn núi cao thoáng cái hiện ra phía trên đàn thú. Ba cái đầu này trải rộng lân phiến thô dày màu xanh bóng, con mắt trông vô cùng thâm trầm, đồng tử phát ra hào quang chói mắt, rõ ràng là dáng vẻ của ba cái đầu rắn cực lớn ba cái đầu vừa hiện thân ra tức thì cùng lúc há miệng lớn lộ ra những răng nanh trông như những lưỡi dao khổng lồ hướng tới phía dưới hung hăng khẽ hút tiếng nổ mạnh ầm ầm thoáng một cái vang vọng toàn bộ thảo nguyên hào quang từ ba loại màu sắc khác nhau là xanh vàng hồng đồng thời cuốn xuống lực hút lay chuyển cả đất trời như muốn đem toàn bộ thảo nguyên phía dưới hút vào sau chốc lát đàn thú đang lao nhanh phía dưới bất kể là có hay không khai mở linh trí Tất cả đều thân hình run lên rồi bay lên trời, nhào vào trong miệng ba cái đầu rắn cực lớn kia như lao vào chỗ chết. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở, tất cả hơn ngàn quái thú đầu bò thân ngựa đều bị ba đầu rắn cực lớn kia một hơi nuốt vào toàn bộ. Cái đầu lâu ở chính giữa bỗng nhiên ở một cái, lộ ra biểu tình thỏa mãn, tiếp đó lắc lư một cái liền trở nên mơ hồ không rõ, tựa như muốn từ từ tiêu tán giống hệt như khi mới xuất hiện. Nhưng vào lúc này, tinh mang bỗng hiện lên trong mắt một cái đầu khác đang hơi nghiêng Bỗng nhiên nó nghiêng người hướng về phía hư không phát ra âm thanh si, si theo đó từ miệng nó phát ra tiếng người ầm ầm. Vị bằng hữu nào hôm nay lại tới Quang Lâm Bích Nguyên tiểu trúc của ta vậy? Âm thanh nói chuyện lập tức khiến cho hai cái đầu rắn cực lớn còn lại cả kinh, đột nhiên quét mắt hướng về cùng một nơi, trong mắt lộ ra hung quang. Ha ha, tam toàn đạo hữu không cần kinh hoàng, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay tới giờ vẫn khỏe chứ hả? Một tiếng cười khẽ truyền đến, âm thanh lạ lẫm khác bóng từ phía hư không bên kia truyền ra vừa dứt lời lập tức từ phía hư không lóe lên linh quang nhàn nhạt, nhạt, một gã nam tử khô gầy như củi mặc áo bảo màu vàng thoáng cái lặng yên hiện ra rồi mỉm cười nhìn về phía ba cái đầu cực lớn ô hóa ra là hoàng nguyên tử đạo hữu trách không được có thể xem cấm chế của bích lâm tiểu trúc này như không có gì mà xông vào đơn giản như thế thân sắc cái đầu rắn chính giữa buông lỏng nhưng ngữ khí rõ ràng là vô cùng lãnh đạm tam toàn đạo hữu nói vậy là nhầm rồi cấm chế bố trí ở cái bích lâm tiểu trúc này thật sự không phải chuyện đùa cho dù ta có thể phá giả được thì cũng không phải là chuyện 10 giờ nửa ngày có thể làm được đấy. Sở dĩ có thể dễ dàng xuất hiện tại đây, nguyên nhân hoàn toàn là nhờ bảo vật này. Nam tử khô gầy tên là Hoàng Nguyên Tử cười nhẹ một tiếng, bàn tay phất lên, lập tức một đoàn ánh sáng mờ mịt hiển hiện ra, bên trong mơ hồ có một cánh cửa nhỏ cỡ vài tấc, điêu khắc từ ngọc thạch lập lòe sáng lên. Cửu huyễn như ý môn, cửu huyễn lão quái xem bảo vật này như tính mạng, như thế nào lại rơi vào tay ngươi được cái đầu cưỡng mãng ở giữa vừa nhìn thấy cánh cửa thì rốt cuộc không cách nào bảo trì chấn định được nữa thoáng cái kêu lên một tiếng nghẹn ngào rất đơn giản tự nhiên là dùng chính ba tấc lưỡi của ta mà thuyết phục hắn cho mượn đấy hoàng nguyên tử cừu ha ha nói hư thuyết phục ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba hay sao loại bảo vật này nếu chỉ dựa vào mấy câu nói mà có thể mượn được thì ta lập tức cắt đầu xuống cho ngươi làm đồ chơi sắc mặt cái đầu cưỡng mãng chính giữa trầm xuống thanh âm có vài phần âm trầm hơn chỉ dựa vào mấy câu nói có lẽ không thành, nhưng nếu tăng thêm cả chỗ tốt hạng nhất nữa thì thế nào? Hai mắt Hoàng Nguyên Tử nhíu lại trả lời. Chỗ tốt gì, một cái đầu cuối cùng vẫn một mực không nói gì lạnh giọng hỏi một câu. Ba khỏa trường nguyên đan, mỗi khỏa có thể trì hoãn thiên kiếp hơn 3.000 năm, ba khỏa đủ để thiên kiếp lần sau của cửu huyễn lão quái giải ra thêm vạn năm thời gian chuẩn bị nữa, nói không chừng nhờ vào nó có thể vãn hồi tánh mạng một lần đấy. Hoàng Nguyên Tử ngáp một cái nói, người ra tay thật hào phóng, Trường Nguyên Đan là thánh dược của trường nguyên tộc các ngươi, không biết bao nhiêu người ngoài tộc muốn cầu được một khỏa mà không có cách gì, ngươi ra tay một lần liền ba khỏa, trách không được cửu viễn lão quái thậm chí nguyện ý đem bổn mạng pháp bảo cho ngươi mượn. Tuy nhiên ngươi đến chỗ ta làm gì, ta đối với trường Nguyên Đan không có quá nhiều hứng thú, đừng hy vọng dùng nó đả động được ta. Đầu cử mãng ở chính giữa hừ lạnh một tiếng, giọng nói có vài phần dữ tợn. Có lẽ đạo hữu không đặt trường Nguyên Đan ở trong lòng, nhưng không biết phải chăng đối với Minh Ngục Chân Kinh có chút hứng thú mà vừa ý xem xét một chút không? Minh Ngục Chân Kinh, trong tay ngươi có vật ấy sao? Điều đó không có khả năng. Lúc này thì sắc mặt của ba cái đầu cự mãng đồng thời đại biến, phát ra âm thanh xi si xi si liên hồi, dường như thứ này với chúng vô cùng trọng yếu. Minh Ngục Chân Kinh là bảo vật bậc nào chứ? Tiểu đệ làm sao có được vật ấy, mà cũng chẳng dám có, tuy nhiên ta lại biết một ít manh mối của nửa bộ trong đó. Không biết Tam Toàn huynh có cảm thấy hứng thú hay không? Hoàng Nguyên tử cười mà như không cười nói. Nửa bộ, việc này là thật. Hàn quang trong mắt cái đầu cử mãng chính giữa lóe lên lập tức truy hỏi một câu. Tại hạ chính là từ miệng hướng đạo hữu mà biết rõ, làm sao có thể hư ngôn lừa gạt được. Hoàng Nguyên tử mặt không đổi sắc trả lời. Được. Như thế nào ngươi mới bằng lòng chịu đem manh mối của nửa bộ minh ngục chân kinh nói cho ta biết, đừng nói với ta là lần này ngươi đến tìm ta chỉ để ôn chuyện thôi đấy. Cả ba cái đầu cử mãng đều lộ ra vẻ do dự, Tới nửa ngày sau cái đầu chính giữa mới lạnh lùng hỏi, "Tam toàn đạo hữu đúng là người hiểu chuyện, ta tới đây đích thực là có việc muốn nhờ, ta muốn các hạ giúp ta đối phó với một gã đại địch, ngoài đạo hữu ra ta còn mời thêm được Bất Diệt Thiên Tôn của Bất Diệt Động." Hoàng Nguyên tử thở phào một hơi nhưng thanh âm bỗng trở nên lạnh lẽo nói, "Bất Diệt Thiên Tôn, ngươi lại mời cả sát tinh này tới, muốn thỉnh hắn ra tay có lẽ còn phải trả cái giá cao hơn so với ta chứ không thấp hơn đâu a, à. rốt cuộc là đại địch nào mà khiến ngươi phải bày trăm phương ngàn kế như thế?" ba cái đầu cự máng đồng thời lóe lên biến mất trong hư không, nhưng ở hư không ngay đó lại biến ảo thành một gã đạo sĩ tuổi trẻ trên mặt mũi chi chít các xà vân, đồng tử trong hai mắt thình lình giống hết cự máng khi nãy, nhìn chằm chằm vào hoàng nguyên tử, hung quang bên trong chấp động liên hồi. Thanh nguyên tử, người này ngươi đã biết hay chưa? Khóe miệng hoàng nguyên tử co giật một chút mới nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên người. Chưa từng nghe nói qua, nhưng người tên là hoàng nguyên tử, người nọ tên là thanh nguyên tử, hẳn là có quan hệ với người phải không? chắc hẳn cũng là một tồn tại đại thừa. Tam toàn đạo nhân nghe vậy hơi dùng mình nói, người này có quan hệ sâu xa gì với ta ngươi không cần phải hỏi. Ngươi chỉ cần biết người này với ta có thù không đội trời chung, mà giết hắn xong ngươi mới có thể đạt được thứ mình cần là được. Mặt khác, người này chẳng những là một gã đại thừa, mà còn là một tê gia hỏa lợi hại trong đám đại thừa chúng ta, tối thiểu là với tình trạng một đấu một ta tự hỏi không phải đối thủ của hắn. Gương mặt Hoàng Nguyên Tử âm trầm chậm rãi trả lời, phiền toái như vậy, nếu vị thanh nguyên tử này thực sự lợi hại như thế mà nói, ba người chúng ta liên thủ đánh bại hắn không khó, nhưng muốn diệt sát thì sợ rằng không có khả năng. Hắn đánh không lại chúng ta chẳng lẽ không thể chạy hay sao? Tam toàn đạo nhân nhướng mày nói, ta đã trả một cái giá lớn như vậy mời hai vị đạo hữu rời núi, đương nhiên sẽ có vài phần nắm chắc đấy. Hắn ngay lập tức sẽ phải trải qua một lần đại thiên kiếp, có thể vượt qua hay không rất khó nói nhưng tối thiểu thì đây là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp để diệt sát hắn. Hoàng Nguyên Tử Dường như đã tính trước nói, chương 2307, Việt Long, đối phó tồn tại cùng cấp cũng không phải là chuyện đơn giản, chuyện này bần đạo phải cân nhắc cẩn thận mới được. Tam toàn đạo nhân cao mày, một hồi lâu sau mới ngưng trọng thần sắc trả lời. Việc này dĩ nhiên phải vậy, thế này đi, hoàng mỗ ở chỗ này chờ đạo hữu mấy ngày. Nếu trong vòng ba ngày, đạo hữu nguyện ý cùng rời núi giúp ta một tay, hai người chúng ta liền cùng nhau lên đường nếu không nhận lời thì ta sẽ đi tìm cửu oán đạo hữu của huyết oán hiệp. Hắn tu luyện hấp tủy đại pháp, dùng để đối phó tồn tại cùng cấp cũng rất hữu hiệu hoàng nguyên tử thần sắc không đổi nói. Được, ba ngày sau ta sẽ trả lời ngươi rõ ràng. Tam toàn đạo nhân bất động thanh sắc gật đầu, một tay bấm quyết, thân thể liền mơ hồ rồi biến mất trên thảo nguyên. Hoàng nguyên tử cười hắc hắc, tay áo run lên, một vật từ trong liền bay ra. Oanh một tiếng vang lớn, trên thảo nguyên kim quang vạn đạo, đang trống rỗng bỗng hiện lên một tòa cung điện tường vàng huy hoàng. Từ cửa điện có mấy thiếu nữ cung trang xinh đẹp như hoa đi ra, cùng làm lễ ra mắt Hoàng Nguyên Tử, miệng sưng chủ nhân không dứt. Hoàng Nguyên Tử khẽ cười rồi nghênh ngang tiến vào cung điện. Trên vùng trời khu vực phụ cận phi linh tộc, một cửa thuyền màu đen đang kích bắn bay đi. Trên bong thuyền trước sau có mười mấy ma tinh khôi lỗi giáp sĩ phát ra khí thức cường đại. Một số hải thú chẳng biết sống chết từ mặt biển nhảy lên liền bị mấy cỗ khôi lỗi động tay, lập tức phun ra một cột sáng thô to tối mờ xuyên thủng trăm nghìn lỗ trên thân thể những hải thú cản đường rồi biến chúng thành hư ảo ở tầng cao nhất của cửa thuyền trong một gian đại sảnh bố trí điển nhã hàn lập ngồi trên một cái ghế màu bạc nhạt đang khép hờ hai mắt suy nghĩ gì đó hoa thạch lão tổ cùng chu quả nhi đều cung kính đứng ở sau ghế mặc dù có mặc linh thánh chu đỡ chân lại thêm hàn lập cũng không phải lần đầu tiến vào man hoang thế giới nhưng từ lúc rời khỏi vô nhai hải lên đường đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi trên một cái ghế khác ở gần Hàn Lập, lại có một thiếu nữ vận bạch y băng lãnh, hai mắt màu hồng nhạt, giữa hai lông mày ẩn hiện một phù văn cổ quái đỏ tươi. Huyết phách đạo hiếu, phía trước không xa chúng ta sẽ tiến vào khu vực phi linh tộc. Phong nguyên đại lục to lớn như thế, ta nghĩ đạo hiếu cũng là lần đầu tới nơi này nhỉ. Hàn Lập cười một tiếng nói với thiếu nữ, bạch y nữ tử này chính là huyết phách, hóa thân của băng phách tiên tử. Hai năm trước, sau khi rời khỏi vô nhai hải, Hàn Lập không lập tức tiến vào man hoang thế giới mà trước tới hứa ra đem thiếu nữ này cùng đi. Lúc này thiếu nữ nghe Hàn Lập hỏi, liền khom người kính cẩn trả lời. Hàn tiền bối, vãn bối đúng là chưa từng tiếp xúc phi linh tộc. Nhưng cũng có nghe nói tộc này có mấy loại thần thông có liên quan thượng cổ chân linh, cũng khá nổi danh. Phi linh tộc là một trong những địa phương năm đó ta du lịch qua. Tại đây có một hảo hữu trí giao ẩn cư tu luyện, ta đi ngang qua đây, tự nhiên tính toán thuận tiện ghé thăm. Còn chuyện về tòa truyền tống tới đại lục khác kia có đáng tin cậy không? Đừng để chúng ta đến nơi xa lắc xa lơ đó rồi mà mừng hụt đấy." Hàn Lập Thuận Miệng giải thích đôi câu, chợt biến giọng hỏi. "Xin tiền bối yên tâm, Hách Liên Thương Minh kia là một trong không nhiều thế lực bí ẩn của linh giới có thể giao dịch xuyên cả ba đại lục, nếu so với các siêu cấp đại tộc cỡ Giác Si tộc cũng không yếu hơn bao nhiêu, mới có thể sở hữu pháp trận truyền tống xuyên đại lục. Bởi nguyên nhân đặc thù, thương minh cứ vài năm lại bán đấu giá một ít tòa truyền tống xuyên đại lục. Năm đó nếu không phải bản thể của thiếp đã từng may mắn trở thành khách quý của thương minh, có tư cách tham gia đấu giá, ta cũng căn bản không cách nào biết được chuyện này. Năm nay chính là lúc buổi đấu giá được lần nữa tổ chức. Nếu là lần sau, có lẽ phải đợi thêm mấy chục năm, thậm chí hai ba trăm năm nữa. Cho nên số cường giả các tộc tham gia buổi đấu giá lần này nhất định là không ít. Huyết phách tường tận giải thích, hách liên thương minh đến giờ ta mới biết. Nếu năm đó mà biết có loại đấu giá này, nói không chừng hàn mỗ từ lôi minh đại lục trở về cũng không phải gặp nhiều phiền toái như vậy. Nhưng lại nói, với thân phận của ta năm đó, chỉ sợ cũng không có tư cách tiếp xúc được với hách liên thương minh. Hàn lập khẽ cười một tiếng nói, đúng vậy, tổ chức được hội đấu giá một ít tòa truyền tống xuyên đại lục, ngay cả với chính hách liên thương minh cũng không phải là chuyện đùa. Ngoại nhân muốn tham gia hội đấu giá, trừ phi có người giới thiệu, bản thân cũng phải là người có thân phận nhất định của các tộc, hoặc phải có tu vi từ hợp thể trở lên mới có thể trực tiếp vô điều kiện tham gia hội đấu giá này với thân phận bực này của hàn tiến bối nếu muốn tham gia sợ rằng lại là chuyện người phụ trách hội đấu giá này vốn dĩ cầu cũng không được huyết phách thản nhiên cười một tiếng nói hy vọng thật có thể thuận lợi như vậy nhưng đã đến đây ta cũng không dối gạt ngươi lần này dẫn ngươi cùng đi mặc dù là bởi hiệp nghị trước kia nhưng truyền thống tới lôi minh đại lục rồi lại không thể lập tức tiếp tục truyền thống mà cần lưu lại đại lục đó một đoạn thời gian để tìm một thứ hy vọng huyết phách đạo hữu đến lúc đó thứ lỗi cho ta một chút hàn lập gật đầu trong mắt lại lóe lên một tia khác thường nói thiếp cũng đã đợi thời gian dài như vậy chờ thêm một ít thời gian nữa có là gì tiền bối có chuyện phải xử lý trước với vãn bối không có vấn đề gì huyết phách không suy nghĩ thêm nói huyết phách đạo hữu nghĩ được như vậy hàn mỗ cũng an tâm rồi bất quá đạo hữu yên tâm thứ ta muốn tìm cũng không phải là quá khó tìm sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở lôi minh đại lục Hàn lập lộ ra tia cười mạn ý, với hình thể khổng lồ của Mạc Linh Thánh Chu, vừa tiến vào lãnh địa của phi linh tộc tự nhiên khiến tất cả cường giả của tộc này chú ý. Nhưng vô luận phi linh tộc nhân nào thần niệm vừa hơi tiếp xúc khí thức đáng sợ của cấp đại thừa tản ra từ cự thuyền, tất cả đều cả kinh thất sắc rối giết tránh lui ba thước. Cự thuyền màu đen đi qua, tất cả cao tầng phi linh tộc đều giả điếc căn bản không dám ngăn chờ chút nào. Đến ngày thứ năm, cự thuyền màu đen đã tiến vào chỗ sâu trong lãnh địa của phi linh tộc, đang lướt qua vùng trời trên một cái hồ thì chợt phía trước truyền tới một thanh âm khàn khàn giả nua. Không biết đạo hữu tộc nào phủ xuống phi linh nhất tộc ta, tại hạ Việt Long, mong đạo hữu ra mặt tương kiến. Vừa dứt lời, bầu trời phía trước mây đen cuồn cuộn, cuồng phong vần vũ rồi một quái điểu chín đầu thân dài hơn nghìn trượng hiện ra. Chín đầu của quái điểu này tất cả đều hung ác dữ tợn, nhưng một thân bao phủ bởi linh vũ ngũ sắc rực rỡ diễm lệ dị thường, đồng thời phát tán ra linh áp kinh khủng, cơ hồ bao phủ cả nửa bầu trời phía trước, tựa hồ không kém khí tức đại thừa truyền ra từ trên cựu thuyền màu đen. Thanh âm cuồn cuộn truyền tới kia chính là từ miệng một trong chín đầu cực lớn của quái điểu. Thì ra là Việt Long đạo hiếu, tại hạ nhân tộc Hàn Lập, tới đất của quý tộc chẳng qua để bái phỏng một cựu nhân, cũng không có ý gì khác. Đạo hiếu không cần phải lo lắng gì, trên bong thuyền phía trước thoáng một cái hiện ra một bóng người màu xanh, Hàn Lập đường hoàng đứng đó, thản nhiên nói với quái vật khổng lồ phía trước. Hàn Lập, chẳng lẽ chính là vị đạo hữu nhân tộc được đồn đại là đã đánh chặn minh trùng chi mẫu tại ma giới mấy năm trước. Quái điều chín đầu cả kinh, lời nói không khỏi dồn dập mấy phần. Nếu nhân tộc không có vị thứ hai cũng tên là Hàn Lập thì người các hạ nói tới chắc là tại hạ. Nhưng không biết đạo hữu từ đâu biết được hư danh đó của tại hạ. Hàn Lập ánh mắt hơi chợt lẽ, bình tĩnh hỏi lại một câu. Ha ha, quả thật là Hàn đạo hữu đại danh đỉnh đỉnh rồi. Đạo hữu quang lâm tệ tộc, thật là rồng đến nhà tôm rồi, nhất định phải đến động phủ của tại hạ chơi một chút mới được. Tại hạ có một hảo hiếu, đã từng ứng lời đi ma giới đối phó minh trùng chi mẫu kia, sau khi trở về liên tục nhắc tới ân cứu mạng cùng thần thông chém chết minh mẫu của đạo hiếu. Quái điều chín đầu vừa nghe xong Hàn Lập nói vậy, mừng rỡ nhìn sang, bên ngoài thân hắc phong cuộn lên, liền biến ảo thành một lão giả xấu xí thân cao hai trượng. Người đó khoác phú y sặc sỡ, tay chống một cây hoàng một quái trượng nhìn rất bình thường, ánh mắt vui mừng nhìn về phía Hàn Lập trên cự thuyền thì ra là vậy, không biết người bạn thân của đạo Hiếu là người tộc nào, nói không chừng tại hạ cũng biết. Hàn lập thần sắc vừa động lại hỏi, hảo Hiếu của tại hạ là viên phi đạo hữu của trường thân tộc, không biết Hàn huynh có nghe nói qua chăng? Việt Long không suy nghĩ thêm trả lời, trường thân tộc, viên phi, cái tên các hạ vừa nói, tại hạ thật có chút ấn tượng, đó quả là tên một trong số những đạo Hiếu bị vây từ đầu tại thủy ma chi địa rồi. Hàn lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra. Hắc hắc, Trường thân tộc là láng giềng gần của Phi Linh tộc ta, mà Viên Phi đạo hữu cùng Tại Hạ cũng luôn giao tình thâm hậu. Hắn thần thông không nhỏ, nhưng lần trước bị vây tại ma giới một thời gian ngắn lại tổn thất một ít nguyên khí, nay đang bế quan khổ tu tới thời kỳ mấu chốt. Nếu không một khi biết Hàn huynh đến đây, hắn nhất định sẽ tự mình ra mặt tương kiến đó. Bất quá động phủ của Tại Hạ cách nơi này không xa, Hàn đạo hữu nhất định phải tới ngồi chơi mới được. Việt Long giải thích thêm mấy câu, liền hết sức nhiệt tình lần nữa ngỏ lời mời. Nếu Việt đạo hữu đã thịnh tình như vậy, Hàn Mỗ không thể chối từ, trước tới quấy quả một chút đã. Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm, cảm thấy bây giờ không tiện từ chối, cũng liền gật đầu đồng ý. Thật tốt quá, mời đạo hữu đi theo ta. Việt Long mừng rỡ, chân đạp hư không, liền hóa thành một cỗ cuồng phong hướng phía xa cuồn cuộn cuốn đi. Các người ở đây chờ ta một chút, ta đi một lát rồi trở về. Hàn Lập quay đầu nói với đám người hoa thạch huyết phách vừa mới kéo ra, rồi ngoài thân thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng phá không đuổi theo. Đám người hoa thạch lão tổ tự nhiên đứng tại chỗ rồi giết khom người tuân mệnh. Với tu vi đại thừa của Hàn Lập cùng Việt Long phía trước, độn tốc tự nhiên nhanh đến mức bất khả tư nghị, mặc dù hai người đều không vận toàn lực, nhưng chỉ hơn một canh giờ sau, cũng một hơi vượt qua mấy trăm vạn dặm đường, bay tới vùng trời trên một mảng bồn địa bao quanh bởi núi non xanh biếc. Ở trung tâm bồn địa, hiển hiện một tòa thạch tháp cực lớn cao hơn nghìn trượng, có chừng hơn trăm tầng, Bốn phía của bồn địa còn có các loại kiến trúc khác, cái cao cái thấp, nhưng đều ở cách cự tháp ngoài 10 dặm, căn bản có vẻ không dám ở gần hơn. Chương 2308, Cực Nguyên Tinh và Trọng Nguyên Tố Linh. Tinh chuyên, vật có hình dáng một viên gạch, Tố Linh tự động nặn lại hình dạng ban đầu như có linh tính. Kỳ hiệu, hiệu quả kỳ diệu, ở phía bên trong những kiến trúc này, rất nhiều phi linh tộc nhân đẳng cấp cao đủ mọi hình dáng khác nhau ra vào không ngừng, nhìn trông khá là náo nhiệt nhưng bỗng nhiên phía trên bầu trời tối sầm lại, cùng lúc đó Việt Long khống chế một luồng cuồng phong xuất hiện, phía bên trong thung lũng tất cả phi linh nhân bỗng chốc trở nên kinh hãi, bất kể là đang làm chuyện gì đều lập tức dừng lại mà quỳ xuống tại chỗ lễ bái. Hàn Đạo Hữu nơi đây là một trong số bảy đại động phủ của ta, kiến tạo ra xem như cũng có chút đặc thù. Đạo Hiếu và ta cùng nhau đi xuống đi, Việt Long hiện ra phía bên trong cuồng phong, Tiếp đó chỉ về phía một ngọn tháp lớn ở phía dưới xa đồng thời nói với Hàn Lập lúc này đang theo sát phía sau lưng. Hàn Lập cũng từ trong độn quang hiện thân ra, nhẹ gật đầu liền từ từ hạ xuống ngọn tháp lớn ở phía dưới. Thân hình Việt Long mơ hồ một cái, trực tiếp mang theo một luồng hắc phong nhào vào phía lối vào ở trên đỉnh ngọn cự tháp. Sau thời gian uống cạn chén trà, Hàn Lập đã đặt thân ở trong đại sảnh một gian phòng bố trí vô cùng hoa lệ, đồng thời ngồi trên một mặt ghế màu sắc như vàng ròng. Ở phía chỗ ngồi đối diện, Việt Long cũng đang ngồi trên một cái ghế khác có cùng màu sắc, tay cầm một chén rượu màu xanh biếc đưa lên, hơn nữa lại nhiệt tình một cách khác thường nói. Hàn huynh, hổ nguyên tử này được chế từ 7749 loại linh thảo khác nhau mà thành, sau khi uống chẳng những có hiệu quả kỳ diệu khôi phúc pháp lực mà còn có một chút khả năng làm thanh tỉnh thần hồn, cũng có thể xem như là một loại linh tử khó có được đấy.